Đại hào môn, tiêu phàm, bản dịch chuẩn. chương 511, vào trong. Dưới bóng đêm ngọc dương quan yên tĩnh, cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì bóng người, càng chưa nói tới lực lượng thủ vệ. Mặc dù cùng ở tại lạc gia thành sinh hoạt, y Sun đối tòa này đạo quán cũng chưa quen thuộc. Trước đó, làm không cổ phái chủ chỉ nói chuyện thường vụ giảm nhiều đầu sư, y Sun chỉ ghé qua ngọc dương quan một lần, hay là lễ tiết họ bái phỏng. Từ nguyên thành tử tự mình cùng đi, phía trước viện đi dạo một vòng, tam thanh điện ngồi một hồi, uống một chén trà, tâm sự, như thế mà thôi. Hậu viện, Isun là lần đầu đặt chân, vừa mới đi vào ngọc dương quan, Isun trong đầu liền có chút không lớn dễ chịu. Hắn cảm thấy tòa này đạo quán bên trong khổng lồ trận pháp chi lực, đối với hắn là một cái rất lợi hại áp chế. Isun bỗng nhiên có chút hoài nghi mình cứ như vậy tiến vào ngọc dương quan quyết định, phải chăng sáng suốt. Thậm chí ngay cả kém cắt đều lưu tại bên ngoài cảnh giới, bên người cũng chỉ có Phạm Anh cùng hai gã khác. Đây cũng là Phạm Anh đề nghị. Phạm Anh cho rằng, đã muốn thanh trừ chỉ có thân chịu trọng thương nguyên thành tử cùng hai tên đích truyền, kia cũng không cần phải huy động nhân lực. Chỉ cần liệt dương tử trở thành ngọc dương quan mới trụ trì, hết thảy đều không là vấn đề. Nguyên thành tử cùng kia hai tên đích truyền đều bởi vì bị thương nặng đang bế quan, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kháng cự chi lực, lấy y sun giảm nhiều đầu sư chi năng, hướng về ba cái dưới người chết rơi hàng đầu, còn cần gì giúp đỡ nhìn xem cùng đi ở bên phạm anh y sun cảm thấy mình tựa hồ có chút nghĩ nhiều phạm anh tuyệt không có khả năng phản bội hắn cũng không phải hắn có bao nhiêu tin tưởng hắn cùng phạm anh ở giữa sư đồ tình cảm mấu chốt phạm anh không có phản bội hắn lý do hủy diệt ngọc dương quan đem hoàng gia nhổ tận gốc chuyện này được lợi lớn nhất cũng không phải là hắn y sun cũng không phải không cổ phái mà là phạm anh cùng hắn phạm gia phạm anh trợ giúp ngọc dương quan cùng hắn đối nghịch Cùng không cổ phái đối nghịch, có chỗ tốt gì? Nghĩ như vậy, Isun trong lòng vừa mới nổi lên kia một tia lo nghĩ, lập tức lại chìm xuống, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhanh chân hướng về phía trước. Tại những người hoa này trước mặt, hắn hiện tại là cao cao tại thượng Isun đại sư, nhất định phải đem giá đỡ cầm đủ, 10 triệu không thể nửa đường như xe bị tuột xích. Nếu để cho người phát giác được nội tâm của hắn kinh hoàng sợ hãi, vậy liền hủy. Từ nay về sau, hắn hiệu lệnh tại Ngọc Dương quan liền không hiệu nghiệm dù là như thế đem sắp đặt chân khổ trúc huyền thời điểm isun hay là trần trờ audio điện tử võ tấn bền cái này khổ trúc huyền bên trong cấm chế chi lực thực tế quá mạnh tại loại này khổng lồ đạo môn cấm chế chi lực áp chế xuống isun rất nhiều hàng đầu thuật đều không thi triển ra được liệt dương đạo trưởng đây là địa phương nào isun quay đầu hướng một bên cẩn thận cùng đi liệt dương tử hỏi liệt dương tử vội vàng cung kính đáp isun đại sư đây chính là Nguyên Thành Tử bọn hắn bế quan, khổ trúc huyền. Nguyên Thành Tử cùng hai tên đồ đệ, đều ở bên trong bế quan dưỡng thương. Khổ trúc huyền, Y Sun lặp lại một câu, song nghi có chút nhau. Phạm Anh vừa cười vừa nói, sư phụ, người có phải hay không cảm thấy nơi này cấm chế chi lực quá mạnh rồi? Ừm, tại đồ đệ trước mặt, Y Sun rốt cuộc đem mình nội tâm sầu lo thể hiện ra. Liệt Dương Tử không người nói, mời Y Sun đại sư yên tâm, Vãn Bối biết những cấm chế này trận nhãn chỗ, chúng ta sau khi đi vào, thanh cấm chế phá mất, dễ như trở bàn tay. Sư phụ, không cần lo lắng, đây đã là nguyên thành tử bọn hắn sau cùng phòng ngự thủ đoạn. Ta trước kia tại Ngọc Dương Quan học võ thời điểm, nơi này cấm chế chi lực so hiện tại còn mạnh hơn. Nhưng là trận pháp là chết, không ai chủ trì, mạnh hơn cấm chế đều vô dụng. Sư phụ muốn thực tế không yên lòng lời nói, vậy ta mang hai vị sư huynh đi vào tốt sư phụ tại bên ngoài tỏa trấn là được. Phạm Anh ngang nhiên nói, một bộ đắc chí vừa lòng, bể nghế quần hùng bộ dáng. Y Sun chừng Phạm Anh một chút, nhẹ nhàng một hư, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhanh chân đi vào. Phạm Anh cùng liệt dương tử liếc nhau, cũng gấp đi theo sát vào. Khổ trúc huyền chiếm diện tích cũng không 10 điểm rộng lớn, một cái sân nho nhỏ, trồng chút hoa cỏ cây cối, phong cảnh vẫn còn thấy, viện tử bên kia là một loạt thấp bé nhà trệt, đoán chừng chính là nguyên thành tử đám người nơi bế quan. Ánh trăng như nước, trong viện yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên có một hai cái tiếng côn trùng kêu vang. Y Sun không có có tâm tư cảm thụ loại này duyên dáng ý cảnh, hắn chỉ là cái thổ dân hàng đầu sư thôi, lại không phải cái gì văn nhân mặc khách. Tiến vào khổ trúc huyền về sau, cấm chế chi lực đối với hắn áp chế càng thêm rõ ràng. Liệt dương đạo trưởng, cấm chế trận nhãn ở đâu? Y Sun nhìn không được hướng liệt dương tử đặt câu hỏi ngay tại phía trước y sun đại sư mời liệt dương tử xoay người đưa tay mời khách vừa mới chuyển qua một chỗ giả sơn y sun bỗng nhiên dừng bước hai mắt nhíu lại bắn ra sói quang mang chỉ thấy giả sơn về sau chắp tay đứng một tên dáng người cao nam tử chính ngẩng đầu thưởng thức chân trời ánh trăng ở bên cạnh hắn thì có một tên dáng người yểu điệu nữ tử tương bồi gió đêm từ đến tóc dài phất phới biết bao xinh đẹp người nào y sun quát lạnh một tiếng cổ tay khẽ đảo một kiện đen nhánh pháp khí nổi lên, thân thể có chút cung lên, bày ra toàn bộ tinh thần để phòng tư thế. Hai người kia, nhất là nam nhân kia, cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Không có bất kỳ cái gì lý do, đây là giảm nhiều đầu sư trực giác. Cùng cách đó không xa cái kia đứng chắp tay nam tử tương đối mà nói, khổ trúc huyền cấm chế chi lực, đã hoàn toàn không đáng kể. Khổ trúc huyền cấm chế chi lực, chỉ là để Y-sun cảm thấy mình một ít năng lực nhận áp chế, nhưng đối diện nam nhân kia, lại làm cho Isun từ trong đáy lòng bốc lên hơi lạnh, Isun thậm chí cảm giác được một cách rõ ràng, người này có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Isun cơ hồ lập tức liền nghĩ đến gia Ninh Trừng cùng cơ an ni miệng bên trong Tiêu Phàm, vị kia xông tiến vào ma cưu trang viên căn bản cấm địa, thần bí khó lường tuổi trẻ người hoa hàng đầu sư. Isun tiên sinh, chào buổi tối." Đối diện nam nhân chậm rãi xoay người lại, đối mặt Isun, mỉm cười lên tiếng chào. "Ta là Tiêu Phàm, Isun kinh hãi." Quả nhiên là Tiêu Phàm, gần như trong nháy mắt, Isun liền ý thức được mình ngã vào một cái bẫy. Về phần đến cùng là thế nào cả bẫy, Isun tạm thời còn nghĩ không quá rõ ràng, bây giờ cục diện này, trong đầu lập tức trở nên loạn ấm ức, chỗ nào có thể tiến hành nghiêm mật logic suy luận rồi. Nhưng không hề nghi ngờ, cái bẫy này phải cùng Phạm Anh cùng Liệt Dương Tử có quan hệ. Liền ở thời điểm này, Isun chỉ nghe sau lưng truyền đến hai tiếng trầm đục. Bỗng nhiên nghiêng đầu đi, chỉ thấy đi theo tới mình hai tên đồ đệ, đã vô thanh vô tức ngã nhào xuống đất, lại không cảm giác được nửa phân sinh mệnh khí tức. Phạm Anh cùng liệt dương tử trong tay, riêng phần mình cầm một thanh sắc bén đoạn đao, ân máu đỏ tươi, như là đứt dây hạt trâu, từ sáng như tuyết đao phong bên trên tí tách rơi xuống. Liệt dương tử tùy hành kia mấy tên nam nữ đạo sĩ, mới vừa rồi còn bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống, kính cẩn vô so, lúc này cũng nhao nhao sáng suốt binh lưỡi đao pháp khí, riêng phần mình chiếm cứ có lợi phương vị, đem y sun đường lui tất cả đều phong bế. Từng cái không chớp mắt tiếp cận y sun, thân sắc khẩn trương, như lâm đại địch. Bất kể nói thế nào, y sun là một vị nổi danh giảm nhiều đầu sư, không cổ phái thực tế đại thủ lĩnh. Một người như vậy, vô luận ai cũng không dám khinh thị. Phạm Anh, y sun quát to một tiếng, trên cổ gân xanh nổi lên, hai con mắt chừng phải căng tròn, phún ra ngoài bắn phẫn nộ vô so hỏa diễm. Phạm Anh vậy mà thật phản bội hắn, quả thực lẽ nào lại như vậy? Về phần Phạm Anh tại sao phải làm như vậy, Isun căn bản không có suy nghĩ. Trong lúc này, Isun chỉ cảm thấy mình toàn thân trên dưới đều bị lửa giận bao trùm, hoàn toàn không có cách nào tiến hành bình thường tư duy. Phạm Anh mặt âm trầm, cầm đoàn đao, từng bước một lui ra phía sau, thần sắc so tất cả mọi người càng căng thẳng hơn. Làm Isun, hắn so những người khác muốn hiểu Isun đáng sợ. Giảm nhiều đầu sư dưới cơn thịnh nộ, vừa ra tay liền có khả năng lấy người tính mệnh hay là cách xa điểm, lấy sách vạn toàn. Phạm Anh, người dám phản bội ta. Phản bội, không cổ phái. Y Sun tức giận đến toàn thân phát run, trong mắt đều đỏ. Đối với hàng đầu sư cá nhân mà nói, kỳ thật chưa nói tới phản bội không phản bội. Nhất là không cổ phái là thừa hành là cường giả vi tôn luật rừng, liền càng là như vậy. Chỉ cần đồ đệ có bản lĩnh, lúc nào cũng có thể hướng sư phụ phát động khiêu chiến. Nhưng mà, luật rừng chỉ thích hợp với người, không thích hợp tại môn phái hàng đầu sư có thể hướng sư phụ khiêu chiến không tính phản bội nhưng tổn hại cả môn phái lợi ích cũng tuyệt đối là phản bội phạm anh một bên lui lại một bên thấp giọng nói sư phụ đừng gọi ta sư phụ người cái này tên hỗn đản lão tử muốn giết ngươi y sun nổi giận kêu to lên phạm anh biến sắc tăng thêm tốc độ hướng lui về phía sau mấy bước cách y sun xa xa rồi mới lên tiếng thật xin lỗi sư phụ ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ ngay trước tiêu phàm cùng cơ khinh xa trước mặt, Phạm Anh chỉ có thể giải thích nhiều như vậy, quá rõ ràng lời nói, cũng không dám giảng. Tiêu phàm cầm sinh tử của hắn đâu, nhưng Y Sun cũng không thể vào chỗ chết đắc tội, chuyện này còn không biết cuối cùng ai thắng ai thua. Vạn nhất tiêu phàm thất thủ, bị ma cưu đại quốc sư diệt sát, hắn Phạm Anh cũng chỉ có thể chạy trốn. Hiện tại không vào chỗ chết đắc tội Y Sun, chỉ ít Y Sun sẽ không ngàn dặm nghìn dặm đuổi giết hắn, hoặc nhiều hoặc ít còn muốn niệm chút hương hỏa chi tình thậm chí vì tiếp tục hưởng thụ cẩm y ngọc thực sinh hoạt, Isun còn có thể hướng ma cư cầu tình, để hắn tiếp tục trưởng quản phạm gia. Isun cùng không cổ phái cái khác hàng đầu sư, đối kinh tế chỉ đạo nhất khiếu bất thông. Phạm gia phần này sản nghiệp khổng lồ, không có một cái quen thuộc người cầm lái khẳng định không được. Liền coi như bọn họ hiểu kinh tế, lạc gia thành người hoa thượng tầng xã hội, cũng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận một vị bản địa thổ dân cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Thiếu Phạm anh, Isun chơi không chuyển đối kia phần kinh thiên tài phú, chỉ có thể làm dương mắt nhìn, hoàn toàn nuốt không dưới. Bất quá Phạm Anh trong lòng điểm này tính toán, y sun nửa điểm đều không để ý tới. Hắn hiện tại quả thực muốn bị Phạm Anh khí chết rồi. Trong tay pháp khí một dương, y sun liền muốn đối Phạm Anh xuất thủ. Trước thanh tên phản đồ này giết lại nói, y sun tính tình, vốn là rất táo bạo, y sun tiên sinh, an tâm chớ vội, một cái nhã nhặn thanh âm nhu hòa, chậm rãi truyền vào y sun trong tai nổi giận y sun nháy mắt lại yên tĩnh lại bỗng nhiên xoay người tướng mạo tiêu phàm thần sắc trên mặt một trận biến ảo vừa rồi thực tế là khí hồ đồ thậm chí đều quên phía sau còn đứng lấy dạng này một vị sát tinh may mắn tiêu phàm mới vừa rồi không có thừa cơ xuất thủ đánh lén hắn tiêu phàm khinh thường tại làm như vậy vì như thế y sun mới càng thêm cảnh giác khẩn trương bất an tiêu phàm đây không phải huynh hoang đây là đối mình thực lực cùng bố trí có tuyệt đối tự tin tự tin đã nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn y sun tuyệt đối lật không được bàn. chương 512, Sư Môn Phản Đồ Tiêu tiên sinh, ngươi không phải chúng ta đan mạn quốc người a à? Người là lưu phái nào hàng đầu sư? Y sun trong tay nắm thật chặt pháp khí, gắt gao tiếp cận tiêu phàm, lạnh lùng hỏi. Trên cổ bạo chán gân xanh đã biến mất, trên mờ u bàn tay gân xanh lại từng đầu bạo chán, bất quá trong nháy mắt, trong tay pháp khí liền bị mồ hôi ướt nhẹp cái này nhìn qua ôn tồn lễ độ người trẻ tuổi, thật sự ẩn chứa kinh thiên động địa lực lượng hủy diệt. isun tiên sinh, ta là người Hoa, ta không phải hàng đầu sư. Tiêu phàm lạnh nhạt nói, vẫn như cũ xa xa đứng ở bên kia, vẫn chưa hướng Y Sun tới gần. Đứng ở bên cạnh hắn cơ khinh xa có chút hiếu kỳ đánh giá isun Vị này chính là không cổ phái gần với ma cưu đại quốc sư giảm nhiều đầu sư. Thực tế là quá dung mạo không đáng để ý. Ma cưu mặc dù vóc dáng không cao, lại khí thế khinh người. Trước nói quan chiến thời điểm, cách xa như vậy khoảng cách, cơ khinh xa đều có thể cảm nhận được rõ ràng ma cưu thân bên trên phát ra nghiêm nghị khí tức. Đó mới là trí cường giả khí độ nên có. Y sun kém xa, cảm giác bên trên, y sun cùng những cái kia phổ thông người thổ dân không có quá lớn khác nhau, nếu như không phải ở đây, mà là tại địa phương khác đụng phải, cơ khinh xa nhất định không phát hiện được hắn là một vị giảm nhiều đầu sư. Có lẽ, đây mới là hợp lý, là đại bộ phận phân hàng đầu sư trạng thái bình thường. Cao minh hàng đầu sư nên giống lợi hại sát thủ đồng dạng, giữa bất chi bất giác tiếp cận địch nhân, rơi xuống hàng đầu, phiêu nhiên mà đi. Như là ma cưu đại quốc sư như thế khí thế khinh người, muốn vô thanh vô tức rơi xuống hàng đầu, trên cơ bản không có cái gì có thể có thể. Khuya ngày hôm trước tập kích ma cưu trang viên, trừ cơ an ni bên ngoài, cơ khinh xa không nhìn thấy một vị chiến lược vượt xa bình thường hàng đầu sư, liền xem như cơ an nhi cũng cơ hồ cùng đoán vượng liều cái lưỡng bại câu thương bây giờ ma cưu bên trong nổi danh nhất isun cũng không gì hơn cái này xem ra không cổ phái quả thật là kế tục không còn chút sức lực nào nếu như không phải là bởi vì ma cưu thiên phú không hề tầm thường không cổ phái quả quyết khó mà quật khởi ngươi không phải hàng đầu sư vậy là ngươi đạo sĩ isun lập tức hỏi đầu cũng là xoay chuyển không tính quá chậm đã tiêu phàm bỗng nhiên xông tiến vào ma cưu trang viên còn toàn thân trở ra, bây giờ lại xuất hiện tại Ngọc Dương quan khổ trúc huyền, khẳng định cùng nguyên thành tử mật thiết tương quan, không phải hàng đầu sư, chính là đạo môn một mạch. Tiêu phàm liền cười, lạnh nhạt nói, y sun tiên sinh, ta là người như thế nào, kỳ thật cũng không trọng yếu. Tối nay, mời y sun tiên sinh tới nơi này, là có chuyện muốn mời y sun tiên sinh hỗ trợ. Mời, đây là người cùng phạm anh đã sớm thương lượng xong, y sun dần dần khôi phục chấn định trong đầu tư duy bắt đầu trở nên bình thường lập tức liền từ tiêu phàm trong lời nói nghe ra ý ở ngoài lời chẳng lẽ tối nay nguyên lẽ ra không nên là hắn tại hướng ngọc dương quan phát động toàn diện tiến công a làm đến bây giờ hết thảy đều điên đảo là tiêu phàm mời hắn đến tiêu phàm cũng không phủ nhận nhẹ gật đầu nói chuyện này đúng là phạm anh tiên sinh cùng chúng ta cùng một chỗ thương lượng qua hừ các ngươi đến cùng dùng phương pháp gì uy hiếp phạm anh Y Sun hay là kiên định không thay đổi mà tin tưởng Phạm Anh nếu như không có nhận một loại nào đó uy hiếp chí mạng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ phản bội hắn liền trước mắt loại tình hình này mà nói Phạm Anh phản bội hắn không có nửa phân chỗ tốt Tiêu Phàm mỉm cười nói Y Sun tiên sinh xin ngươi đừng quên Phạm Anh dù sao cũng là người Hoa chúng ta mới là cùng một chủng tộc ngươi không phải lẫn mất xa xa Phạm Anh không khỏi nở nụ cười khổ cái này Tiêu Phàm nhìn qua Tư Văn Hữu lễ kỳ thực cũng rất xấu bụng. Câu nói này nói chuyện, hắn cùng Isun quan hệ trong đó, liền thật lại cũng khó có thể trở lại lúc ban đầu. Cuối cùng, Tiêu Phàm không có tại Isun trước mặt vì hắn biện hộ nghĩa vụ. Mắt thấy Isun trên cổ gân xanh lại một cây cây tăng vọt, Tiêu Phàm khoát tay chặn lại, ngừng lại Isun tiếp tục mở miệng, lạnh nhạt nói: "Isun tiên sinh, chúng ta hay là thẳng thắn nói một chút đi. Ta là vì xích Viêm thảo mà đến, hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta." xích viêm thảo không có khả năng Người mơ tưởng isun không hề nghĩ ngợi phản xạ có điều kiện kêu lên ai dám đánh xích viêm thảo chủ ý người đó là ma cưu đại quốc sư tử địch isun cũng không dám tự hành muốn chết isun tiên sinh người hẳn phải biết khuya ngày hôm trước ta đã đi qua trang viên cũng nhìn thấy xích viêm thảo nếu như không phải là bởi vì xích viêm thảo còn không có thành thục viên này thần dược đã là ta isun thái độ này Ngược lại là tại tiêu phàm trong dự liệu, vẫn như cũ không chậm không nhanh nói. Tiêu phàm lời vừa nói ra, y sun cũng không bị gì, Phạm Anh cùng liệt dương tử, lại là đồng loạt sắc mặt kịch biến, tựa hồ có chút khó có thể tin. Tiêu phàm vậy mà thật sông tiến vào ma cưu trang viên, còn sông tiến vào hạch tâm nhất địa vực. Cái này còn thôi, hắn lại còn bình yên vô sự lui ra. Quả thực chính là cái kỳ tích, làm cho người rất giật mình. Trong lúc nhất thời, Phạm Anh nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt, tràn ngập vẻ kính sợ thẳng đến lúc này phạm anh mới rốt cuộc vững tin tiêu phạm thật sự có năng lực cùng ma cưu đại quốc sư đối đầu bọn hắn là cùng một cái tầng cấp siêu cấp cao thủ khó trách đối mặt với y sun vị này giảm nhiều đầu sư tiêu phạm thái độ cũng từ đầu đến cuối là như vậy dù bận vẫn ung dung không khẩn trương chút nào vẻ bất an tựa hồ hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn đã dạng này vậy chính người đi hái tốt cần gì phải để người hỗ trợ Y Sun miệng bên trong cùng tiêu phàm trả lời, con mắt lại bắt đầu xoay tít loạn chuyển, hiển nhiên là tại quan sát xung quanh địa hình, ước định đối mặt mình cuộc diện, có bao nhiêu phá vây mà ra hy vọng. Nói đến, Y Sun hiện tại ngược lại cũng không phải là 10 điểm sợ hãi. Mặc kệ tiêu phàm lợi hại đến mức nào, nơi này dù sao cũng là lạc gia thành, là không cổ phái căn bản trọng địa. Mà cưu đại quốc sư, ngay tại cách nơi này không đến 30 km trong trang viên tỏa chấn. Đối với mình vị này đan mạn quốc thứ nhất hàng đầu sư sư phụ, Isun từ đầu đến cuối rất có lòng tin. Đừng nhìn tiêu phàm ở đây đặt bẫy, dẫn mình vào trong, chỉ cần mình nghĩ cách đem tin tức truyền ra ngoài, đại quốc sư lập tức liền sẽ che đậy giết tới. Tiêu phàm mạnh hơn, cũng quả quyết không phải đại quốc sư đối thủ. Điểm này là xác định không thể nghi ngờ. Tiêu phàm lông mày có chút nhân lại, nói Isun tiên sinh, thế cục đang biến hóa. Có lệnh sư ma cưu đại quốc sư tự mình tỏa chấn, ta muốn lần nữa tiếp cận, xích viêm thảo, nhất định phải xin ngươi giúp một tay. Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng a? Y Sun cười ha hả, trong giọng nói mang theo rõ ràng mỉa mai chi ý. Ngươi đương nhiên có thể không đáp ứng, cái này quyền chủ động trong tay ngươi. Nhưng là, Y Sun tiên sinh, ta cũng có thể minh xác nói cho ngươi, nếu như ngươi không đáp ứng, tối nay, ngươi không có khả năng còn sống rời đi Ngọc Dương Quan. Tiêu Phàm quả quyết nói, ngữ khí chém đinh chặt sắt, không trần chờ chút nào do dự. Y sun sắc mặt tái xanh, trong mắt hung quang lấp lẽ, nhìn ra được, giảm nhiều đầu sư phi thường phẫn nộ. Nhiều năm như vậy, Y sun hay là lần đầu bị người dạng này trần trụi uy hiếp, không có nửa điểm quanh co lòng vòng. Tiêu phàm ngữ khí khẳng định, thanh âm bình thản, tựa hồ chính là tại tự thuật một sự thật. Tiêu phàm, người cho rằng thiết kế như thế một cái bẫy, liền nhất định phải đối phó được ta sao? Chốc lát, Y sun nổi giận đùng đùng nói, hai mắt trợn thật lớn. Tiêu Phàm nhìn qua hắn, rất bình tĩnh nói, Y Sun tiên sinh nếu là không tin, cũng có thể thử một chút. Có thủ đoạn gì, đều mời thi triển đi ra, nhìn nhìn chúng ta đúng hay không giao được. Y Sun song tay cầm thật chặt kỳ lạ pháp khí, một quang âm tình không chừng, nhìn như là tại suy nghĩ muốn hay không nếm thử, kỳ thật đã âm thầm thi pháp, đem một con linh trùng phóng ra. Cái này linh trùng là ma cư ban thưởng cho hắn, trong lúc nguy cấp, linh trùng tự bảo, ma cư cho dù ở xa ở ngoài ngàn dặm, cũng có thể nháy mắt thu được tin tức, nghĩ hết tất cả biện pháp đuổi tới cứu viện hắn. Bất quá lần này, tựa hồ có chút không đúng, linh trùng là phóng xuất, y sun liên tiếp hai lần yên lặng niệm quyết, thuốc làm linh trùng tự bạo, lại không có nửa điểm hiệu quả. Y sun sắc mặt lập tức biến, tiêu phàm chậm rãi nói, y sun tiên sinh, người là muốn hướng ma cưu đại quốc sư gửi đi tin tức A. Cái này chỉ sợ khó mà làm được, người linh trùng, sớm đã bị phạm anh đổi đi. Lại nói, coi như người có linh trùng nơi tay, ở đây tự bảo, đại quốc sư cũng chưa chắc liền có thể cảm ứng được. Nơi này là Ngọc Dương quan căn bản trọng địa, cấm chế chi lực mạnh nhất, đối các ngươi hàng đầu sư áp chế cũng nặng nhất. Khổ trúc huyền chẳng những bố trí có long môn phái kỳ chính cửu cung bát quái trận, tiêu phàm hôm qua lại bố trí lại một cái vô cực lớn ngũ hành âm dương trận. Cái này lớn ngũ hành âm dương trận là đại sư bá cô Hồng chân Nhân một mình sáng tạo, ghi lại ở vô cực thuật tàng bên trong, đối phó các loại quỷ vật tà mị cực kỳ linh nghiệm. Isun hàng đầu thuật ở đây lớn thủ áp chế, 10 thành uy lực chỉ sợ còn không phát huy ra ba bốn thành. Tiêu Phạm tự nhiên nắm giữ ưu thế tuyệt đối, lại là ngươi, Isun bỗng nhiên quay đầu lại, hung dữ tiếp cận Phạm anh, răng cắn phải lạc lạc vang, hận không thể một chút xíu nhai nát nuốt vào bụng đi. Sư phụ, thật xin lỗi, ta, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Phạm anh không chịu được lại sau này lui hai bước, hoảng sợ nói, hai tay lắc lắc. Hỗn đàn, Isun gầm lên giận dữ. Nhún người nhảy lên, trong tay pháp khí ngay cả Dương, mấy cái mập mạp phi trùng từ hắn bảo trong tay áo bay nhanh mà ra, phốc 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 một trận gấp vang, ở giữa không trung vỡ ra, hóa thành một mảnh huyết vụ, hướng về Phạm Anh vào đầu bao phủ xuống. Đối cái này sư môn phản đồ, Isun khẳng định đã hận thấu xương. Mà lại căn cứ trước mắt tình thế đến phân tích, Phạm Anh vị trí lại yếu kém nhất một điểm, trừ Phạm Anh mình, lại không có người khác. Isun kết luận, Ngọc Dương quan mọi người đối phạm anh cái này đã từng ngọc dương quan ngoại môn đồng dạng không có hảo cảm gì thậm chí cũng hết sức thống hận cái này phản đồ tuyệt sẽ không cùng phạm anh liên thủ càng sẽ không chủ động chi viện hắn chỉ cần có thể một kích diệt sát phạm anh có lẽ hắn liền có phá vây thoát khốn cơ hội huyết phú hàng phạm anh không khỏi dọa đến hồn phi phách tán tiếng kinh hô bên trong thân thể về sau vội vàng thối lui hai tay ngay cả dương mấy đạo pháp quyết đồng loạt đánh ra tại trước người mình hình thành một cái phòng hộ bình chướng hắn là y sun thân truyền, tự nhiên biết, cái này huyết phú hàng là y sun áp đáy hỏng tuyệt chiêu, không đến khẩn yếu quan đầu, sẽ không dễ dàng thi triển. Hắn chỗ máu hàng, cùng huyết phú hàng tương đối mà nói, kém xa tít tắc. Xem ra y sun hạ quyết tâm, muốn một kích lấy hắn tính mệnh, để tiết mối hận trong lòng. chương 513, cực âm hàn khí. Tiêu tiên sinh, cứu mạng. Mắt thấy y sun huyết phú hàng hoàn toàn không nhìn phòng ngự của mình biện pháp, mùi máu tanh đập vào mặt, phạm anh dưới tình thế cấp bách cuồng kêu lên hắn cũng biết người khác chắc chắn sẽ không cứu hắn ngọc dương quan các đạo sĩ đối với hắn không có nửa phân hảo cảm ước gì hắn sớm một chút mất mạng lại nói nguyên thành tử không ở nơi này ngọc dương quan cái khác đạo sĩ cũng vô lực cứu hắn tính mệnh hắn duy nhất trông cậy vào chính là tiêu phàm phạm anh nhìn ra được tiêu phàm là loại kia chân chính trạch tâm nhân hậu người có cổ chi đại hiệp phong phạm đi chết đi Y Sun hung tợn kêu to, a, mắt thấy huyết vũ hàng vào đầu mà xuống, liền muốn đem mình bao phủ trong đó. Phạm Anh tuyệt vọng kêu thảm, làm Y Sun thân truyền, hắn đương nhiên biết bên trong huyết vũ hàng về sau sẽ là dạng gì hạ tràng. Tô Nam nhi tử duy nhiều bên trong huyết vũ hàng, một thời ba khắc liền tự bạo mà chết, hóa thành huyết vũ. liền ở thời điểm này, Phạm Anh chỉ cảm thấy phần gáy siết chặt, lập tức cả người đều bay lên, hướng về bên cạnh bay nhanh mà đi. Phạm Anh hoảng sợ muốn tuyệt người giữa không chung, hai tay vung vẩy, hoa hoa gọi bầy. Lập tức, phanh một tiếng vang thật lớn, Phạm Anh vai lưng chạm đất, rơi chật vật không chịu nổi, toàn thân trên dưới, vô một chỗ không đau. Bất quá cứ như vậy, cuối cùng tránh đi trí mạng huyết vũ hàng, mặc dù ngay trước đoàn người mặt xấu mặt, dù sao nhặt về một cái mạng. Phạm Anh vừa mới ngã xuống, một lớn bồng huyết vũ từ trên trời giáng xuống, như là mưa rào, lốp bốp đánh vào trên cỏ, lập tức mùi máu tanh nổi lên bốn phía, nhiễm đến huyết phú hoa cỏ cây cối lập tức khô héo mà chết huyết phú hàng chi độc một trí tại tư trong lúc này y sun cũng không rảnh đi bận tâm phạm anh chết sống mắt thấy tiêu phàm bỗng nhiên ngăn ở trước mặt mình không nói hai lời lại là hai tay ngay cả dương mấy cái phi trùng bắn ra lập tức vỡ ra hóa thành một đại đoàn huyết phụ đổ xuống đầu cái này huyết phú hàng là y sun mạnh nhất tuyệt kỹ có thể hóa thành huyết phụ côn trùng luyện chế nhất là không dễ không phải khẩn cấp tình hình Isun cho tới bây giờ đều sẽ không dễ dàng vận dụng. Nhưng bây giờ lại là không chút do dự, tiếp liền thi triển. Tận mắt chứng kiến tiêu phàm vừa rồi cứu Phạm Anh thân thủ, như quỷ như mị, Isun cũng không có trông cậy vào cái này vội vàng thúc giục huyết vũ hàng có thể làm bị thương tiêu phàm, chỉ cần có thể đem hắn ép ra, giết ra một con đường sống, liền cảm ơn trời đất. Vạn ác Phạm Anh, vậy mà đem mình cùng sư phụ liên hệ linh trùng trộm đổi, hiện tại Isun chỉ có thể dựa vào mình tiêu chân nhân, 10 triệu không thể để cho hắn chạy. Phạm Anh giấy rụa lấy bỏ lên, mắt thấy Y Sun phát như điên, tựa hồ liền muốn thoát khốn mà đi, Phạm Anh không khỏi khẩn trương, kêu lên. Y Sun chỉ cần một giết ra khỏi trùng vây, vậy liền mang ý nghĩa Phạm Anh tất phải lập tức chạy trốn. Ma cưu đại quốc sư tự mình giết tới, ai có thể ngăn cản được. Tiêu phàm mạnh hơn, nhiều nhất có thể bảo đảm phải toàn thân mình trở ra, nơi nào còn có thể bận tâm đến hắn Phạm Anh sống hay chết nhiều năm tâm huyết, khổ tâm kinh doanh, cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiêu phàm một tiếng lạnh hư, chữ đỉnh nhỏ màu đỏ nổi lên, trận trận âm phong tịch đi lên, một đoàn hắc vụ từ trong đỉnh tuôn ra, lập tức hóa vì một cái vòng xoáy màu đen, xoay tròn mà trước. Một cỗ thấu xương kỳ hàn, nháy mắt hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, những nơi đi qua, hoa cỏ cây cối đều đều ngưng kết ra một tầng xương trắng. Hai tên Ngọc Dương quan đạo sĩ lui phải chậm một chút, bị hắc vụ tác động đến, lập tức mày dâu đều trắng, phảng phất bỗng nhiên ở giữa, bị ném tiến vào trong hầm băng. Vòng xoáy màu đen khẽ quét mà qua, huyết vũ vừa gặp phải hắc vụ, lập tức liền cố hóa thành băng, sau đó bị vòng xoáy khẽ hấp mà vào, cũng không còn thấy bóng dáng. Đây, đây là, thánh tuyền, y sun trợn mắt hốc mồm, há to miệng, gắt gao tiếp cận cái kia xương mù màu đen biến thành vòng xoáy, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Cỗ này thấu xương kỳ hàn, y sun không thể quen thuộc hơn được, chính là thánh tuyển địa mạch chỗ phát ra cực hàn âm khí. Chỉ là Y -sun lại cũng không nghĩ ra, sẽ ở đây nhìn thấy loại này cực hàn âm khí, mà lại là từ tiêu phàm thi triển đi ra. Cái này quá phá vỡ, mà lại cái này vòng xoáy màu đen cho Y -sun cảm giác, thậm chí so thánh tuyển càng có uy hiếp, tựa hồ bị chiết xuất. Bình thường đến nói, thánh tuyển địa mạch âm khí không sẽ chủ động hướng địch nhân phát động công kích, liền xem như công kích, cũng là không khác biệt bao trùm. Không có mục tiêu, càng không có chủ thứ chi phân. Y Sun biết tiêu phàm tiếp xúc qua thánh tuyền, nhưng tiếp xúc cùng khống là hoàn toàn hai việc khác nhau. Huống chi, hắn làm sao có thể đem thánh tuyền cực hàn âm khí tùy thân mang theo. Dù coi như là sư phụ hắn ma cưu đại quốc sư, cũng không có loại này năng lực. Trừ phi ma cưu đem 12 âm quỷ mang rời khỏi thánh tuyền thạch trận, mượn nhờ 12 âm quỷ cực âm thân thể, mới có thể đem cái này cực hàn âm khí hóa thành vũ khí, dùng để công kích địch nhân. Bất quá bởi như vậy, nguy hiểm cũng quá lớn lấy ma cưu đại quốc sư chi năng, cũng không dám để 12 âm quỷ đồng thời phụ thân, một cái sơ sẩy, khống chế không nổi, liền sẽ ủ thành tháp thiên đại hỏa. Một khi âm quỷ bắt đầu phản phệ, liền không thể nghịch chuyển. Ma cưu đại quốc sư cũng bất lực, cái này tiêu phàm, sao có thể như thế nghịch thiên? Có lẽ, nguyên nhân ngay tại ở trước người hắn không ngừng xoay tròn, phát ra trừ hào quang màu đỏ chiếc đỉnh nhỏ kia. Cái này lại là cái gì bảo vật, bất quá những nghi vấn này, nhất thời bán hội, Isun là không chiếm được giải đáp. Mắt thấy vòng xoáy màu đen nhanh chóng tới gần, Isun rốt cục lấy lại tinh thần, hai chân chĩa xuống đất, liền muốn phát lực tránh ra thật xa. Tiêu phàm lại là một tiếng lạnh hư, giơ lên tay phải, nhẹ nhàng một trưởng hướng về phía trước nhấn ra. Isun chỉ cảm thấy một cỗ to lớn cự lực từ trên trời giáng xuống, nguyên bản nhẹ nhàng thân thể, lập tức trở nên nặng nề vô so, tựa hồ trên hai vai, bỗng nhiên bị để lên thiên quân gánh nặng, hai chân tựa như rót trì, không phát ra được nửa chút khí lực. Isun cái này giật mình, coi là thật không thể coi thường. Dưới tình thế cấp bách, qua to một tiếng, khí sâu đan điền, một cỗ cự lực cũng là bỗng nhiên mà lên, liền muốn đem ép trên người mình thiên quân gánh nặng sốc lên. Chỉ tiếc, đã trễ, tiêu phàm muốn chính là như thế một điểm giảm sóc thời gian. Cứ như vậy chậm chế một lát, cực âm hàn khí biến thành vòng xoáy màu đen, đã gần người. Isun toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy thấu xương kỳ hàn đã đâm rách mình, từ bốn phương tám hướng chui vào trong huyết mạch của mình bẩn bên trong, thẳng tới cốt tủy chỗ sâu, nháy mắt liền đông lạnh thành một cây nước đá cũng như, đừng bảo là điều động quanh thân kình lực, chính là một cây đầu ngón tay út, cũng không nhấc lên nổi. Trong khoảnh khắc, Isun cho là mình thành một cái băng điêu. Loại này thấu xương kỳ hàn, kéo dài thời gian kỳ thật cũng không quá dài, cảm giác bên trên, vừa mới đem toàn thân mình đông cứng, lập tức lại rời khỏi thân thể, trong nháy mắt, thân thể lại khôi phục cảm giác. Bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ là khôi phục cảm giác, lại là lại cũng khó có thể động đậy. Tiêu phàm năm ngón tay luân chuyển, suy suy không ngừng bên tai, từng đạo hạo nhiên chính khí bắn ra, trong khoảnh khắc liền phong bế y sun toàn thân trên dưới đại huyệt. Y sun giảm nhiều đầu sư lúc này là thật động một cái cũng không thể động. Một chế trụ y sun, trừ màu đỏ càn khôn đỉnh miệng đỉnh hào quang tỏa sáng, hắc vụ biến thành vòng xoáy lập tức bắt đầu co lại nhỏ, rất nhanh liền bị bảo đỉnh thu về, kia cỗ thấu xương kỳ hàn, cứ thế biến mất không gặp. Hoa cỏ trên cây cối ngưng kết xương trắng, cũng dần dần hòa tan tiêu tán. Ngươi, ngươi, ngươi muốn thế nào? Hiển nhiên tiêu phàm từng bước một đến gần, y sun rốt cục không kiên trì nổi, cắn răng nghiến lợi kêu lên, nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt, lại tràn ngập vẻ sợ hãi. Này sẽ, hắn toàn thân trên dưới, liền miệng còn có thể động, địa phương khác, tựa hồ cũng đã mất đi chi giác. Nếu như không phải còn có thể nhìn thấy tay chân của mình thân thể, Isun thậm chí muốn hoài nghi, mình có phải là chỉ còn lại một cái đầu. Isun tiên sinh, rất xin lỗi, chỉ sợ muốn ủy khuất ngươi một chút. Tiêu phàm chậm rãi nói, một chỉ điểm ra, Isun vừa muốn mở miệng, lại há to miệng, nửa điểm thanh âm đều không phát ra được, trong mắt lập tức toát ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Loại này thần kỳ thuật pháp, lại là hắn chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy, hàng đầu thuật bên trong chưa bao giờ có cùng loại thủ đoạn chính là bởi vì vô tri cho nên sợ hãi thù rất. Tiêu phàm không còn để ý không hỏi, quay đầu đối liệt dương tử nói, liệt dương đạo trưởng, trước hết mời Y Sun Tiên Sinh đi trong mật thất nghỉ ngơi. Y Sun Tiên Sinh là giảm nhiều đầu sư, phải cẩn thận nhiều hơn. Cứ việc tiêu phàm đối với mình chế huyệt chi thuật lòng tin 10 phần, nhưng hàng đầu sư thủ đoạn cũng là thiên kỳ bách quái, tầng tầng lớp lớp. Khiến cái này Ngọc Dương quan các đạo sĩ cẩn thận một chút, chắc chắn sẽ không sai. Vâng, cần tuân tiêu chân nhân pháp chỉ. Liệt dương tử cùng một đám ngọc dương quan mão vàng, mắt thấy danh chấn rơi ra giảm nhiều đầu sư tại tiêu phàm dưới tay hoàn toàn không có kháng cự chi lực, thúc thủ chịu chói, sớm đã đối tiêu phàm bội phục sát đất, kinh động như gặp thiên nhân, lập tức kho người tới đất, kính cẩn vô cùng đáp. Y Sun toàn thân cứng đờ, bị bốn tên đạo sĩ níu lại tứ chi, xem như như tượng gỗ khiêng đi. Giảm nhiều đầu sư vừa thẹn vừa giận, phiền muộn vô so, kém chút một ngụm lão huyết phun tới. Phạm Anh, đi đem kém cắt cùng cái khác hàng đầu sư lĩnh tiến đến. Mắt thấy Y Sun bị bốn tên đạo sĩ khiêng đi, tiêu phàm ngược lại phân phó nói, gọi thẳng Phạm Anh chi danh, không có chút nào khách khí. Vâng, tiêu tiên sinh, Phạm Anh ngược lại âm thầm thở vào một cái, cung kính đồng ý. Tiêu phàm càng là khác biệt hắn giảng khách khí, thì càng chứng minh giữa hai bên thân cận. Nếu thật là từ đầu đến cuối đều Phạm Tiên Sinh dài Phạm Tiên Sinh ngắn, cuối cùng trở mặt diệt hắn thời điểm, lại càng không có mảy may nương tay phạm anh chính là như vậy đối phó người khác lại là gần nửa canh giờ trôi qua lần nữa ồn ào náo động không chỉ khổ trúc huyền rốt cục lại hòa yên tĩnh ánh trăng vẫn như cũng như nước chỉ là lại nghe không được tiếng côn trùng kêu vang một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tanh vẫn tràn ngập trong sân hôn mê bất tỉnh kém cắt giảm nhiều đầu sư cùng mấy tên môn nhân bị ngọc dương quan các đạo sĩ nhấc tiến vào tầng hầm dùng dây thừng một mực trói chặt tay chân nhốt lại So sánh với Isun, kém cắt tại hàng đầu thuật bên trên tạo nghệ kém xa, tiêu phàm tự nhiên sẽ không lại lãng phí được từ thánh tuyển cực âm hàn khí tới đối phó hắn. Loại này cực âm hàn khí, nhưng không cách nào bổ sung, dùng một lần thiếu một lần. Dùng tới đối phó Isun, một là bởi vì Isun nổi tiếng bên ngoài, tương đối khó giải quyết, thứ hai, tiêu phàm cũng là làm một loại nếm thử, nhìn xem cái này cực âm hàn khí để mà đối địch, hiệu quả đến tột cùng như thế nào. Sự thật chứng minh thật là lợi khí, kém cắt còn không có tư cách kia hưởng thụ. Trước sau chưa tới một canh giờ, khí thế hùng hổ mà đến không cổ phái hàng đầu sư nhóm không chết cũng bị thương, toàn quân bị diệt. chương 514, cơ khinh xa bí mật. Ngọc Dương quan khổ trúc huyển, mật thất dưới đất, ánh đèn u ám, nguyên thành tử nghiêng nghiêng dựa vào trong ghế, sắc mặt xám xịt, khí tức rất yếu. Bất quá, mắt thấy tiêu phàm vào cửa, nguyên thành tử hay là ra sức ngồi thẳng người, hướng tiêu phàm hạ thấp người làm lễ. Tiêu chân nhân, tuy nói là bế quan chữa thương, kỳ thật lấy dưới mắt thế cục mà nói, Ngọc Dương quan ở vào bấp bênh bên trong, tình thế mới có chồng chứng sắp đổ nguy hiểm, nguyên thành tử lại có thể nào thật ổn định lại tâm thần tĩnh dưỡng. Nếu như không phải hôm qua tiêu phàm kịp thời đuổi tới Ngọc Dương quan, cho hắn ăn vào vô cực môn đặc chế đan dược, nguyên thành tử tình huống sẽ chỉ so hiện tại càng thêm hỏng bét. Tiêu phàm ngay cả vội khoát khoát tay, nhẹ nói, nguyên thành chân nhân, không cần đa lễ. Lại cẩn thận quan sát một chút nguyên thành tử khí sắc, không khỏi nhíu lên song nghi, nguyên thành chân nhân, vẫn là phải nghỉ ngơi nhiều nhiều điều dưỡng. Nguyên thành tử cái bộ dáng này, đừng bảo là điều dưỡng, rất hiển nhiên ngay cả giấc ngủ đều thiếu thốn. Nguyên thành tử cười khổ một tiếng, nói ngủ không ngon. Mấy chục năm thanh tu, sự đáo lâm đầu, hay là như vậy đức hạnh. Thẹn với lịch đại tổ sư A, đạo gia giảng cứu thanh tính vô vi, Nguyên Thành từ hai ngày này lo nghĩ khó có thể bình an, tự nhiên là cùng tổ sư ra dạy bảo trái ngược cách. Tiêu Phàm cười cười, lập tức nghiêm nghị nói, Nguyên Thành chân nhân, Y Sun cùng sư đệ của hắn kém cát, đều đã bị bắt lại. Ta đề nghị Nguyên Thành chân nhân cùng Ngọc Dương quan trọng yếu chấp sự, trước tránh đầu sóng ngọn gió. Nguyên Thành Tử sắc mặt hơi đổi một chút, nói Tiêu chân nhân còn phải lại sông ma cưu trang viên. Y Sun cùng kém cát bị Tiêu Phàm bắt được, đã có người ngay lập tức hướng ở trong mật thất tĩnh dưỡng Nguyên Thành Tử báo cáo. Nguyên Thành Tử mừng rỡ chi dư, cũng âm thầm cảm thán không thôi. Vô cực môn không hổ thuật pháp lãnh tụ, tiêu phàm không hổ đương đại trưởng giáo, y sun thân là ma cưu đại quốc sư đích truyền, cũng là một chống thành cầm, không có chút nào kháng cự chi lực. Bất quá đại thắng chi dư, tiêu phàm lại đề nghị Nguyên Thành Tử cùng Ngọc Dương quan trọng yếu chấp sự đi đầu tránh né. Tự nhiên là bởi vì tiêu phàm nhận vì cái này sự tình xa xa chưa từng kết thúc. Ừm, tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu, không có nhiều lời. Tân lâm chờ lấy xích viêm thảo cứu mạng, không lấy được xích viêm thảo, tiêu phàm tuyệt sẽ không trở về. Nhưng đối mặt ma cưu đại quốc sư, tiêu phàm cũng không có nắm chắc tất thắng. Lại sông ma cưu trang viên, nếu như thành công, tự nhiên vạn sự đại cát. Một khi thất bại, ma cưu đại quốc sư tất nhiên sẽ tiếp tục dẫn lây sang ngọc dương quan, cho đến lúc đó, lại không người có thể che chở bảo vệ bọn họ chu toàn. Nguyên thành tử cũng trầm mặc xuống, hắn biết tiêu phàm loại người này họ cách, nhìn qua nhã nhận thủ lễ, nhưng quyết định sự tình, tuyệt đối khó mà cải biến. Tiêu chân nhân, thật sự là thật có lỗi, không thể giúp người gấp cái gì. Chốc lát, Nguyên Thành tử thì thào nói, tiêu phàm cười nhạt một tiếng, nói, Nguyên Thành chân nhân làm gì tự trách. Kỳ thật Tô Nam giáo chủ cùng Ngọc Dương Quan đã giúp ta chiếu cố rất lớn. Nguyên Thành Tử liền cười. Vô luận là hắn Nguyên Thành Tử Ngọc Dương Quan hay là Tô Nam nạp cát phái, cùng ma cưu đối đầu, cơ bản đều là vì tự thân cân nhắc, chưa nói tới là cố ý tương trợ tiêu phàm. Tiêu phàm có thể nói như vậy, đủ thấy tông sư lòng dạ. Tiêu chân nhân, như là đã bắt được Isun, người này hẳn là còn có chút tác dụng. Nguyên thành tử nhắc nhở, Isun không chỉ là ma cưu đích truyền, mấu chốt hay là không cổ phái nói chuyện thường vụ người chủ trì, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn là ma cưu cùng không cổ phái đại quản gia, ma cưu tỏa trấn trang viên, không dám tự ý rời, rất nhiều chuyện, liền nhất định phải dựa vào y sun đi hoàn thành xem chừng tiêu phàm không có đối y sun thống hạ sát thủ mà là bắt sống hẳn là cũng có phương diện này cân nhắc ước chừng một thời gian uống cạn chung trà về sau tiêu phàm rời đi mật thất dưới đất nguyên thành tử lập tức lên dây có tinh thần cũng rời đi mật thất dưới đất đi tới khổ trúc huyền một hàng kia an tĩnh nhà trệt khẩn cấp triệu kiến trong quán chấp sự tại nguyên thành tử an bài phía dưới ngọc dương quan bắt đầu tiến hành đâu vào đấy rút lui Bất quá rời đi Ngọc Dương Quan chỉ là vì số không nhiều hơn 10 tên trẻ tuổi, đại đa số đạo sĩ đạo cô cũng không có có dị động. Phạm Anh Khai không phải thường minh trắng, mà cưu cho Y Sun Hạ đạt chỉ lệnh là diệt sát Ngọc Dương Quan lực lượng trung kiên, cũng không phải là đem Ngọc Dương Quan nhổ tận gốc, chỉnh thể xóa bỏ. Giết người quá nhiều, khẳng định sẽ khiến địa phương chấn động. Tại sắc thiên quỷ hàng quan trọng trước mắt, mà cưu cũng không nguyện ý thanh động tính nguyên náo quá lớn, để tránh phức tạp, Nguyên Thành Tử cũng không nguyện ý làm lớn chuyện. Ngọc Dương Quan dù sao truyền thừa mấy trăm năm, là hương hỏa thánh địa, tín đồ rất nhiều. Nếu như để tín đồ nhóm biết được trong quán các đạo trưởng từng cái đảo mệnh đi cũng, đối Ngọc Dương Quan danh dự, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Nguyên Thành Tử nhã không muốn hải ngoại long môn phái chi mạch truyền thừa, tại trong tay mình triệt để đoạn tuyệt. Vạn nhất xuất hiện xấu nhất tình hình, có cái này hơn 10 tên thiên phú tối cao, tu vi sâu nhất bên ngoài, tránh thoát một kiếp, cũng có thể đem long môn phái hương hỏa truyền thừa tiếp. Về phần Nguyên Thành Tử mình, căn bản không có ý định đi. Đều đến cái tuổi này, Nguyên Thành Tử cũng không muốn trên lưng lâm trận bỏ chạy tiếng xấu. Lại nói, mà cừu thật muốn trả thù Ngọc Dương Quan, chỉ cần hắn Nguyên Thành Tử tại, đa số tội diễn đều có thể nhận lãnh tới. Trừ Nguyên Thành Tử, mấy vị kia bản thân bị trọng thương đích truyền, cũng cùng một chỗ lưu lại. Y Sun bị giam giữ địa phương, cũng tại khổ trúc huyền mật thất dưới đất, chỉ bất quá cùng nguyên thành tử tính dưỡng mật thất, không tại một cái khu vực, khổ trúc huyền dưới mặt đất kiến trúc, hẳn là toàn bộ ngọc dương quan bí ẩn nhất chỗ. Tiêu phàm cùng cơ khinh xa vào cửa thời điểm, y sun hay là thằng tắp nằm tại cứng rắn tấm, tứ chi cứng đờ, không thể nhúc nhích. Vô cực môn chế huyệt chi pháp, cùng hàng đầu thuật là hoàn toàn khác biệt hai cái phạm trù, y sun bản sự lại lớn, đối loại này thần kỳ ma thuật cũng là vô kế khả thi. Mắt thấy tiêu phàm tiến đến, Y Sun trong mắt lập tức hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, mang theo nói không nên lời xấu hổ. Tiêu Phàm mỉm cười, cong lại gảy nhẹ, suy suy âm thanh bên trong, Y Sun chỉ cảm thấy cứng đờ thân thể, dần dần lại bắt đầu có mấy phân sức sống. Đừng muốn thuyết phục ta, kia không có khả năng. Y Sun rốt cục miễn cưỡng ngồi thẳng người, lập tức không chút do dự nói, đầu lắc phát lang chống như. Tiêu tiên sinh, người đừng tưởng rằng mình đi qua trang viên, liền cho rằng chuyện này rất dễ dàng, đó là bởi vì sư phụ ta vừa vặn không tại nếu là hắn tại trang viên hậu quả tuyệt đối không phải như vậy tiêu phàm chậm rãi tại y sun đối diện ngồi xuống lạnh nhạt nói y sun tiên sinh ngươi hiểu lầm ta không phải đến thuyết phục ngươi ta là tới cùng ngươi đàm phán y sun liền cười lạnh lùng hỏi cái này có khác nhau sao đương nhiên ta muốn thuyết phục ngươi có nghe hay không quyền chủ động tại ngươi nhưng đàm phán thì không phải vậy quyền chủ động tại ta nếu như ngươi đồng ý hợp tác, như vậy ngươi có thể ra điều kiện, nếu như ngươi không đồng ý hợp tác, xử trí như thế nào ngươi, liền từ ta quyết định. Y Sun tiên sinh, hy vọng ngươi có thể minh bạch tình cảnh của mình, ngươi là tù binh. Tiêu phàm không chậm không nhanh nói, ngữ khí thoảng qua có chút lạnh. Đối vị này thổ dân hàng đầu sư, tiêu phàm trên cơ bản không có hảo cảm gì. Hàng đầu sư thực tiễn luật rừng, tiêu phàm rất khó tán đồng. Bất quá nếu là cùng hàng đầu sư tại liên hệ, ngược lại cũng không trở ngại tiêu phàm lấy dạng này pháp tác đến cùng Isun đàm phán. Cơ Khinh xa ở một bên nhẹ nói, Isun tiên sinh, ngươi nếu là không hợp tác với chúng ta, đối với chúng ta như vậy đến nói, ngươi liền không có chút giá trị. Mời ngươi nói cho ta, chúng ta có lý do gì để cho địch nhân sống sót đâu? Ngữ khí nhu hòa, lời nói ra lại là lạnh như băng, lập tức lạnh đến trong xương. Isun bỗng nhiên quay đầu, đem ánh mắt chuyển rời đến Cơ Khinh xa trên mặt lập tức liền bị lắc hoa mắt. Tại khổ trúc huyền trong viện thời điểm, ánh trăng thanh đạp, lại cõng ánh sáng, y sun lòng tràn đầy sợ hãi, chỉ nghĩ đào mệnh, hoàn toàn không có thấy rõ cơ khinh xa tướng mạo. Bây giờ rốt cuộc thấy rõ ràng, rốt cuộc không nghĩ tới, thế gian lại còn có dạng này xinh đẹp mỹ nữ. Y sun trước kia cảm thấy, cho mình thì tầm mấy cái người hoa nữ hài, đã là mạo nhược thiên tiên. Ai ngờ cùng cơ khinh xa một so, tiên nữ lập tức biến thành thôn cô về phần mình trùng tộc những cái kia rơi ra nữ hài, quả thực liền cùng than đen không có gì khác nhau. Cái kia có thể gọi nữ nhân A, bất quá vị này đại mỹ nữ hiển nhiên không phải mình có thể nghĩ cách. Tính mạng của mình, hiện tại cũng còn bóp tại trong tay người ta. Phạm Anh là chuyện gì xảy ra? Y Sun nghẹn một hồi, đột nhiên hỏi. Tối nay sở dĩ cắm cái như thế lớn bổ nhào, Y Sun cảm thấy, vấn đề lớn nhất, hay là xuất hiện ở Phạm Anh trên thân. Nếu không, tiêu phàm mạnh hơn, mình dù coi như không địch lại, cũng hẳn là có cơ hội hướng sư phụ cầu cứu. Cơ khinh xa liền cười, chân châu hàm răng, tại dưới ánh đèn lóng lánh mê ly quang trạch. Y sun tiên sinh, phạm anh sau người thông minh nhiều. Tại chúng ta châu Á, có một câu ngạn ngữ, gọi kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Hắn bị chúng ta sau khi nắm được, lập tức liền làm lựa chọn chính xác. Cho nên hắn đến bây giờ còn còn sống, còn có thể tiếp tục hưởng thụ lấy to lớn tài phú cùng quyền thế mang đến cho hắn đủ loại chỗ tốt. Y Sun tiên sinh, nếu như ngươi có thể hướng Phạm Anh học tập lời nói, như vậy ngươi trước kia hưởng thụ hết thảy, sau này còn có thể tiếp tục hưởng thụ. Nếu không, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi rất khó còn sống nhìn thấy ngày mai mặt trời. Cơ khinh Sa thanh âm, rất có đại pháp lực, Y Sun trong lòng hơi động, ánh mắt trở nên có chút. Rất hiển nhiên, cơ khinh Sa lời nói, câu lên hắn đối trước kia hạnh phúc sinh sống mỹ hảo hồi ức. Cơ khinh Sa nói không sai, to lớn quyền thế cùng tài phú, quả thật có thể cho người ta mang đến vô số chỗ tốt cùng hài lòng hưởng thụ. Mấy năm qua này, Isun đã càng ngày càng quen thuộc, thậm chí là càng ngày càng không muốn xa rời loại này xa hoa lãng phí sinh hoạt. Trước đó, nếu như có người muốn phá hư hắn những này hưởng thụ, Isun sẽ không khách khí chút nào đem nó coi như địch nhân, lập tức thanh trừ hết. Cụ thể muốn ta làm cái gì? Nói cho các người biết, ta không có khả năng cùng đại quốc sư là địch. Suốt cục, Isun từ trong hồi ức tỉnh lại, bỗng nhiên nhoáng một cái đầu, cắn răng, hung hăng hỏi. Tiêu phàm cùng cơ khinh xa liếc nhau một cái, một vòng nụ cười thản nhiên, từ cơ khinh xa tuyệt mỹ khóe miệng lướt qua. Y Sun tiên sinh, xin, xin ngươi yên tâm, chúng ta không cần ngươi thân tự xuất thủ đối phó đại quốc sư. Cơ khinh xa khẽ cười nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi một cái bí mật, ta cũng là tháng âm năm âm âm nói giờ âm ra đời. Mà cừu đại quốc sư không phải chính cần ta cô gái như vậy a à chương 515, nguyện ý hợp tác. Lụa mỏng, không đợi Y Sun mở miệng, Tiêu Phàm bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén bỗng nhiên quét tới, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Người đây là ý gì? Cơ khinh xa nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ nói ta đáp ứng phạm nhạc, muốn đem phạm linh đổi ra. Phạm linh trước mắt tại ở tại phạm phủ, ngược lại là không có có nhận đến cái gì ngược đái, bất quá làm ma cưu đại quốc sư chỉ rõ cần thuần âm nữ sinh, Isun đã gặp phạm linh, muốn đem Phạm Linh thả đi, nhất định phải tìm tới thay thế người. Không phải, mà cựu đại quốc sư khẳng định sẽ đích thân truy cứu việc này. Đây không phải lý do, tiêu phàm quả quyết nói, song mi nhíu chặt, thuần âm nữ tướng mặc dù hiếm thấy, lạc gia thành như thế lớn, hẳn là cũng còn có thể tìm được. Coi như cũng tìm không được nữa cái thứ ba, làm sao cũng không đến nỗi đến phiên cơ khinh xa đi đưa nàng thay thế ra. Mà lại, Phạm Nhạc khẳng định càng thêm sẽ không đồng ý. Cơ khinh xa khẽ cười một tiếng, bách mị liên tục xuất hiện, yên nhiên nói, tốt a, à, ta thừa nhận ta nói hưu nói vượt. Ta liền nghĩ khoảng cách gần cùng ma cưu đại quốc sư đánh liên hệ, xem hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tiêu phàm lắc đầu liên tục, nói, không đến mức đây, ta tuyệt không đồng ý. Không thể nghi ngờ, cơ khinh xa là nghĩ đánh vào địch nhân nội bộ. Phải nói, đây là một cái rất cao minh sách lược, nhưng mà thực tế quá mạo hiểm. Một khi bị ma cưu đại quốc sư nhìn thấu, cơ khinh xa lẻ loi chơi trọi hãm thân tại ma cưu trang viên bên trong, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sinh lộ. Cơ khinh xa nhẹ nói, ta suy nghĩ tỉ mỉ qua, cái này là biện pháp tốt nhất, thành công khả năng họ nhất đại. Ai cũng không nghĩ ra sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Cơ khinh xa cái gọi là biến cố, tự nhiên chỉ là tô nam cùng nguyên thành tử đồng loạt trọng thương. Trước kia là tam phương liên thủ đối phó ma cưu trang viên, bỗng nhiên ở giữa, tô nam trọng thương bỏ chạy, Ngọc Dương quan tinh nhuệ càng là cơ hồ toàn quân bị diệt, lập tức liền biến thành tiêu phàm một mình đối mặt ma cư cùng toàn bộ không cổ phái. Thiên thời địa lợi nhân hòa, ma cư đại quốc sư đều chiếm toàn. Thế cục trở nên như thế khó dò, cơ khinh xa không thể không mở ra lối riêng. Tiểu thư, người muốn vào trang vườn, y xuân hán ngữ học được không thật là tốt, kém xa sư phụ hắn ma cư đại quốc sư như thế uyên bác, mơ hồ nghe tiêu phàm cùng cơ khinh xa ở giữa đối thoại, suy nghĩ một hồi lâu, mới rốt cục miễn cưỡng hiểu rõ cơ khinh xa ý tứ, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Lạc ra thành người hoa, ai không phải đàm ma cưu trang viên biến sắc, thậm chí rất nhiều thổ dân rơi ra người, hòa nói bên trong cũng tuyệt không dám tới gần ma cưu trang viên. Ai ngờ vị này xinh đẹp phải không tưởng nổi đại mỹ nữ, vậy mà chủ động đưa ra yêu cầu như vậy. Coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Đúng, Y Sun tiên sinh, đối với người mà nói, yêu cầu này không tính qua phân A. Tiểu thư, đem ngươi mang vào trang vườn đi đương nhiên không có vấn đề ngươi nói ngươi là thuần âm nữ tướng đúng tháng âm năm âm âm nói giờ âm xuất sinh cơ khinh sa khẳng định nói lập tức lại tăng thêm một câu mà lại rất thuần khiết tiêu phàm không khỏi lại nhìn sang cơ khinh sa gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên lườm hắn một cái thầm nói nhìn ta làm gì không tin a à, tiêu phàm vội vàng lại nghiêng đầu đi khóe miệng hiện lên mỉm cười lắc đầu ngay cả chính hắn cũng không biết động tác này tính là có ý gì tựa hồ tất cả mọi người quen thuộc cơ khinh xa siêu cấp nữ cường nhân thân phật cứ việc nàng là như thế xinh đẹp vũ nghị hay là có rất ít người đưa nàng cùng phổ thông nữ hải tử liên hệ với nhau không phải vấn đề như vậy tựa hồ cùng cơ tổng hoàn toàn kéo không lên quan hệ thế nào cùng cơ khinh xa có liên quan tựa hồ mãi mãi cũng là tiền tài quyền thế ló mắt lóe sáng đèn chiếu cùng trời long đất lở tiếng vỗ tay tiếng hoan hô ai sẽ đi chú ý cơ luôn luôn không cùng nam nhân thân mật qua. Isun không có tâm tư như vậy, nếu mày nói tiểu thư, ngươi phải hiểu rõ, đại quốc sư để ta triệu tập những này thuần dương thuần âm nam nữ, là vì thiên quỷ hàng, nguy hiểm rất lớn. Cho tới bây giờ, Isun cũng không có mở miệng thừa nhận hắn sẽ phản bội ma cưu, cùng tiêu phàm hợp tác. Bất quá hắn đối ma cưu xưng hô cải biến, cùng chủ động nói tới thiên quỷ hàng, trên thực tế đã hoàn toàn nói rõ vấn đề. Một cái hưởng thụ quen người, luôn luôn đặc biệt sợ chết. Từ xưa đến nay trung ngoại lịch sử, cho tới bây giờ đều là như thế này, chỉ có sống không nổi, dẫy dụa tại kề cận cái chết người, mới có thể cầm vũ khí nổi dậy. Người giàu có có mấy cái nguyện ý tạo phản, phản bội ma cưu đại quốc sư, hậu quả đương nhiên rất nghiêm trọng. Nhưng không phản bội lời nói, hậu quả nghiêm trọng hơn. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, có thể nhiều sống một ngày, coi như một ngày đi. Miễn là còn sống, mọi thứ liền có hy vọng nếu không một khi thành người chết vậy thì cái gì hy vọng đều không có coi như y sun đối ma cưu đại quốc sư trung thành cảnh cảnh chẳng lẽ bị tiêu phàm xử lý ma cưu còn có thể để hắn khởi tử hồi sinh không thành trên bản chất y sun cùng phạm anh đều là cùng một loại người là ăn ý phần tử tiêu phàm chậm rãi nói y sun tiên sinh thiên quỷ hàng đến cùng là như thế nào ánh mắt sáng ngời không nháy mắt chăm chú vào y sun trên mặt thần sắc đặc biệt ngưng trọng Y Sun nói, đối với vấn đề này, ta tin tưởng các ngươi khẳng định đã sớm nghiên cứu qua không chỉ một lần đi. Trên cơ bản, cùng các ngươi nghe nói qua không sai biệt lắm. Muốn thiên quỷ hàng, đầu tiên liền muốn bồi dưỡng sáu đôi âm quỷ. Tiêu tiên sinh, người đã thấy tận mắt rồi. Đúng, ta gặp qua. Bất quá cái này sáu đôi âm quỷ, hẳn là không thể hoàn toàn xem như ma cưu đại quốc sư bồi dưỡng A. Đương nhiên không thể tính. Trên thế giới này, liền không có cái nào hàng đầu sư có thể bằng năng lực của mình, nuôi sáu đôi quỷ. Kia không thực tế, nuôi năm đôi đều không được, bốn cặp đã là cực hạn. Đại quốc sư cũng không thể ngoại lệ, tiêu phàm lại cùng cơ khinh xa liếc nhau. Lời tương tự, bọn hắn không phải lần đầu nghe nói, nhưng Y-sun đứng đắn là giảm nhiều đầu sư, mà lại là ma cưu đích truyền, từ hắn nói ra, hẳn là xa so những người khác miêu tả có thể tin. Tô Nam thân là một cùng giảm nhiều đầu sư, tựa hồ cũng chỉ nuôi ba đôi âm quỷ, cái này 12 tên âm quỷ là đại quốc sư mượn nhờ thánh tuyền chi lực. Bình thường đi ra ngoài, đại quốc sư cũng chỉ mang theo ba đôi. Đa số thời điểm, chỉ đem một đôi, trợ giúp tìm hiểu một chút tin tức mà thôi. Còn lại âm quỷ, đều đặt ở thánh tuyền tẩm bổ. Bất quá, tiêu tiên sinh, người hạ thủ đủ hung ác, đại quốc sư rất tức giận. Nói đến đây, y sun nhìn tiêu phàm một chút, ánh mắt kia, không biết là oán hận hay là e ngại. Tiêu phàm trọng thương âm quỷ, mạnh mẽ bắt lấy thánh tuyển địa mạch âm khí, cũng liền thôi, dù sao cùng Y Sun không có quá trực tiếp liên quan, ai ngờ tiêu phàm lại dùng những này cực âm hàn khí tới đối phó hắn, không cẩn thận liền mắc lừa. Cơ khinh xa hỏi, những này âm quỷ thụ trọng thương về sau, đối đại quốc sư thiên quỷ hàng có ảnh hưởng gì? Đương nhiên là có ảnh hưởng, thiên quỷ hàng chính là muốn nhân quỷ hợp một, đại quốc sư muốn đem linh hồn của mình nhục thân, cùng âm quỷ hợp thành một thể. Âm quỷ pháp lực càng cao, năng lực càng mạnh, quỷ hàng khả năng thành công họ liền càng cao hiện tại âm quỷ thụ thương nhất định phải đại lượng bồi bổ mới có thể nhanh chóng để thương thế phục hồi như cũ bồi bổ âm quỷ làm sao bồi bổ tiêu phàm rất bén nhạy bắt lấy vấn đề này trọng điểm lập tức hỏi y sun liếc nhìn hắn một cái lạnh nhạt nói đương nhiên là thôn vệ sinh hồn cho nên đại quốc sư để ta mấy ngày nay nắm chặt siêu tập dương nam âm nữ chuẩn bị thêm mấy cái ám toán quỷ bồi bổ lẽ nào lại như vậy tiêu phàm lập tức mặt trầm như nước, trùng điệp hừ một tiếng. Lấy người sống làm thuốc bổ, ám toán quỷ thôn vệ sinh hồn. Dạng này sự tình, tiêu phàm trước kia rất ít nghe nói qua. Mà bây giờ từ y su ngữ khí cùng biểu lộ đến xem, tựa hồ đây hết thảy đều 10 điểm bình thường, không có có bất kỳ không ổn nào. Tiêu phàm tuyệt khó tiếp nhận, tiêu tiên sinh, đối với chúng ta hàng đầu sư mà nói, cái này rất bình thường. Tiêu phàm lạnh lùng nói, thật xin lỗi, đã ta đã biết, liền tuyệt sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Đừng nhìn tiêu phàm hòa nói bên trong tư văn hữu lễ, nhưng chỉ cần xúc phạm đến danh giới cuối cùng của hắn, vậy liền tuyệt đối sẽ không lại có chút nhượng bộ. cơ khinh sang nghĩ nghĩ, hỏi Y Sun tiên sinh, nếu như không thể cho âm quỷ bồi bổ, kết quả sẽ như thế nào? Y Sun nói, cái này ta cũng không tốt nói, ta không rõ ràng lắm 12 tên âm quỷ đến cùng bị thương nặng bao nhiêu. Bất quá, thiên quỷ hàng, cụ thể thời gian, không khỏi đại quốc sư xác định, từ xích viêm thảo, thành thục thời gian đến xác định, xích viêm thảo, thành thục về sau, trong vòng 3 ngày, nhất định phải cùng âm quỷ hợp thể. Không phải, xích viêm thảo, dược hiệu lại muốn bắt đầu dần dần hạ thấp. Cơ khinh xa sau nghi nhân lại, nói chẳng lẽ liền không thể thanh, xích viêm thảo, luyện chế thành đan dược sao? Đương nhiên có thể, nhưng thiên quỷ hàng, nuốt sống, xích viêm thảo, là hiệu quả tốt nhất. Người sống, sinh hồn, dược liệu chưa bào chế, đều là tươi mới nhất, sức sống đủ nhất. Tiêu Phàm lập tức hỏi, nếu như không có đầy đủ dương nam âm nữ, thiên quỷ hàng có phải là liền không luyện được rồi? Y Sun liếc hắn một cái, cười khổ nói, tiêu tiên sinh, ta minh bạch người ý tứ. Nhưng bây giờ muốn ngăn cản chuyện này, độ khó rất lớn. Đại quốc sư muốn chuẩn bị những này dương nam âm nữ, là bởi vì lo lắng âm quỷ chi lực quá mạnh, một mình hắn muốn dung hợp 12 tên âm quỷ, rất không dễ dàng cho nên mới áp dụng tương đối ổn thỏa phương pháp, để âm quỷ trước cùng những này dương nam âm nữ linh hồn đem kết hợp, bỏ đi một chút quỷ khí, sau đó lại cùng đại quốc sư hợp thể, hiệu quả càng tốt. Nhưng vạn nhất cũng không đủ dương nam âm nữ, đại quốc sư cũng nhất định sẽ cưỡng ép. Trong trang viên đã có bốn nam bốn nữ, miễn cưỡng cũng đủ. Lại nói, ta đã hướng đại quốc sư báo cáo, còn lại hai nam hai nữ cũng đã siêu tập đầy đủ nếu như ta không đem những người này đưa vào trang vườn đi đại quốc sư khẳng định tha không được ta tiêu tiên sinh ta biết sống chết của ta ngươi sẽ không để ý nhưng ngươi không phải còn muốn ta hiệp trợ ngươi a à. một người chết làm sao hiệp trợ ngươi tiêu tiên sinh mặc kệ ngươi là gia tại nguyên nhân gì muốn cùng đại quốc sư đối nghịch nhưng có một chút là có thể khẳng định người muốn nghĩ thành công tốt nhất đừng lại chọc giận đại quốc sư dựa theo các ngươi người hoa lời nói đến nói chính là không thể lại đánh cỏ động rắn nếu không, coi như ta nguyện ý cùng ngươi hợp tác, đại quốc sư lên lòng nghi ngờ, ta cũng không có biện pháp giúp chút gì. Y Sun chậm rãi nói, người này đến cùng là không cổ phái thực tế người phụ trách, một khi lạnh yên tĩnh, phân tích sự tình hay là trật tự rõ ràng, rất có thể bắt lấy trọng điểm. Nếu không, Ma cưu cũng sẽ không đem nói chuyện thường vụ đều giao cho hắn đi chuẩn bị. chương 516, thay đổi triều đại. Đối với lạc già thành hoàng thì tập đoàn rất nhiều cao quản mà nói, hôm nay chẳng những là cả năm nóng nhất một ngày, cũng là nhất một ngày điên cuồng. Nguyên bản, trừ nóng một một chút ra, một ngày này cùng thường ngày cũng không có có cái gì đặc biệt khác biệt. Mặt trời như thường lệ dâng lên, mọi người như thường lệ đúng hạn đuổi tới công ty đi làm, bận biểu mình nên bận biểu sự tình. Hai ngày trước ban đêm phát sinh ở Hoàng Phủ trận kia kịch chiến, tạm thời còn không có bất kỳ cái gì quan phương tin tức truyền ra, chỉ có vô số tin tức ngầm tại người Hoa xã hội lưu truyền, các loại phiên bản đều có nhưng hoàng thị tập đoàn hết thảy, như trước vẫn là đâu vào đấy, đoàn người cũng chỉ là đem sự nghi ngờ chôn thật sâu dưới đáy lòng. Thẳng đến công ty tổng bộ bỗng nhiên phát ra thông chi, để tất cả bộ môn người lãnh đạo cùng phân công ty người phụ trách liền có thể chạy tới tổng bộ họp, mọi người mới rốt cuộc ý thức được, khả năng có không bình thường sự tình muốn phát sinh. Bất quá, cứ việc có tâm lý chuẩn bị, khi mọi người tại Hoàng thị tập đoàn tổng bộ cao ốc tầng cao nhất phòng họp nhìn thấy cao cao ngồi tại chủ chỗ vị trí bên trên người trẻ tuổi lúc, hay là cả kinh trợn mắt hốc mồm, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Mà ngồi ở chủ chỗ vị trí bên trên người trẻ tuổi kia, nhìn qua so tham dự hội nghị người còn muốn sốt sắng, còn muốn bứt rứt bất an, nhìn kỹ, thậm chí cả người đều tại tố chất thần kinh không ngừng run dày. Vị này dáng dấp rất bơ rất phân tính người trẻ tuổi, rất nhiều tham dự hội nghị cao quản ngược lại là đều biết đại lão bản Hoàng Thanh Vân Tiểu Nhi Tử, Hoàng gia nhị thiếu Hoàng Dũng Huy. Chỉ là, mọi người chưa hề tại cái hội nghị này thất gặp qua hoàng nhị thiếu hoàng thị tập đoàn tổng bộ cao ốc lầu cao nhất phòng hội nghị này vẫn luôn là hoàng thanh vân cùng hoàng cao huy phụ tử đế quốc ở đây hoàng nhị thiếu thậm chí ngay cả khách qua đường đều không phải hắn trước kia căn bản liền không có ở phòng hội nghị này xuất hiện qua mà bây giờ hoàng nhị thiếu lại ngồi tại chủ chỗ vị trí bên trên khẩn trương đến đốt ngón tay trắng bệch ôm lấy đầu không dám nhìn mọi người một chút ong ong tiếng nghị luận không thể át chế tại phòng họp vang lên, tất cả tham dự hội nghị nhân viên, từng cái trâu đầu ghé tai, nghị luận ẩm ý, mảy may cũng không đem chủ chỗ vị trí bên trên hoàng nhị thiếu để vào mắt. Quen thuộc hoàng gia tình hình người đều biết, hoàng chủ tịch lợi hại, hoàng đại thiếu cũng rất cao minh, quả nhiên là lão tử anh hùng nhi hảo hán. Duy chỉ có vị này hoàng nhị thiếu, lại là một cái đỡ không dậy lưu a đấu. Đã như vậy, cần gì phải để ý cảm thụ của hắn trong phòng họp loạn thành hỗn loạn, thật vất vả, một tên sau cùng công ty con tổng giám đốc vội vã đuổi tới phòng họp, ngồi tại Hoàng Nhị Thiếu bên người một vị nam tử trung niên, sụ mặt đứng dậy, liên tiếp quát lớn mấy câu, mới miễn cưỡng đem phòng họp bên trong tiếng nghị luận áp chế xuống. Mọi người quay đầu nhìn sang, vị trung niên nam tử này là Hoàng Thị Tập đoàn Thâm Niên Phó Tổng Giám Đốc, cũng là Hoàng Thanh Vân tín Nhiệm Nhất Lão Thần, hay là Hoàng Thanh Vân Đường muội Phu, Hoàng Nhị Thiếu Đường Cô Phụ, một mực tại công ty hiệp trợ Hoàng Thanh Vân Hoàng Cao Huy quản lý toàn bộ sự vụ, tại tập đoàn có nhất định uy tín. Phó tổng giám đốc tại chỗ tuyên bố, bởi vì Hoàng Thanh Vân thân thể không được tốt, cần muốn đi trước đan mạn quốc thủ đô chữa bệnh, Hoàng Cao Huy cùng đi tiến về. Trong đoạn thời gian này, tập đoàn công ty hết thảy sự vụ, ủy thác cho nhị công tử Hoàng Dũng Huy quản lý. Chính thức bổ nhiệm Hoàng Dũng Huy vì Hoàng thị tập đoàn phó chủ tịch kiêm CEO. Nói cách khác, cái mới nhìn qua này cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch kiểm hoàng nhị thiếu, từ giờ phút này bắt đầu, chính là lạc giả thành nhất người đại hoa tập đoàn người cầm lái. Đang ngồi mỗi người, nghề nghiệp tiền đồ đều đều bóp ở trong tay của hắn. Đại gia hỏa nhìn lẫn nhau, nửa ngày không hề quay lại thần tới. Có chơi như vậy sao? Hy vọng mọi người có thể các an bản chức, làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình. Thâm niên phó tổng giám đốc lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị người đánh gãy, Cách vị trí hắn rất gần một người đàn ông tuổi trung niên hô đứng dậy, ánh mắt lấp lánh tiếp cận Thâm niên Phó tổng giám đốc, lớn tiếng chất vấn tổng giám đốc Văn, đây là có chuyện gì? Hoàng Tiên Sinh đến cùng bị bệnh gì? Mời ngươi cùng mọi người nói rõ ràng. Như thế hội nghị trọng yếu, Hoàng Tiên Sinh không có mặt, đã rất không thích hợp, vì cái gì ngay cả Hoàng đại thiếu cũng không lộ diện. Các ngươi đang làm cái gì? Vị trung niên nam tử này họ Vương, cũng là Hoàng thị tập đoàn một vị Thâm niên Phó tổng, năng lực cực mạnh ở công ty rất có nhân vọng là hoàng cao huy hòa nói bên trong coi trọng nhất tướng tài đắc lực một trong đột nhiên tổng giám đốc văn liền tuyên bố dạng này một tin tức hoàng chủ tịch cùng hoàng đại thiếu bóng người không gặp hay là học sinh đang học hoàng nhị thiếu bỗng nhiên bên trong xuất hiện thành tập đoàn công ty ceo đây không phải nói đùa a à. vương phó tổng tự nhiên một nghìn cái không đáp ứng mười ngàn cái không đáp ứng đúng vậy a à, đúng vậy a à, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi không thể bộ dạng này làm quá qua loa. Vương Phó Tổng lời nói, lập tức liền gây nên mọi người nhiệt liệt hưởng ứng, tiếng phụ họa liên tiếp. Mặc cho Tổng Giám Đốc Văn sụ mặt, liên thanh quát lớn, cũng là một chút hiệu quả đều không có. Vương Phó Tổng thẳng tắp đứng ở nơi đó, một mặt nghiêm túc, kiên trì muốn một cái đáp án hợp lý. Cuối cùng, hay là vị kia nhìn qua cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch kiểm Hoàng Nhị Thiếu kết thúc trận này tranh luận. Hoàng Nhị Thiếu hai tay đặt ở trên bàn, gấp nắm chắc thành quyền đầu, mỗi một chỗ đốt ngón tay đều bởi vì quá mức dùng sức mà trắng bệch thanh âm càng là bởi vì khẩn trương thái quá mà run rẩy khàn giọng đến mức lời nói nghe vào đều không phải quá ăn khớp nhưng mà hắn đứt quãng nói ra câu nói kia lại trịch địa hữu thanh đưa đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả vương tiên sinh người bị đuổi việc phòng họp lập tức liền trở nên an yên tĩnh tĩnh đến nỗi ngay cả một cây châm rất xuống đất đều có thể nghe được rất rõ ràng hoàng dũng huy quyền uy cứ như vậy xác thực lập nên hoàng thị tập đoàn tại một mảnh tiếng chất vấn bên trong, xem như miễn cưỡng hoàn thành thay đổi triều đại. Hoàng thị tập đoàn hoàn thành quyền lực giao tiếp xế chiều hôm đó, một đài màu đen xe ben, nhanh như điện chấp chạy tiến vào lạc giả thành nam 30 km bên ngoài ma cưu trang viên. Xe ben trực tiếp mở tiến vào nội thành, không có gặp được mảy may ngăn cản. Thủ vệ trang vườn bọn bảo tiêu đều có thể nhận ra được, đây là Y-sun đại sư chuyến đặc biệt, từng cái liên tục không ngừng vì Y-sun đại sư mở ra cửa thành mặc kệ cơ an ni gia ninh chừng những ngày giảm nhiều đầu sư phải chăng thừa nhận y sun quyền uy chỉ ít trang viên những người hộ vệ này cùng phổ thông hàng đầu sư đối y sun tuyệt đối không dám ngỗ nghịch bảo tiêu tiền lương phúc lợi đều từ y sun đến trưởng quản cái khác hàng đầu sư cần thiết tài nguyên cũng giống vậy có y sun đến tiến hành phân phối đây đều là thực sự thế giới này chính là như vậy hiện thực ngã theo chiều gió y sun thẳng đến hậu hoa viên hai tay dâng một thanh trường kiếm bước chân vội vàng nhìn qua, hơi có chút hưng phấn. Tại mê cung lối vào, một tên dáng người gầy tiểu nhân thổ dân nam tử ngăn lại y sun đường đi. Tên này thổ dân nam tử ước chừng năm mười mấy tuổi bộ dáng, dâu tóc hoa dâm, hai mắt nhắm lại, nhìn ra được, đối y sun cũng không thế nào kính trọng. Y sun sư đệ, đi nơi nào, gặp một lần vị này thổ dân nam tử, y sun ngược lại là thoảng qua lấy làm kinh hãi, vội vàng dừng bước, trên mặt tươi cười, rất khách khí nói, nguyên lai like là thêm văn sư huynh, sư huynh lúc nào đến ta hôm qua mới đạt được đại quốc sư triệu hoán sáng hôm nay đến thêm văn nhìn từ trên xuống dưới y sun cùng trong tay hắn bưng lấy trường kiếm cảm thấy kinh ngạc thanh trường kiếm này xem xét liền không giống như là người thổ dân vật dụng bản địa thổ dân xưa nay không dùng binh khí như thế cái này tựa như là cổ đại người hoa thích sử dụng một loại vũ khí thì ra là thế vất vả sư huynh y sun vội vàng nói vị này thêm văn sư huynh mảnh bàn về đến, là ma cưu đại quốc sư sư điệt, y sun theo thứ tự sư huynh, cái thân phận này ngược lại là không có gì. Hàng đầu sư lưu phái cùng hoa hạ lưu phái khác biệt, cũng không phải là 10 điểm coi trọng những này sư môn xếp hạng, giảng cứu là cường giả vi tôn. Thêm văn vừa vặn chính là một vị cực mạnh người, nghe nói, tại hàng đầu thuật bên trên đã đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, thậm chí so cơ an ni càng mạnh. Bởi vì hắn trước đây một mực tại mình trong trang viên khổ tu, mà cưu đại quốc sư cũng không có triệu hoán hắn tới Hiện nay cơ an ni cùng gia ninh trừng đều đều trọng thương Còn có ba tên giảm nhiều đầu sư vẫn lạc Mà cưu trang viên lực lượng phòng ngự Cơ hồ trong một đêm tổn thất hầu như không còn Để bảo đảm an toàn Mà cưu đại quốc sư không thể không khẩn cấp triệu hoán Không cổ phái cái khác giảm nhiều đầu sư chạy đến Thêm văn dạng này cực mạnh người Mà cưu cắt cử hắn chấn thủ mê cung cửa vào 10 điểm bình thường Mặc dù nói Cùng y sun Cơ An bọn người tương đối mà nói, thêm văn cùng ma cư quan hệ muốn xa lánh được nhiều, nhưng cuối cùng cũng là không cổ phái, thời khắc mấu chốt, còn phải chỉ nhìn bọn họ xuất lực. Đây cũng là ma cư bất đắc dĩ. Luật dừng, bên thắng là vua, cố nhiên có thể mức độ lớn nhất kích phát mỗi tiềm lực của một người, nhưng cũng chú định không có cách nào hình thành hợp lực. Quan trọng trước mắt, chỉ có thể năm bè bảy mảng, từng người tự chiến. Ma cư dù coi như là cao quý đại quốc sư, cũng vô pháp cải biến dạng này pháp tắc cùng truyền thống đương nhiên bình thường đến nói nếu như không có nguyên nhân đặc biệt thêm văn mấy người cũng không sẽ phản bội ma cưu sao ra mà nói hay là rất tin được vất vả cũng không vất vả sư đệ hiện tại muốn đi đâu thêm văn mắt nhìn y sun ngoài cười nhưng trong không cười nói đã sớm nghe nói mấy năm này y sun trên cơ bản ở tại lạc già thành bên trong hưởng thụ kia hồng trần phú quý hiện tại xem ra truyền ngôn không giả mấy năm không gặp Y Sun khí tức trên thân cũng không một chút tăng cường, ngược lại còn có chút lui bước. Cứ như vậy một cái ham hưởng thụ gia hỏa, tương lai muốn tiếp nhận Ma Cưu Đại Quốc sư quản lý không cổ phái a. Người khác có tức giận hay không, Thêm Văn không rõ ràng lắm, chỉ ít chính hắn liền không phục lắm. Y Sun bị Thêm Văn loại này có gai ánh mắt thấy rất không thoải mái, Tiếu Dung cũng biến thành miễn cưỡng, ngượng ngùng nói: Ta hiện tại muốn đi thấy sư phụ, hướng hắn báo cáo Ngọc Dương quan cùng Hoàng gia tình huống. Ngươi thêm văn nhìn ta không vừa mắt, ta chẳng lẽ liền chim ngươi. Thời đại khác biệt, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, còn như vậy chết tâm A. Đặt vào xa hoa trụy lạc, ngợp trong vàng son sinh hoạt không hưởng thụ, hết lần này tới lần khác muốn canh giữ ở chim không thèm ị trong trang viên, đây không phải là tự ngược là cái gì. Thêm văn lại dò xét hắn vài lần, khóe miệng nhẹ nhàng kéo một cái, tránh ra thân thể, nói, vậy sư đệ mời đi. Đa tạ sư huynh, y xuân hướng thêm văn nhẹ gật đầu, ngẩng đầu mà bước, đi tiến vào mê cung. Thêm Văn nhìn qua Isun bóng lưng, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Lần này, nếu là Ma Cư luyện thành Thiên Quỷ Hàng, vậy thì cái gì đều không cần phải nói, có Ma Cư chỗ dựa, Isun cái này không cổ phái đại tư tế vị trí, tự nhiên ngồi vững vững vàng vàng. Một khi Ma Cư tại quá trình bên trong ngoài ý muốn nổi lên, đời tiếp theo không cổ phái đại tư tế đến cùng là ai, vậy phải xem. Nhìn ngươi Isun có hay không bản sự kia chương 517, Trảm ma kiếm. Bình thường mà nói, mà cựu đại quốc sư hòa nói bên trong cũng không tại thánh tuyển thạch trong trận. Nơi này địa mạch âm khí quá nặng, mà cựu đại quốc sư hàng đầu thuật, cũng không phải là một mực đi âm hàn con đường, lúc nào cũng tại thánh tuyển phụ cận luyện công, không phải như vậy phù hợp. Lại nói. Xích viêm thảo hấp thu thiên địa linh khí, âm dương tinh hoa, tại không có hoàn thành thành thục trước đó, cái này gốc thần dược kỳ thật chính là một cái đại tuyển qua, sẽ đem chung quanh tất cả sinh mệnh tinh khí xa xa không ngừng mà hấp thu đi vào. Êm đẹp, mà cưu đại quốc sư tại sao phải ở đây cùng mình thần dược chiến đấu? Bất quá từ khi tiêu phàm tập kích qua thánh tuyển về sau, mấy ngày nay ma cưu đại quốc sư vẫn luôn tại thạch trong trận tỏa chấn, dẫn đạo địa mạch âm khí không ngừng bổ dưỡng thụ trọng thương 12 âm quỷ. Bình thường đều là âm quỷ tự hành hấp thu âm khí, bây giờ lại đại quốc sư tự mình dẫn đạo, tự nhiên làm ít công to. Chỉ là tiêu phàm thực tế thủ lạt, một hơi đem 12 âm quỷ thật vất vả ngưng kết âm thân rút đi gần một nửa, muốn khôi phục như lúc ban đầu, trong thời gian ngắn thật đúng là rất khó có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Isun đi tới thạch trận trước đó, cung kính thông báo. Mặc dù là giữa ban ngày, thạch trận cũng là hắc vụ quấn, hàn khí bức người. Isun không khỏi run lên vì lạnh, sắc mặt hơi đổi một chút, xem chừng là nhớ tới tại khổ trúc huyền tao ngộ. Cái này thánh tuyển hắn không phải lần đầu tới, nhưng dĩ vãng giữa ban ngày, hắc vụ không có dạng này nồng đậm, toàn bộ thạch trận bên trong tình hình, cơ bản có thể thấy rõ ràng. Không giống bây giờ, thánh tuyển trên không hoàn toàn bị đậm đặc khói đen che phủ, hơn một xích bên ngoài, liền không nhìn rõ thứ gì. Y Sun đoán chừng, đây là ma cưu tại tác pháp, cường lực hấp thu địa mạch âm khí, vì 12 âm quỷ đại bổ. Dù sao xích viêm thảo thành thục sắp đến, hiện tại nhiều nghiền ép một chút địa mạch âm khí tinh hoa, đối xích viêm thảo không có ảnh hưởng quá lớn. Cùng cái này gốc xích viêm thảo bị ngắt lấy về sau, nơi đây địa mạch chí ít lại cần 3 4 thời gian 10 năm đến khôi phục, mới có thể tái sinh mọc ra thứ hai cây xích viêm thảo đến, mà lại loại khả năng này họ phi thường thấp. Đối với ma cư mà nói, thiên quỷ hàng chỉ có như thế một cơ hội. Sau này địa mạch này linh khí có thể hay không thuận lợi khôi phục, hắn có thể hoàn toàn không tuân theo. Isun khom người sau khi thông báo, thạch trận bên trong chậm chạp không gặp hồi âm. Isun liền khẩn trương lên, Tương đối cái khác người kinh sợ mà nói, qua nhiều năm như vậy, Isun tại đại quốc sư trước mặt vẫn tương đối buông lòng. Hắn tự nhận đối sư phụ trung thành cảnh cảnh, lại không có bất kỳ cái gì nghĩ muốn thay vào đó dã tâm. Nhưng là hôm nay, tự nhiên không giống. Sau một chốc, nồng đậm hắc vụ bỗng nhiên quay cuồng lên, tách ra một cái thông đạo, thân mang truyền thống phục sức ma cưu đại quốc sư, chậm rãi từ trong hắc vụ đi tới. Nhìn qua, ma cưu đại quốc sư trên mặt vậy mà thoảng qua lộ ra vẻ mệt mỏi đủ thấy mấy ngày nay đại quốc sư mười điểm vất vả từ cái thông đạo này đi đến nhìn Isun thậm chí nhìn thấy hai tên nam nữ trẻ tuổi thân ảnh mơ hồ lóe lên lại bị hắc vụ che lại Isun không chịu được trong lòng nhảy một cái cái này hai tên nam nữ trẻ tuổi hẳn là ma cưu từ thủ đô mang về kia tám tên dương nam âm nữ bên trong hai người tại ma cưu trang viên nhận cực kỳ bảo vệ nghiêm mật sinh hoạt tại chuyên môn khu vực quyết không cho phép những người khác tiếp xúc bọn hắn theo lý những này dương nam âm nữ, muốn tại chính thức thiên quỷ hàng thời điểm mới dùng để làm làm lô đỉnh, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện tại thạch trong trận, chẳng lẽ ma cưu đã bắt đầu vận dụng những này dương nam âm nữ ám toán quỷ bồi bổ. Ma cưu chậm rãi đi tới y sun trước mặt, liếc y sun trong tay bưng lấy bảo kiếm nhất mắt, lạnh nhạt nói, đều giải quyết rồi. Y Sun bận biểu tức khom người nói, vâng, sư phụ, đều giải quyết. Nguyên thành tử cùng hắn mấy cái đắc ý môn đồ, đều đã bị xử lý còn có hoàng gia phụ tử, cũng giống như vậy, hiện tại hoàng thị tập đoàn là từ hoàng thanh vân nhị nhi tử tại trưởng quản. Đây là cái đồ vô dụng, Phạm Anh nói không bao lâu là có thể đem hoàng thị tập đoàn phá tan. Sư phụ ngài nhìn, đây là Ngọc Dương quan bảo vật trấn giáo. Y Sun nói, ngay cả vội vàng hai tay nâng bên trên chuôi này nhìn qua tràn đầy nét cổ xưa bảo kiếm. Bảo vật trấn giáo, ma cư trên mặt hiện lên một vòng xem thường thần sắc, tiện tay tiếp nhận chuôi này bảo kiếm cùng đại đa số đan mạn quốc thổ dân đồng dạng, mà cứ cứ việc là cao quý đại quốc sư, đối loại này nhất truyền thống châu Á độc hữu binh khí hiểu rõ lại cũng không nhiều. Huống chi y sun mang tới chuôi này bảo kiếm, tương đương cổ xưa, thực tế nhìn không ra có cái gì xuất sắc chỗ. Y sun bận biểu tức nói, sư phụ, theo Ngọc Dương quan còn lại những đạo sĩ kia nói, thanh bảo kiếm này là nguyên thành tử sư tổ, Ngọc Dương quan người sáng lập Ngọc Dương chân nhân bội kiếm. Bình thường đều là cung phụng tại Ngọc Dương Quan, giấu đi mũi nhọn các bên trong mỗi ngày hương hỏa không ngừng những đạo sĩ kia nói cái gì kiếm này có linh tính có thể trừ tà đáng ma danh tự liền gọi trảm ma kiếm ma cưu cười lạnh một tiếng rất khinh thường nói hừ hừ những người hoa này liền là ưa thích làm những này mánh lưới có hoa không quả một thanh kiếm chính là tử vật mà thôi có thể có cái gì linh tính nói ma cưu đè ép trên vỏ kiếm thẻ lò xo vụt một tiếng thanh minh trong chốc lát hàn quang lóa mắt một cỗ hơi lạnh đập vào mặt, Isun mặc dù sớm đã có chuẩn bị, vẫn là không nhịn được run lên vì lạnh, lui về sau một bước. Ừm, ma cư song mi lập tức dương lên, trên mặt khinh miệt thần sắc khinh thường, nháy mắt thu liếm không gặp. Cái này chả ma kiếm bất quá ra khỏi vỏ ba phân, thế mà giống như này sát khí ngút trời, thậm chí ngay cả dấu ở âm trong xương mù 12 âm quỷ đều tựa hồ nhận một loại nào đó kinh hãi, ma cư có thể rõ ràng cảm ứng được bọn chúng bứt rứt bất an đơn thuần từ sắc bén trình độ nhìn lại, đây là hảo kiếm, nhưng tuyệt không chỉ như thế. Lợi khí, mà cừu thấy nhiều, hiện đại giã luyện kỹ thuật thậm chí đã có thể hoàn chỉnh lại xuất hiện đa mát đao tuyệt thế sắc bén. Tại tối cao su đăng hoàng cung cất giữ trong phòng, mà cừu gặp qua rất nhiều sắc bén đao kiếm. Nhưng mà, những cái kia đao kiếm chỉ là lợi khí mà thôi, duy chỉ có trong tay hắn chuôi này chảm ma kiếm, mới có thể được xưng là chân chính thần binh. Tưởng tượng năm đó, thanh kiếm này khẳng định chém giết qua không ít thứ lợi hại. Là đồ vật, không nhất định là người. Ngọc Dương chân nhân tại giáp lục đảo khai tông lập phái, làm hậu thế tử tôn trống lên một phiến thiên địa, muốn đối phó, không chỉ là người. Bây giờ Ngọc Dương chân nhân Tây về đã lâu, lưu lại chuôi này bảo kiếm, thậm chí ngay cả ma cưu đều cảm nhận được loại kia làm người sợ hãi hàn ý. Ma cưu nắm chặt chuôi kiếm, một chút xíu đem bảo kiếm rút ra, vẻ mặt nghiêm túc. Lợi kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ nháy mắt, một tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên, một đạo sáng long lanh bảo quang, tại kiếm tích bên trên lấp lánh mà ra, uyển như du lịch long nhất, sáng rõ ma cư cùng y sun con mắt đều híp mắt khâu lại. Thậm chí ma cư sau lưng hắc phụ, đều bỗng nhiên bốc lên không thôi, phảng phất nhận một loại nào đó cực mạnh kích thích. Hảo kiếm, ma cư yên lặng nhìn trong tay bảo quang lưu chuyển lợi kiếm, rốt cục tán thưởng lên tiếng. Vẹn vẹn nhìn thanh kiếm này liền có thể biết, chủ nhân của nó, lúc trước rất đáng gờm. Đáng tiếc a, à, không có sinh ra sớm 100 năm, không phải, ngược lại là có thể hảo hảo gặp một lần vị này Ngọc Dương chân nhân. Xem ra ta là coi thường đạo thuật của bọn hắn, Ngọc Dương quan có dạng này khai phái tổ sư, chỉ trách nguyên thành tử chính bọn hắn bất tranh khí. Chốc lát, Ma Cưu lại cảm thán nói, dạng này bảo vật trấn giáo đều bị Y Sun mang tới, có thể thấy được Ngọc Dương quan tinh anh xác thực đã hủy diệt, hiện tại Ngọc Dương quan bất quá là đồ có nó đồng hồ xác rỗng thôi, lại cũng không đáng để lo. Isun không khỏi thở phào một hơi, trước mắt cửa này, hẳn là qua, cố ý đem chuôi này bảo kiếm mang tới dâng hiến cho ma cưu, là xuất từ nguyên thành tử đề nghị. Chuôi này chả ma kiếm đối với Ngọc Dương quan ý nghĩa, có chút cùng loại bội kiếm đối với đông đảo võ sĩ ý nghĩa, dâng lên võ sĩ đao, liền biểu thị triệt để thần phục. Có chuôi này bảo kiếm, ma cưu hẳn là không đến mức đối Isun đem lòng sinh nghi. Hiện tại Isun chỉ có thể cầu nguyện, Ngọc Dương quan những đạo sĩ kia hí có thể diễn giống một điểm, tuyệt đối đừng lộ hãm. Nếu để cho ma cư biết nguyên thành tử bọn hắn còn sống, hắn Y Sun chỉ sợ liền không sống được. Đối Y Sun khẩn trương trong lòng, ma cư tựa hồ không có phát giác, chậm rãi đem trảm ma kiếm thu hồi vỏ kiếm, hướng Y Sun nhẹ gật đầu, nói thanh kiếm này liền lưu tại ta chỗ này đi, khi nhàn hạ đợi, ta cũng có thể nghiên cứu một chút. Châu Á đạo thuật, xem ra có rất nhiều là chúng ta trước kia không hiểu rõ, Đáng giá xâm nhập tìm hiểu một chút Y Sun vội vàng nói Sư phụ, chỉ cần luyện thành Thiên Quỷ Hàng Châu Á đạo thuật lợi hại hơn nữa Lại tính được cái gì Kia là đương nhiên Vừa nhắc tới Thiên Quỷ Hàng Mà Cưu trên mặt lập tức toát ra cực kỳ ngạo nghễ thần sắc Ngay trước Tô Nam trước mặt Mà Cưu từ đầu đến cuối không chịu thừa nhận Mình muốn Thiên Quỷ Hàng Tại đồ đệ mình trước mặt Tự nhiên cái gì đều không cần giấu giếm Thiên Quỷ Hàng một khi luyện thành mình lập tức liền có thể biến thành nửa người nửa linh thân thể từ đây tung hoành âm dương hai giới có được trường sinh bất tử chi thân châu á đạo thuật lại thần kỳ chắc hẳn cũng không có loại này diệu pháp Isun những cái kia thuần dương thuần âm nam nữ người triệu tập phải thế nào rồi Ma Cư lập tức chuyển đổi chủ đề nói Isun nhịn không được hỏi sư phụ ngài có phải là đã nói liền hướng về Ma Cư sau lưng đen nhánh âm vụ nhìn một cái mang trên mặt rõ ràng trưng cầu chi ý mà cừu sắc mặt thoảng qua trầm xuống, rất có điểm không vui nói, cái này ngươi không cần phải để ý đến, ta tâm lý nắm chắc. Ta cho ngươi thêm một tuần lễ, ngươi ít nhất phải góp đủ bốn cặp, có nắm chắc không? Bốn cặp, Y Sun lấy làm kinh hãi. Trước đó, mà cừu chỉ yêu cầu hai đôi âm dương nam nữ, bây giờ tăng giá cả, lập tức liền lật một phen. Chuyện này, vẫn luôn là Phạm Anh tại làm, hắn còn thật không có chút tự tin nào. Hòa nói bên trong chỉ là thúc giục Phạm Anh, mình trên cơ bản không hỏi đến. Thế nào, khó khăn à? Ma Cưu lạnh nhạt hỏi, sắc mặt sớm đã hồi phục bình thường. Y Sun trong lòng run lên, vội vàng khom người đáp vâng, sư phụ, ta nhất định dốc hết toàn lực. Không phải hết sức, là nhất định phải. Người ghi nhớ, người chỉ có một tuần lễ. Nếu không, liền sẽ lầm đại sự. Ma Cưu không khách khí chút nào nói. Vâng, sư phụ, Y Sun không dám tiếp tục trần chờ lập tức miệng đầy đáp ứng. Bất kể như thế nào, trước thanh cái củ khoai nóng bỏng tay này tiếp xuống lại nói, lại tìm Phạm Anh thương lượng. chương 518, cơ khinh xa cố chấp. Lụa mỏng, ta lập lại một lần ý kiến của ta, ta không đồng ý. Ngọc Dương quan khổ trúc Uyển gian nào đó nhà trệt bên trong, tiêu phạm trường thân Ngọc Lập, mắt nhìn cơ khinh xa, rất chân thành nói, thần tình nghiêm túc vô so. Căn này hòa trong phòng bài trí rất đơn sơ, dương, cái bàn, bàn trà đều rất kiểu cũ, ám dầu màu đỏ, không ít địa phương đều đã pha tạp. Cùng tiêu phàm mới tới lạc gia thành thời điểm vào ở Kim Hải bờ khách sạn Sa hoa bãi biển biệt thự tương đối, quả thực là cách biệt một trời. Bất quá tiêu phàm cho tới bây giờ đều không thèm để ý những thứ này. Tại Sa hoa bãi biển biệt thự, tiêu phàm có thể thản nhiên hưởng thụ dị quốc phong ánh sáng, ven biển tư tưởng, tại Ngọc Dương quan cái này khổ tu chỗ, cơ hồ nhà chỉ có bốn bức tường, tiêu phàm cũng giống vậy vui vẻ chịu đựng. Kỳ thật liền trước mắt mà nói, tiêu phàm ở tại Ngọc Dương Quan cũng không là sự chọn lựa tốt nhất. Cứ việc Y Sun bị tình thế ép buộc, không thể không toàn diện hợp tác với bọn họ, nhưng dạng này cũng không có nghĩa là có thể 100% giấu giếm được ma cưu đại quốc sư. Vô luận lúc nào, tiêu phàm đều chưa từng khinh thường qua ma cưu. Bất quá, tiêu phàm vẫn kiên trì ở tại Ngọc Dương Quan. Nguyên thành tử cùng hắn đắc ý không chết cũng bị thương, Ngọc Dương Quan đã đến nguy cấp nhất trước mắt, đối mặt hùng hổ dọa người không cổ phái hàng đầu sư, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phòng ngự. Gặp tình hình như vậy, tiêu phàm cho là mình cần thiết vì Ngọc Dương quan trống lên một mảnh hoàn toàn bầu trời. Đây không phải tiêu phàm nghĩa vụ, nhưng tiêu phàm tất nhiên sẽ làm như vậy, đây là hắn làm việc chuẩn tắc. Đã cùng Ngọc Dương quan có minh ước, kia liền không có nửa đường bỏ xuống minh hiếu, chỉ lo mình an nguy đạo lý. Dạng này sự tình, tiêu phàm kiên quyết làm không được. Cơ Khinh xa vẫn như cũ cùng hắn ở cùng một chỗ, bởi vì Cơ Khinh xa bỗng nhiên nói ra muốn đổi dưới Phạm Linh lấy thuần âm nữ sinh thân phận xâm nhập Ma Cưu Trang viên nội ứng, Tiêu Phạm đã liên tục cho thấy thái độ của mình kiên quyết phản đối. Thực tế quá nguy hiểm, ta đã quyết định phản đối vô hiệu. Cơ Khinh xa nhưng thật giống như người không việc gì, nở nụ cười xinh đẹp, thần thái có chút nhẹ nhõm tự tại, thậm chí mang theo mấy phân trò đùa chi ý. Tiêu Phạm bất phi sở động nhíu mày nói, lụa mỏng, người biết ta là nghiêm túc. Chuyện khác ta có thể nhường ngươi, chuyện này, không được. Cơ khinh xa yên lặng nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng thở dài, nói ta biết ngươi là nghiêm túc, chính là bởi vì dạng này, ta mới càng thêm kiên trì. Tiêu phàm, người biết không, ta vẫn luôn nghĩ làm một chuyện, làm một kiện có thể làm cho ngươi vĩnh viễn nhớ ở ta sự tình. Cho nên, mặc kệ ngươi như thế nào phản đối, lần này, ta đều sẽ kiên trì ta ý kiến của mình. Lụa mỏng, không đợi tiêu phàm nói xong cơ khinh xa khoát tay chặn lại nói tiêu phàm đừng cản ta không phải ta về sau vĩnh viễn không để ý tới ngươi ngữ điệu không nặng thậm chí nghe vào còn rất nhẹ nhàng ngữ khí lại là chém đinh chặt sắt không có nửa phân khoan nhượng bình thường nữ hài tử đối nam nhân nói vĩnh viễn không để ý tới ngươi kỳ thật chính là nũng nịu nhưng cụ thể đến cơ khinh xa nơi này lại tuyệt không phải như vậy ý tứ nàng đã nói đến rõ ràng nàng muốn tiêu phàm vĩnh viễn ghi nhớ nàng nữ nhân nhất là cường thế cố chấp nữ nhân một khi trong lòng có ý nghĩ như vậy kia thật là châu chín con đều kéo không trở lại nàng tuyệt không cân nhắc hậu quả của việc làm như vậy nàng chỉ nghĩ ta nhất định phải làm như vậy tiêu phàm mím môi thật chặt hầu kết bóng nhúc nhích qua một cái cơ khinh xa nhưng lại yên nhiên cười khẽ chậm rãi tiến lên duỗi ra tô lại lấy tiên diếm sơn móng tay tiêm tiêm tố thủ nhẹ nhàng cầm tiêu phàm bàn tay ngẩng đầu lên thấp giọng nói yên tâm không có nguy hiểm như vậy chỉ cần ngươi kịp thời đuổi tới vấn đề liền sẽ không quá nghiêm trọng tin tưởng ta thời khắc mấu chốt kỳ binh đột xuất nhất định có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi tiêu phàm tùy ý nàng nắm tay yên lặng nhìn qua tấm kia xinh đẹp làm cho người khác lã chã muốn say tinh xảo khuôn mặt nguyên bản nghiêm túc ánh mắt một chút xíu mềm hóa một chút xíu trở nên nhu hòa đi theo ta suốt cục tiêu phàm trong mắt lóe lên một vòng vẻ dứt khoát giữ chặt cơ khinh xa tay quay người đi ra ngoài cơ khinh xa nhàn nhạt cười một tiếng, thuận thế kéo lại tiêu phàm cánh tay, y như là chim non nép vào người, sóng vai ra nhà trệt. Dù coi như là giúp vào tiêu phàm bên người, dù coi như là đem mình vô song, tuyệt đại phong hoa đều rất tốt che giấu lên, cơ khinh xa cho người cảm giác, vẫn như cũng là như thế không giống bình thường. Mặc kệ nàng biểu hiện được cỡ nào mềm mại, người khác tổng sẽ không đưa nàng thuần túy xem như tiêu phàm nữ nhân. Vô luận lúc nào, cơ khinh xa đều là chính nàng khổ trúc huyền dưới mặt đất kiến trúc, chính giữa mật thất. Căn này mật thất, vốn là nguyên thành tử đan phòng. Thân là long môn phái hải ngoại chi mạch trưởng giáo, nguyên thành tử là chế đan cao thủ. Hiện tại, nguyên thành tử đem căn này phối trí nhất đầy đủ đan phòng, tặng cho tiêu phàm. Tiêu phàm cũng không có khách khí, hắn sở dĩ nhìn chúng căn này đan phòng. Ngược lại không hoàn toàn bởi vì trong đan phòng luyện đan thiết bị 10 điểm đầy đủ, trọng yếu nhất hay là nhìn chúng căn này đan phòng bốn phía trồng chất bày ra phòng trận. Ở đây, vô luận tiêu phàm làm ra nhiều động tĩnh lớn, chỉ cần không đem cả gian đan phòng nổ nát, ngoại giới đều đối này hoàn toàn không biết gì. Tiêu phàm ở đây nghiên cứu từ không cổ phái được đến đồ vật, nghiên cứu từ đoán vượng trên thân đạt được những vật phẩm kia, liền không cần lo lắng sẽ bị ma cưu đại quốc sư trinh chi. Thấy tiêu phàm đem mình lính tiến vào mật thất dưới đất, cơ khinh xa cũng không kinh ngạc, những ngày gần đây, nàng đa số thời điểm đều cùng đi tiêu phàm tại đan phòng nghiên cứu những cái kia cùng hàng đầu thuật có liên quan đồ vật. Cứ việc ở trong quá trình này gặp mấy lần mạo hiểm, nhưng cơ khinh xa thu hoạch càng nhiều. Nàng là thật không nghĩ tới, có càn khôn đỉnh trợ giúp, đối hàng đầu thuật nghiên cứu, lại có thể xâm nhập đến trình độ như vậy. Cơ khinh xa thậm chí hoài nghi, tiêu phàm mỗi lần yên lặng lấy thần niệm thăm dò vào càn khôn đỉnh bên trong, có thể cùng trong đỉnh một ít siêu tự nhiên đồ vật tiến hành câu thông. Tỷ như nói, cùng càn khôn đỉnh bên trong những cái kia vô cực môn tiền bối tổ sư linh hồn câu thông nếu như những cái kia linh hồn coi là thật tồn ở đây bất quá tiêu phàm mình cũng thừa nhận càn khôn đỉnh một đại công hiệu chính là an hồn đương nhiên đây chỉ là cơ khinh xa suy đoán cho tới bây giờ đều chưa từng chính miệng xin hỏi qua tiêu phàm có cái thời điểm cơ khinh xa chính mình cũng sẽ cảm thấy có chút buồn cười mình ý nghĩ không khỏi quá điên cuồng đi tới trong đan thất ương tiêu phàm ngồi xếp bằng xuống theo thường lệ đem càn khôn đỉnh tế ra sắp đặt tại trước mặt một cái ngọc trên bàn bấm quyết tác pháp miệng đỉnh xoay chậm chậm hỗn độn đồ án dần dần trở nên phai mờ bị giam cầm ở trong đỉnh màu đen âm vụ lập tức ngòm ngoe muốn động dần dần hình thành một cái mơ hồ bóng người từ miệng đỉnh nhô ra nửa thân thể tựa hồ ngay tại nhìn bốn phía tìm kiếm cơ hội chạy thoát đúng lúc này tiêu phàm tay phải một dương một đạo kim quang nhàn nhạt phóng lên tận trời nháy mắt bay đến càn khôn đỉnh trên không tĩnh tĩnh huyền phù ở nơi đó không nhúc nhích cờ khinh xa thấy rõ ràng đó chính là tiêu phàm từ vô trần xem lớn thiên sư thiên thanh tử trong tay mượn tới trấn sơn chi bảo bắt đầu kính. Cái này chuyên khắc tà mị quỷ vật đạo môn trí bảo, cho tới nay, tiêu phàm còn chưa từng sử dụng. Vậy đã nói rõ, tạm thời còn không có gặp được đáng giá tiêu phàm sử dụng bắt đầu kính phá địch đối thủ. Nhưng lại không biết, tiêu phàm bỗng nhiên tế ra món trí bảo này đến, là dụng ý gì? Chỉ thấy tiêu phàm tay trái đưa ngang ngược bấm quyết, miệng bên trong vội vã đọc lấy một loại nào đó cực kỳ tối nghĩa khó hiểu chú ngữ, trên mặt bảo quang lưu truyền, bỗng nhiên bên trong hét lớn một tiếng. Tật, tay phải cũng chỉ như kích, thằng tắp chỉ hướng lơ lửng giữa trời bắt đầu kính. Một cỗ pháp lực khổng lồ, toàn bộ chui vào bắt đầu kính bên trong. Bắt đầu kính khẽ run lên, một đạo trói mắt kim quang từ trên mặt kính tránh hiện ra, hướng phía càn khôn đỉnh miệng nhô ra một nửa người đen ảnh, vào đầu mà hạ. Bất quá cơ khinh xa nhìn ra được, đạo kim quang này kém xa tiết tắp thiên thanh tử lúc trước thôi động lúc trói mắt như vậy loá mắt rất hiển nhiên tiêu phàm chỉ là tại làm cái thí nghiệm dù là như thế hắc phụ ngưng kết mà thành phai mờ quỷ ảnh hay là đối kim quang cực kỳ e ngại kim quang chưa bắn tới nhô ra nửa người quỷ ảnh lập tức hướng càn khôn đỉnh bên trong ẩn núp mà đi tuyệt không dám cùng kim quang chính diện chống lại nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh kim quang hay là trong chấp nhoáng liền đánh trúng quỷ ảnh đen ảnh như bị xét đánh lập tức giấy ruộng bắt đầu vặn vẹo, cực nhanh lùi về bên trong chiếc đỉnh nhỏ, cũng không dám lại ngoi đầu lên. Kim Quang cũng tịnh chưa tiếp tục đuổi giết, vừa chạm đến càn khôn đỉnh miệng đỉnh, lập tức tiêu tán. Thấy tình như vậy hình, cơ khinh xa lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng, nói, xem ra, bắt đầu kính, thật là quỷ vật khắc tinh, đối với mấy cái này địa mạch âm khí đều giống nhau có cường đại sức áp chế. Tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu, lập tức nghiêm mặt nói, lụa mỏng, ta hiện tại thanh thúc đẩy, bắt đầu kính, khẩu quyết truyền thụ cho ngươi, người dụng tâm ghi nhớ. A, à, cơ khinh xa có chút trợn tròn mắt, ngươi muốn đem, bắt đầu kính, giao cho ta sử dụng. Đúng, ngươi có món bảo vật này hộ thân, trong lòng ta lại an tâm ba phân. Tiêu phàm khẳng định nói, cơ khinh xa nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, thấp giọng nói, thế nhưng là, đây là các ngươi vô cực môn bảo vật, ngoại nhân sợ là rất khó thúc đẩy thôi đi. Tiêu phàm khoát tay chặn lại, nói trước thử một chút xem sao không thử một chút làm sao biết người bây giờ đừng nghĩ cái khác dụng tâm nhớ khẩu quyết nói cũng không cùng cơ khinh xa lại nói cái gì trực tiếp đem thúc đẩy bảo vật khẩu quyết nói ra cơ khinh xa cũng liền không chối từ nữa ngưng thần mảnh nghe khẩu quyết này vô cùng tối nghĩa khó hiểu cũng may cơ khinh xa bản thân liền là thuật sư hòa nói bên trong tiếp xúc phù lục chú ngữ cùng cùng không hề ít ngược lại là có thể nghe được rõ ràng mà lại cơ khinh xa cực kỳ thông minh trí thông minh cực cao tiêu phàm liên tiếp truyền thụ ba lần về sau cơ khinh xa liền một mực nhớ ngừng nói quyết tiêu phàm tán thưởng khẽ vuốt cằm nói đến thử nhìn một chút được cơ khinh xa nhẹ gật đầu trên mặt cũng hiện lên một vòng hưng phấn tri ý bảo vật này uy lực nàng là tận mắt nhìn thấy có như vậy một kiện chuyên khắc tà mị quỷ vật đạo môn trí bảo phòng thân an toàn của nàng hệ số không thể nghi ngờ lại muốn đề cao mấy phần trăm lập tức cơ khinh xa cũng ngồi xếp bằng tay trái bấm quyết miệng bên trong niệm chú tay phải ngón giữa và ngón trỏ bỗng nhiên hướng lẳng lặng phù giữa không trung bác đầu kính xa xa một chỉ một đạo pháp lực bắn ra không hề có động tính gì bác đầu kính không thèm chịu nể mặt mũi tật cơ khinh xa lại là một tiếng quát nhẹ tăng lớn pháp lực rót vào ai ngờ bác đầu kính hay là im ắng treo ở nơi đó mảy may cũng không để ý đại mỹ nữ một mảnh tâm ý cơ khinh xa sắc mặt hơi đổi một chút tú mỹ song nghi nhau. chương 519, đầu cơ trục lợi. Tiêu phàm lẳng lặng ở một bên nhìn xem, cơ khinh xa có chút cúi đầu, suy nghĩ một chút, lập tức lại bấm quyết tác pháp, một đạo pháp lực đánh vào bắt đầu kính, ông một tiếng vang nhỏ, bắt đầu kính có chút chấn động một cái, lại lâm vào yên lặng, lại không có cái khác bất luận cái gì dị động. Tiêu phàm, xem ra món bảo vật này nhận chủ A. À. Cơ khinh xa chóp mũi chảy ra điểm điểm đổ mồ hôi, có chút tự giếu cười một tiếng, nói bảo vật thông linh, nó hiện tại đối người còn không phải rất quen thuộc, nhiều nếm thử mấy lần đi. Đối đây hết thảy, tiêu phàm tựa hồ sớm có đoán trước. Cơ khinh xa thoảng qua gật đầu, thể nội pháp lực liên tục không ngừng điều động, bắt đầu liên tiếp không ngừng mà nếm thử thôi động bắt đầu kính. Liên tiếp nếm thử nhiều lần, bắt đầu kính đều không có động tính quá lớn. Cơ khinh xa nhẹ khẽ cắn chặt diễm lệ môi đỏ, bỗng nhiên đứng dậy, chân đạp bắt đầu thất tinh bước, tay trái đưa ngang ngực, tay phải nắm bắt tay hoa quyết, mái tóc thật dài rối tung ra, miệng bên trong thì thảo cầu nguyện. Trong mật thất thiên địa nguyên khí, bỗng nhiên quay cuồng lên, hướng về cơ khinh xa mềm mại thân thể thẳng bổ nhào qua. Tóc dài đen nhánh không gió mà bay, bay dương phất phới. Tiêu phàm khóe miệng hiện lên mỉm cười. Cơ khinh xa đây là dốc hết toàn lực, hà lạc phái không hổ là thuật pháp đại tông, cứ việc truyền thừa không hoàn toàn, thiên trương tán giật tình huống so vô cực môn còn nghiêm trọng hơn. Cơ khinh xa một khi toàn lực thi triển, dẫn động thiên tượng, vẫn như cũ hết sức kinh người tật cơ khinh xa tay áo phiêu động mái tóc bay múa ngón tay ngọc tiêm tiêm bén nhọn tiếng xé gió vang lên một đạo hùng hậu pháp lực hướng về huyền không bác đầu kính kích bắn đi bác đầu kính khẽ run lên một vệt kim quang lấp lánh mà ra chỉ bất quá tướng so tiêu phàm vừa rồi thôi động đạo kim quang này muốn phai mở được nhiều như có như không vừa mới vừa rời đi mặt kính trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa không được tiêu phàm ta Cơ khinh xa tiêu hao chân lực qua kịch, sinh sắn thân thể nhoáng một cái, cơ hồ đứng không vững. Bóng người lóe lên, nguyên bản khoanh chân ngồi ở một bên tiêu phàm bỗng nhiên liền đến trước người nàng, tay vượn tìm tòi, liền ôm cơ khinh xa, vào tay chỗ, mềm mại vô so, trơn nhẫn kinh người. Thử một lần nữa, cơ khinh xa gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, vừa muốn mở miệng nói chuyện, bên tai liền vang lên tiêu phàm thanh âm, lập tức chỉ cảm thấy hậu tâm nóng lên, một cổ phái nhiên chân khí, xuyên thấu qua lòng của mình du huyệt, mãnh liệt mà vào, nháy mắt liền tràn ngập tại toàn thân bên trong. Nguyên bản bởi vì động dùng pháp lực qua kịch mà cảm thấy mệt mỏi thân thể lập tức liền trở nên tinh lực vô so dồi dào. Tật, cơ khinh xa không cần suy nghĩ, tay phải ngón giữa và ngón trỏ cùng nhau, hướng về bắc đầu kính điểm ra. Ông, bắt đầu kính lắc một cái, trong mật thất, kim quang đột nhiên hiện, lóa mắt sinh huy, một cỗ minh mông đạo môn vĩ lực bắn ra, cơ khinh xa kìm lòng không đặng nhắm lại hai mắt xong rồi cơ khinh xa kém chút giống đứa bé nhảy nhảy dựng lên ý ngừng rỡ tràn tại nói đồng hồ bất quá lập tức lại lắc đầu tiêu phàm xem ra các ngươi vô cực môn bảo vật chỉ thích hợp các ngươi vô cực môn sử dụng lần này thành công kích phát bắt đầu kính không hề nghi ngờ là bởi vì tiêu phàm nguyên nhân kia cố kích phát bảo vật chân khí đến từ vô cực môn trưởng giáo bất quá là tại cơ khinh xa thể nổi qua một lần mà thôi bản chất cũng không có bất kỳ cái gì cải biến thế thì không nhất định tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng buông ra ôm vào cơ khinh xa bên hông bàn tay loại kia kinh người trơn nhẵn cảm giác thật khiến cho người ta dư vị vô tận dù coi như tiêu chân nhân định lực cao cường trong lòng cũng không khỏi phải nổi lên từng cơn sóng gợn âm thầm hít sâu một hơi mới miễn cưỡng đem cái này từng cơn sóng gợn áp chế xuống có lẽ còn là pháp lực thúc đẩy phương thức khác biệt lúc trước thiên thanh tử thanh khẩu quyết dạy cho ta về sau cũng nếm thử rất nhiều lần mới cuối cùng cùng, bắt đầu kính, đạt tới phối hợp ăn ý trình độ. Như vậy đi, ta thanh vô cực môn thúc đẩy pháp lực khẩu quyết truyền thụ cho ngươi. Cơ khinh xa đôi mi thanh tú cao lại, nói, dạng này không quá thỏa đáng ha. Vô cực môn lại lòng dạ bao la, có chút quy củ vẫn là phải tuân thủ. Tiêu phàm mặc dù là vô cực môn trưởng giáo chân nhân, tự tiện đem vô cực môn khẩu quyết truyền thụ cho ngoại nhân, tựa hồ vẫn còn có chút không ổn. Tiêu phàm cười cười, nói vẻn vẹn chỉ là thúc đẩy pháp lực khẩu quyết mà thôi cũng không tính làm hư quy củ mà lại vô cực môn trưởng giáo nguyên bản là định quy của người lời nói này phải tùy ý lại là chân chính như xoa ta chính là chế định quy tắc trò chơi người cho nên tại ta chỗ này không tồn tại vi quy cơ khinh xa nở nụ cười xinh đẹp nói tốt a à, chỉ cần ngươi còn không sợ vậy ta liền càng không sợ tiêu phàm cười xoa xoa tóc của nàng động tác này là như thế trôi chảy thật giống như đại ca ca đối nghịch ngợm tiểu muội muội tự nhiên mà vậy liền làm được. Cơ khinh xa có chút nghiêng đầu đi, nhẹ nhàng cắn cắn kiểu diễm bờ môi. Lập tức tiêu phàm đem vô cực môn vận dụng pháp lực khẩu quyết truyền cho cơ khinh xa. Cơ khinh xa ngộ tính kỳ cao, rất nhanh liền dung hội quán thông, lần nữa nếm thử thúc đẩy bắt đầu kính, quả nhiên so trước kia thấy hiệu quả phải nhiều. Tiêu phàm lông mày nhưng dần dần nhíu chặt, cơ khinh xa nắm giữ vô cực môn khẩu quyết, mặc dù có thể thuận lợi thúc đẩy bắt đầu kính, nhưng phát huy ra uy lực, còn chưa kịp bảo vật thực tế uy lực ba bốn thành. Thiên thanh tử cũng đã nói, bắt đầu kính trên cơ bản đồng đẳng với vô trần xem lịch đại trụ trì chân nhân bản mệnh bảo vật, dù coi như tiêu phàm lấy trưởng giáo chi tôn tự mình thúc đẩy, tối đa cũng chỉ có thể phát huy bảo vật bảy tám phần uy lực. Vội vàng ở giữa, cơ khinh xa có thể phát huy bắt đầu kính ba bốn thành tả hữu uy lực, đã rất không tệ. Đối phó hàng đầu thuật cùng hàng đầu sư, thuyết tha có dư. Chỉ bất quá, lần này, bọn hắn muốn đối phó chính là ma cưu đại quốc sư. Cơ khinh xa xâm nhập ma cưu trang viên, mặc dù có y sun âm thầm chiếu cố, một khi lộ hãm, đối mặt ma cưu đại quốc sư thời điểm, bắt đầu kính cơ hồ chính là cơ khinh xa duy nhất thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ có thể phát huy ba bốn thành uy lực bảo vật, đến cùng có thể cho ma cưu đại quốc sư tạo thành bao lớn tổn thương, thật đúng là khó mà nói. Lụa mỏng, trước dừng lại, ta lại tự nghĩ lại nghĩ. Tiêu phàm nói, nâng tay khẽ vẫy, treo giữa không trung bắt đầu kính hóa thành một đạo hào quang màu vàng sẫm, thẳng tắp bắn tiến vào tiêu phàm trong tay. Tiêu phàm hai tay nắm ở bảo kính, hai con ngón tay cái quen thuộc thành tự nhiên đặt ở kính trên mặt, chậm rãi đẩy về phía trước đi. Giám định cổ vật thời điểm, tiêu phàm dùng chính là loại phương thức này. Bác đầu kính mặc dù cùng phổ thông bảo vật rất có khác nhau, tựa hồ cũng có thể thử một lần. Cơ khinh xa nâng lên trắng noãn thủ đoạn, nhẹ nhàng xoa xoa cái chán tinh mịn mồ hôi, chú ý nhìn về phía tiêu phàm hai tay ngón tay cái đẩy lên một nửa thời điểm, tiêu phàm nhẹ nhàng một tiếng buồn bực hư, động tác trên tay bỗng nhiên ngừng lại, nồng đậm song nghi vặn thành một cái chữ xuyên. Sau một lúc lâu, nhíu chặt song nghi mới dần dần lỏng, hai tay ngón cái tiếp tục hướng phía trước thôi động. Trong mật thất phi thường yên tĩnh, cơ khinh xa lẳng lặng nhìn xem tiêu phàm, tuyệt không quấy dày. trọn vẹn 30 phút sau quá khứ, tiêu phàm mới mở hai mắt ra, nhẹ nhàng thở vào một cái. Thế nào, cơ khinh xa quan tâm hỏi tiêu phàm nói muốn hoàn toàn thay đổi bảo vật đặc biệt họ tự nhiên khả năng không lớn bất quá cũng không phải hoàn toàn không có đầu cơ trục lợi biện pháp cơ khinh xa hé miệng cười một tiếng đầu cơ trục lợi như vậy thế mà từ tiêu phàm miệng bên trong nói ra cơ khinh xa cảm thấy rất là thú vị nói theo một ý nghĩa nào đó bảo kính chỉ là một cái pháp lực vật chứa đem pháp lực chữ tồn lên về sau lại phóng xuất ra sát thương địch nhân đương nhiên trải qua bảo kính phóng xuất ra pháp lực, họ chất trên có thay đổi, chỉ nhằm vào tà mị quỷ vật tạo thành cực mạnh sát thương, mà không phải phổ thông pháp lực đối với địch nhân thực hành không khác biệt công kích. Trên thực tế, nhằm vào tà mị quỷ vật sát thương, so phổ thông pháp lực phải cường đại hơn nhiều. Nhưng là bảo kính thông linh nhận chủ, nguyên bản chỉ tiếp thụ thiên thanh tử quán chú pháp lực. Tiêu phàm vẻn vẹn chỉ học xong thúc đẩy pháp môn, muốn bảo kính tiếp nhận pháp lực của hắn, nhất định phải trải qua lại tế luyện, lần nữa nhận chủ một khi bảo kính bên trong tích chứa pháp lực tiêu hao hầu như không còn đối với tiêu phàm đến nói bác đầu kính liền thành vật vô dụng cơ khinh xa công lực không bằng tiêu phàm dày đặc lại không phải vô cực môn đối bảo kính thúc đẩy càng thêm khó mà đạt tới tự nhiên trình độ bất quá tiêu phàm cẩn thận từng điều tra bảo kính về sau lại nghĩ ra đầu cơ trục lợi biện pháp cơ khinh xa sở dĩ khó mà tự nhiên khống chế bác đầu kính không có thể phát huy bảo kính toàn bộ uy năng mấu chốt ngay tại ở bảo kính bên trong tích chứa pháp lực, đến từ thiên thanh tử cùng vô trần xem. Nếu có thể đem một loại khác thích hợp cơ khinh Sa thúc đẩy pháp lực rót vào bảo trong kính, vấn đề này liền có thể giải quyết dễ dàng. Đương nhiên, nó hắn pháp lực muốn rót vào bắc đầu kính, tương đương không dễ dàng, nhưng đối với có được tạo hóa điểm tiêu phàm mà nói, lại không phải hoàn toàn không có khả năng, tạo hóa điểm bên trong chứa đựng pháp lực, đến từ chỉ thủy xem lòng đất linh mạch, thủ vô cực môn trận pháp dẫn đạo, là chính tông nhất thiên địa linh lực, bất kỳ cái gì pháp khí theo lý cũng sẽ không bài xích. Mà lại, cô Hồng Tử dù sao cũng là vô cực truyền nhân, cùng tiêu phàm một mạch tương thừa. Sau một lát, cơ khinh xa rời đi mật thất dưới đất, tìm được Ngọc Dương quan trụ chỉ chân nhân liệt dương tử. Trong mắt người ngoài, Ngọc Dương quan mấy ngày nay biến hóa rất lớn, tiền nhiệm trụ trì thật nhân nguyên thành tử cùng xem bên trong trọng yếu nhất mấy vị chấp sự đạo nhân, bỗng nhiên ở giữa tập thể mất tích, đối ngoại tuyên bố là ra ngoài dạo chơi. Ngọc Dương quan từ nguyên thành tử sư điệt liệt dương chân nhân chính thức chấp trường. Trừ cái đó ra, Ngọc Dương quan còn có hơn 10 vị đạo Pháp cao thâm đạo trưởng cũng đồng loạt mất tích. Một chút tín đồ truy hỏi tình huống, Ngọc Dương quan các đạo sĩ chỉ là ấp úng, nói không nên lời cái nguyên cơ tới. Trùng điệp nghi ngờ bao phủ tại Ngọc Dương quan trên không, mấy ngày nay đến đây xem bên trong bái thần rút quẻ thiện nam tín nữ, ngược lại so trước kia càng nhiều. Tất cả mọi người muốn tìm hiểu cái vững tin. Liệt dương tử đối với mấy cái này không chút nào để ý, chỉ là dựa theo cơ khinh xa phân phó, chuẩn bị một chút đại bổ nguyên khí dược vật. Cơ khinh xa lập tức mang theo những dược vật này trở về mật thất dưới đất, tự mình chấn giữ tại đan thất bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Liệt dương tử lại an bài mấy tên thân tín, tại khổ trúc huyền cộng thêm mạnh cảnh giới, để nguyên bản liền đề phòng xâm nghiêm khổ trúc huyền càng lộ ra trang nghiêm túc mục. Chọn vẹn ba ngày ba đêm quá khứ, loại này đề phòng mới để giải trừ. Tiêu Phàm cùng cơ khinh xa cùng nhau đi ra mật thất dưới đất, nhìn qua, hai người đều phi thường mỏi mệt, lại đều các mang theo hài lòng mỉm cười. chương 520, Lô Đỉnh Thời gian tiến vào hạ tuần tháng 8, giáp lục đảo bên trên nhiệt độ không khí càng thêm cao mong đợi, không có chút nào hạ xuống dấu hiệu. Dù coi như là ở buổi tối, khốc nhiệt cũng chưa từng tiêu tán nửa phân. Lạc ra thành thông hướng ma cưu trang viên trên đường cao tốc, một cái cỡ nhỏ đội xe tại phi nhanh cái này cỡ nhỏ đội xe từ ba đài xe tạo thành phía trước là một đài đen nhánh xe con ở giữa là một đài cỡ lớn xe van một đài xe mở mui xe việt giã hammer áp về sau hung hãn ngựa ngồi trên xe mấy tên làn da ngăm đen tướng mạo hung ác người thổ dân từng cái súng ống đầy đủ thậm chí trước ngực còn một trái một phải treo hai cái lựu đạn nhìn cái này tư thế cho dù ai đều không nghi ngờ bọn hắn là tại áp vận một xe hoàng kim trên thực tế đối với Isun sun đến nói xe van bên trên áp lấy những người này, tuyệt đối so một xe hoàng kim đáng tiền. Chỉ ít một xe hoàng kim nếu là mất đi, mệnh của hắn sẽ không ném, nếu như xe van bên trên cái này bốn nam bốn nữ nếu là mất đi, mà cừu đại quốc sư chỉ sợ sẽ lập tức lấy hắn tính mệnh. Chính là bởi vì cái này bốn nam bốn nữ như thế quan trọng, Isun mới tự mình tại xe van trên tỏa chấn, vẫn chưa ngồi phía trước bên cạnh bộ kia càng thêm thoải mái dễ chịu trong xe con. Trong xe tải bốn nam bốn nữ, nhìn tướng mạo, có 6 cái là người Hoa, chỉ có hai cái lớn lên tương đối đen, tướng mạo có người thổ dân đặc thù. Cái này bốn nam bốn nữ đều không ngoại lệ, đều rất trẻ trung, nhiều nhất sẽ không vượt qua 30 tuổi. Cả đám đều mang theo còng tay, thân sắc lại là khẩn trương lại là sợ hãi. Trong đó ba tên nữ hài tử, càng là rút nước nở khóc, trên đường đi khóc không ngừng. Các nàng còn không biết, các nàng đã bên trên lạc già thành TV tin tức. Tại lạc già thành cục cảnh sát, các nàng bị đánh lên người mất tích nhãn hiệu. Toàn bộ lạc gia thành đều đang tìm kiếm các nàng, gần 20 ngày đến, lạc gia thành liên tiếp phát sinh nhân khẩu mất tích vụ án. Cái này tuổi trẻ nam hài nữ hài, tại đi học lúc, hoặc là tại lúc làm việc, có thậm chí là ngủ ở nhà thời điểm, bỗng nhiên liền không gặp. Không có bất kỳ cái gì manh mối, càng không có bất kỳ cái gì người chứng kiến. Những này nam hài nữ hài, thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian, lập tức biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái kia ngủ ở nhà lấy phát hiện không hiểu thấu vứt bỏ 16 tuổi nữ hài, phụ mẫu càng là gấp điên, không chỗ ở tự trách, tự trách mình ngủ được quá chết, không có nhìn con gái tốt. Dưới mắt, cái này nhỏ nhất cô nương khóc đến thương tâm nhất, cũng sợ nhất, thân thể nho nhỏ run lẩy bẩy, tựa như trong gió thu lá rụng, tựa như lúc nào cũng sẽ đổ xuống. Đừng khóc, lại khóc liền đem ngươi giết chết, ngồi tại nàng cách đó không xa một tên thổ dân nam tử, bên hông phối thêm tay súng, tiếp cận nàng, hung tợn quát mắng tiểu cô nam dọa đến toàn thân loạn run, dùng sức che miệng của mình, sợ tái phát ra một điểm thanh âm tới. Ngồi tại bên người nàng cơ khinh xa rũi ra cánh tay, nắm ở tiểu cô nương bả vai, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy, thấp giọng an ủi tiểu muội muội, đừng sợ, không có việc gì. Cái này bốn nam trong tứ nữ, duy chỉ có cơ khinh xa là chấn định nhất, so mấy tên nam hài biểu hiện đều muốn chấn định. Trêu đến áp giải bọn hắn thổ dân nam nhân không ngừng hướng nàng nhìn quanh, bất quá cuối cùng vẫn là cái gì đều không có hỏi. Tơ khinh xa là cái cuối cùng giải lên xe, trước đó, áp giải người thổ dân gặp qua cái khác bảy tên nam nữ, đô thống một quan áp tại phạm phủ trong hầm ngầm. Cho dù ai cũng không nghĩ đến, gần đây mất tích nhân khẩu, tất cả đều giấu ở phạm phủ. Tại Lạc Gia Thành, không có so phạm phủ càng thêm địa phương an toàn, thậm chí so thị trường trong nhà còn muốn an toàn được nhiều. Hoàng Thanh Vân phụ tử bỗng nhiên mất tích về sau, Phạm Anh Tiên Sinh đã nhảy lên trở thành Lạc Già Thành mới người Hoa lãnh tụ. Nhất là dựa vào Phạm Anh Tiên Sinh cùng Lạc Già Thành cục cảnh sát người phụ trách giao tình thâm hậu, không có bất kỳ cái gì cảnh sát có can đảm xông tiến vào phạm phủ đi điều tra. Cho dù có cá cả biệt cảnh sát thật ăn gan báo, dám đi xông phạm phủ, cũng được trước qua Phạm Anh một cửa ải kia. Ai không biết, Phạm Anh Tiên Sinh là Lạc Già Thành nổi danh nhất người Hoa hàng đầu sư một cái có quyền thế người hoa phú hào có lẽ còn không thể đem một tên không nghe lời cảnh sát lập tức đưa vào chỗ chết nhưng hàng đầu sư tuyệt không giống thẳng đến đêm nay đem những ngày người giải lên xe lúc cơ khinh sa mới lộ diện ngồi y sun đại sư xe tới nếu như không phải cơ khinh sa trên cổ tay cũng mang theo một bộ bóng lưỡng còng tay những cái kia phụ trách áp giải người thổ dân khẳng định sẽ hiểu lầm cơ khinh sa là y sun đại sư bằng hữu tuyệt sẽ không nghĩ tới cái này xinh đẹp phải không tưởng nổi người hoa nữ hài cũng là tù binh không thể nghi ngờ, cái này bốn nam bốn nữ chính là Y Sun cùng Phạm Anh tại Lạc Già Thành bên trong siêu tập đến Dương Nam âm nữ, mà cưu đại quốc sư đặc biệt phân phó muốn lô đình. Dựa theo nhân khẩu tỷ lệ, Lạc Già Thành người thổ dân vượt xa người Hoa. Nhưng tám tên Dương Nam âm nữ bên trong, lại có sáu cái người Hoa. Chủ yếu vẫn là bởi vì người thổ dân nghèo quá, mang thai thổ dân phụ nữ, bình thường đều ở nhà sinh dục, thường xuyên mời nhất cái có kinh nghiệm đồng tộc nữ tử hỗ trợ, thật giống như châu Á quá khứ bà mụ, rất ít đi bệnh viện. Bọn hắn chả không nổi đắt đỏ tiền chữa trị dùng cùng tiền nằm bệnh viện dùng. Không có xuất sinh ghi chép, tự nhiên cũng không có sinh nhật, đơn thuần dựa vào những người thổ dân này mình hướng cục cảnh sát báo hộ khẩu, thật đúng là vô cùng không đáng tin cậy. Có chút hài tử sinh được nhiều thổ dân nữ nhân, ngay cả chính nàng đều không nhớ rõ tiểu hài cụ thể sinh nhật. Dựa vào những này hộ khẩu tìm kiếm dương Nam dương nguyệt dương nói dương lúc sinh nam tử cùng tháng âm năm âm âm nói giờ âm sinh nữ tử, trên cơ bản tuyệt đối không thể. Bị Phạm Anh tìm tới hai tên thổ dân nam tử trẻ tuổi, điều kiện gia đình đều rất tốt, kinh tế dư giả, tại bệnh viện có kỹ càng xuất sinh ghi chép. Rất không may, bọn hắn cũng liền thành Phạm Anh bắt mục tiêu. Bốn tên người hoa nữ tử bên trong, không có Phạm Linh. Cơ khinh xa thành công thuyết phục Phạm Nhạc, dùng mình đem Phạm Linh đổi ra. Tại tháng này lãng sao thưa ban đêm, cơ khinh sa cùng cái khác bảy tên nam hài nữ hài cùng một chỗ, ngồi xe van, lần nữa lái về phía Ma Cư trang Viên. "Tỷ tỷ, ta thật là sợ." Ghé vào cơ khinh sa trong ngực tiểu cô nương rốt cục đình chỉ nức nở, run giọng nói. Cơ khinh sa nhẹ nhàng vỗ nàng đơn bạc lưng, ôn nhu nói, "Không cần sợ, không có việc gì." Dạng này an ủi hiển nhiên vẫn chưa đưa đến tác dụng quá lớn, tiểu cô nương còn đang run, hạ thấp giọng hỏi, "Tỷ tỷ, bọn hắn bọn hắn muốn đem chúng ta đưa đi nơi nào? Muốn làm gì được chúng ta? Cơ khinh xa đưa nàng ôm chặt một chút, không nói gì thêm. Rất nhanh, đội xe liền chạy tiến vào ma cưu trang viên. Vượt quá cơ khinh xa dự kiến, đội xe vẫn chưa chạy tiến vào trong trang viên thành, mà là tại tới gần nội thành một loạt phòng ở trước ngừng lại. Đây là một loạt nhà chế thức kiến trúc, đều đều dùng tảng đá xây thành, nhìn qua 10 điểm lão thổ, nhưng cũng dị thường kiên cố. Cơ khinh xa hoài nghi, coi như dùng lựu đạn, cũng chưa chắc có thể nổ tung dạng này tường đá. Tất cả bốn nam bốn nữ đều bị áp tiến vào công trình kiến trúc bên trong. Như là cơ khinh xa sở liệu, nhà này công trình kiến trúc chính là một tòa mô hình nhỏ ngục giam. Chỉ là so ra mà nói, ngục giam sinh hoạt công trình coi như đầy đủ, sắc điệu cũng không phải như vậy u ám, bố trí được tương đối sinh động, có phần có sinh khí. Mỗi gian phòng tù thất đều là độc lực, mang độc lực phòng vệ sinh cùng phòng tắm rửa, còn có tivi nhìn, thậm chí mỗi gian phòng trong nhà tù đều phối trí máy tính. Có thể gặp nhau là, những này máy tính đều chỉ có thể chơi máy rời, tuyệt đối không thể bên trên. Người thổ dân đem bọn hắn áp giải cùng một chỗ, Isun tự mình cho đoàn người phát biểu. Isun nói cho những này thất kinh nam nữ trẻ tuổi, ở đây, bọn hắn sẽ không nhận bất luận cái gì ngược đãi, sinh hoạt sẽ có bảo hộ, muốn ăn cái gì, cũng có thể hướng trông coi nhân viên nói ra, sẽ tận lực thỏa mãn mọi người yêu cầu rốt cuộc muốn chúng ta làm cái gì? Một cái lá gan khá lớn người Hoa Nam Hải rốt cuộc nhịn không được hỏi. Tất cả mọi người rất chân thành nhìn về phía Isun, hy vọng có thể từ trong miệng hắn nghe tới xác thực trả lời chắc chắn. Isun khẽ cười nói, yên tâm, chỉ là để các ngươi giúp một chút. Nhiều nhất lại hai ngày nữa, cùng chuyện này xong xuôi, liền thả các ngươi về nhà. Chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, liền không có việc gì. Đương nhiên, nếu như ai không nghe lời, vậy coi như đừng trách chúng ta không khách khí. Như vậy, tự nhiên là nhất định phải nói. Vạn nhất những này nam hài nữ hài bên trong hữu tính cách đặc biệt cương liệt ra hỏa, mình cho mình đến một chút, vậy coi như không xong. Nhưng là muốn đem bọn hắn đều trói lên, hiển nhiên càng thêm không ổn. Bởi như vậy, sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm sợ hãi bất an. Có chút tự sát phương thức, coi như chân tay bị trói, cũng giống vậy ngăn cản không được. So ra mà nói, Yisun càng có khuynh hướng dùng tương đối ôn hòa phương thức. Người kỳ thật liền là sinh hoạt tại hy vọng bên trong. Chỉ cần có hy vọng, dù chỉ là một tia hy vọng, cũng sẽ không làm chuyện điên rồ. Điểm này, Yisun không phải thường minh trắng. Cứ việc đối Yisun trả lời chắc chắn không phải rất hài lòng, lá gan kia khá lớn người hoa nam hài, vẫn là không có nhắc lại ra vấn đề mới. Tựa hồ là vì nghiệm chứng Yisun nói không là nói dối, rất nhanh liền có hạ nhân dâng lên phong phú ăn khuya, Isun ở trong ngồi xuống, cười chào hỏi mọi người cùng nhau dùng cơm. Cái này bỗng nhiên phong phú ăn khuya, xác thực đưa đến rất tốt trần an tác dụng. Nguyên bản dọa đến toàn thân phát run nam nữ trẻ tuổi, dần dần an tâm. Suy nghĩ của bọn hắn rất đơn thuần, có lẽ sự tình chính như Isun nói như vậy, chỉ là muốn mọi người giúp một chút mà thôi. Nếu như Isun thật đối bọn hắn không có hảo ý, cần gì phải đối mọi người tốt như vậy. Mắt thấy lô đỉnh nhóm cảm xúc dần dần ổn định, Isun cũng thật cao hứng. Sử dụng hết ăn khuya, Isun phân phó không cần cho mọi người lại mang còng tay, an bài mỗi người bọn họ tiến vào trong một gian phòng nghỉ ngơi. Cơ khinh xa gian phòng, an bài tại nhất dựa vào bên ngoài, cách ngục giam lối ra gần nhất. Vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, có lẽ cái này an bài có thể làm cho cơ khinh xa ngay lập tức rời đi nơi này. Cơ khinh xa đi tiến vào tù thất, đi lại trầm ổn, thần sắc thản nhiên. Trước khi đi, Y Sun tại nàng cửa phòng dừng bước, nhìn nàng một chút, ý kia tựa hồ là tại nói, hiện đang hối hận, còn kịp. Cơ khinh sa mặt không biểu tình, Y Sun nhẹ nhàng lắc đầu, rốt cục nhanh chân đi ra ngoài. Phạm Anh đi sát đằng sau ở phía sau, dưới chân rất có điểm vội vàng sao động, nhìn ra được, Phạm Anh so cơ khinh sa muốn sốt sáng được nhiều. Hắn không thể không khẩn trương, ngay tại ma cưu đại quốc sư dưới mí mắt dở trò, một khi lộ hãm, tất cả mọi người là một con đường chết. Chỉ là trong lúc này, Phạm Anh cũng vô pháp thay đổi gì, chỉ có thể hướng lên trời cầu nguyện, phù hộ hắn bình an vượt qua kiếp nạn này. Hy vọng tiêu phàm cùng Phạm Nhạc có thể giữ lời hứa, sau khi chuyện thành công, phân hắn một gia sản. Nhưng mà trên thế giới này, chú định rất nhiều chuyện chỉ có thể là Mỹ hảo hy vọng xa vời. Mộng, sớm muộn có phá diệt thời điểm. chương 521, nhìn thấu. Để cơ khinh xa không ngờ tới chính là, mộng đẹp trước hết nhất phá diệt, không phải y mà là chính nàng tại ma cưu trang viên cái này hoàn cảnh mới bên trong cơ khinh xa ngủ ngủ được rất an tâm đây cũng là cơ khinh xa đặc thù bản lĩnh mặc kệ thế cục cỡ nào hiểm ác nàng đều có thể ép buộc mình chìm vào giấc ngủ ngủ không ngon đối với ứng đối hiểm ác thế cục không hề có tác dụng sẽ chỉ làm mình thể lực không đủ tinh lực không đủ tập trung phạm sai lầm cơ hội tăng nhiều thường xuyên họ tiêu lo bất an tuyệt đối không phải một cái nhân vật lãnh tụ vốn có cảm xúc biểu hiện. Tại Yến Bắc tỉnh, tại cửa sắt thành phố, cơ khinh xa quyết định rất nhiều người, quyết định rất nhiều gia đình tiền đồ cùng vận mệnh. Dạng này hết sức quan trọng vị trí, yêu cầu cơ khinh xa vô luận lúc nào đều chỉ có thể là giữ vững tỉnh táo. Chính là bởi vì dạng này, dù coi như thân ở ma cưu trang viên, dù coi như ma cưu đại quốc sư ngay tại cách đó không xa, cách mình thẳng tắp khoảng cách khả năng không cao hơn 500 mét, cơ khinh xa hay là chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Nửa đêm lúc phân, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, cơ khinh xa bỗng nhiên bị một trận thanh âm huyên náo bừng tỉnh. Vô luận thế cục cỡ nào hiểm ác, đều có thể bình yên chìm vào giấc ngủ, là cơ khinh xa đặc thù bản lĩnh, cùng này đem đối ứng, cơ khinh xa còn có mặt khác đồng dạng đặc thù bản lĩnh, đó chính là vô luận nàng ngủ được bao nhiêu thơm ngọt, chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay, lập tức liền sẽ từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại, đồng thời trong thời gian ngắn nhất điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Cho nên, còn buồn ngủ tình hình như vậy, bình thường khả năng không lớn phát sinh ở cơ khinh xa trên thân. Kỳ thật cơ khinh xa mình đối loại tình huống này, cũng không vui lòng. Nàng rất hy vọng có thể giống phổ thông nữ hài tử đồng dạng, giúp vào tình nhân mạnh hữu lực trong ngực, ngủ một giấc đến tự nhiên tình, mà không phải bị loạn thất bát tao ngoài ý muốn bỗng nhiên bừng tình. Chỉ bất quá, có thể vì cơ khinh xa che gió che mưa, để nàng hoàn toàn buông lỏng nam nhân, thực tế quá khó tìm. Nhiều năm như vậy, có lẽ chỉ có tiêu phàm có thể đạt tới dạng này tiêu chuẩn. Nhưng bây giờ, tiêu phàm không tại, ngục giam nặng nề cửa sắt từ từ mở ra, một cái cũng không cường tráng cao lớn bóng người, tại rất nhiều người chen chúc phía dưới, chậm rãi đi đến. Cơ khinh xa bỗng nhiên ngồi dậy, gian phòng của nàng cách ngục giam đại môn gần nhất, ngay lập tức nhìn thấy cái này kỳ thật tính được tương đối thấp bé bóng người, mặc xa hoa áo bảo đen, kim tuyến theo một bên, tại ngục giam dưới ánh đèn, lập lè tỏa sáng. Cái này trang phục, cơ khinh sa gặp qua, ma cưu đại quốc sư, không nghĩ tới đêm hôm khuya khoát, ma cưu đại quốc sư bỗng nhiên tự mình đến nhà tù. Cơ khinh sa hít một hơi thật sâu, một trận rất nhỏ khớp nối bạo liệt chi tiếng vang lên, tay phải tiêm tiêm năm ngón tay, phảng phất đột nhiên dài một chút, màu đỏ sơn móng tay, lộ ra càng thêm tiên diễm chói mắt. Đồng thời, chân khí nội lực lưu truyền toàn thân, nháy mắt đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Thế nhưng là mặt ngoài nhìn lại, nàng chỉ là một cái bất lực mà nhỏ yếu nữ hài, lấy ánh mắt kính sợ khẩn trương bất an nhìn về phía ma cưu đại quốc sư cùng hắn một đại bang tùy tùng. Cơ khinh xa hai mắt, có chút hít mắt một chút. Tại ma cưu đại quốc sư tùy hành nhân viên bên trong, nàng nhìn thấy Y Sun cùng Phạm Anh. Y Sun là ma cưu đại quốc sư thân truyền đệ tử, lại là không cổ phái nói chuyện thường vụ thực tế người chủ trì. Tại loại thời khắc mấu chốt này, Isun đi theo tại ma cưu sau lưng, một chút cũng không để cơ khinh xa cảm thấy ngoài ý muốn. Thật để cơ khinh xa giật mình là, Phạm Anh cũng tại. Căn cứ Phạm Anh miêu tả, trước đó, hắn thật không có vinh hạnh như vậy. Mặc dù hắn là ma cưu đại quốc sư đích truyền đồ tôn, nhưng ngay cả tiếp xúc gần gũi ma cưu đại quốc sư cơ hội đều chưa từng từng có. Tại ma cưu đại quốc sư trong lòng, vị này lạc già thành đại phú hào, người hoa lãnh tụ, cùng không cổ phái mười mấy tên phổ thông hàng đầu sư không có gì khác nhau. Mà bây giờ, Phạm Anh lại đạt được cơ hội như vậy, đi theo tại ma cưu đại quốc sư sau lưng, nửa đêm lại tới đây. Có lẽ bởi vì cái này việc phải làm làm được tốt, Phạm Anh đã được đến ma cưu đại quốc sư phá lệ lọt mắt xanh. Nhưng mà cơ khinh xa trong lòng, lại cực nhanh hiện lên một chút bất an. Chuyện này, có lẽ không là tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Thực tế ma cưu đại quốc sư không phải loại kia có thể tùy tiện che đậy, càng thêm không phải sẽ tùy tiện ngã vào cạm bẫy người. Còn không có cùng cơ khinh xa nghĩ đến 10 điểm sẵn sàng, mà cưu đại quốc sư đã đi tới nàng chỗ tù thất trước đó, sáng ngời có thần hai mắt, thẳng bước mà tới. Cơ khinh xa nhớ kỹ mình thân phận bây giờ, vô ý thức tránh đi ma cưu đại quốc sư ánh mắt. Nàng nhất định phải giả trang ra một bộ tương đối sợ hãi dáng vẻ đến mới được. Có lẽ, ma cưu đại quốc sư là tự mình đến đây nghiệm thu cái này một nhóm lô đỉnh chất lượng đi, đôi này hắn phải chăng có thể thành công luyện thành thiên quỷ hàng cực kỳ trọng yếu? Sự thật chứng minh cơ khinh xa phỏng đoán rất có đạo lý. Ma Cưu Đại Quốc sư chỉ là quét nàng một chút, liền chậm rãi đi hướng dưới một gian tù thất. So ra mà nói, mặt khác bảy tên nam hài nữ hài biểu hiện liền muốn hỏng việc phải nhiều. Tại Ma Cưu ánh mắt phía dưới từng cái dọa đến run lẩy bẩy. Niên kỷ nhỏ nhất tiểu cô nương kia thậm chí dọa đến hoa một tiếng khóc lớn lên. Trong đêm yên tĩnh bén nhọn tiếng khóc nghe phá lệ khiếp người ma cư cười cười cũng không ngăn lại chỉ là hài lòng gật gật đầu lại chậm rãi quay lại đến lần nữa tại cơ khinh xa tù thất trước đó dừng bước người tên là gì lần này ma cưu đại quốc sư vẫn chưa lập tức rời đi ngược lại mỉm cười hướng cơ khinh xa hỏi ngữ khí vô cùng hiền hòa đi theo tại đại quốc sư sau lưng thêm văn y sun bọn người liền liếc nhau một cái đều hơi kinh ngạc bọn hắn đi theo đại quốc sư nhiều năm biết rõ ma cư họ cách cũng không hiền hòa bình dị gần gũi dạng này lời bình cùng đại quốc sư nhưng kéo không lên quan hệ thế nào nhưng lại không biết vì cái gì đột nhiên đối cơ khinh xa khách khí như vậy một cái lô đỉnh mà thôi tức sẽ thành âm quỷ thôn vệ đồ ăn cần thiết biết nàng họ gì tên gì a à? coi như dáng dấp đẹp hơn nữa thì có ý nghĩa gì chứ ta gọi cơ khinh xa cơ khinh xa trong lòng đồng dạng tràn ngập lo nghĩ hay là chi tiết báo cho đại quốc sư tên của mình Ma Cưu nhẹ gật đầu, lập tức quay đầu phân phó nói, mời cơ tiểu thư ra đến nói chuyện. Vâng, phụ trách giám quản bọn họ ngục tốt không rõ ràng cho lắm, lại không chút do dự liền chấp hành đại quốc sư mệnh lệnh. Đối với bọn hắn đến nói, đại quốc sư nói mỗi một câu, đều so tối cao su đăng thánh chỉ còn đều hữu hiệu hơn. Đại quốc sư như là trên trời thần chỉ, là tuyệt đối không thể chịu cự. Nặng nề sát cửa mở ra đến, cơ khinh xa do dự một chút, chậm rãi đi ra ngoài. Rất rõ ràng, tình huống có chút nằm ngoài dữ liệu của nàng. ma cừu đại quốc sư mỗi lần đều không theo quy củ ra bài. Cơ khinh xa chậm rãi đi tới đại quốc sư trước mặt mấy mét bên ngoài, đứng vững bước, vẫn như cũ một mực ghi nhớ mình thời khắc này thân phận, cúi thấp đầu, không dám ngẩng đầu trông đi qua. ma cừu đại quốc sư nhiều hứng thú đánh giá nàng, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt. cờ Cơ tiểu thư, chúng ta rốt cục gặp mặt, người vị bằng hữu kia còn tốt chứ? Chốc lát, đại quốc sư rốt cục mở miệng, hơi cười nói ra đến mỗi một câu, mỗi một chữ, đều như là cuồn cuộn kinh lôi, tại cơ khinh xa trên đầu ầm ầm nghiền ép mà qua. Cơ khinh xa bỗng nhiên ngẩng đầu đến, sắc mặt biến hóa. Theo sát tại đại quốc sư sau lưng y sun cùng ma cưu, càng là mặt như màu đất, riêng phần mình từ đối phương trong mắt đọc được kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Ma cưu đại quốc sư lại vẫn mặt mang mỉm cười, mắt nhìn cơ khinh xa, không chậm không nhanh nói, cơ tiểu thư, không cần kinh ngạc như vậy. Trước mấy thời gian, người bái phỏng qua ta trang viên. Khí tức của ngươi đã sớm lưu lại, ta chỉ là không nghĩ tới, ngươi sẽ lần nữa đến thăm mà lại dùng là phương thức như vậy. Không thể không nói, cơ tiểu thư là người thông minh, lá gan cũng là thật to lớn. Ta ma cưu sống 70 tuổi, thật sự chính là lần đầu nhìn thấy người dạng này gan lớn nữ nhân. Cơ khinh xa không khỏi nở nụ cười khổ, đây thật là nàng không hề nghĩ tới. Nàng chưa từng có khinh thường qua ma cưu, đến đây ma cưu trang viên trước đó, nàng rất tinh tế đã dịch dung, trên phạm vi lớn cải biến dung mạo của mình, đem tuyệt thế dung quang cơ bản che lấp. Vì chính là không quá gây nên người khác chú mục, hiện tại cơ khinh xa, nhìn qua vẻn vẹn chỉ là một vị tướng mạo coi như không tệ, dáng người rất tuyệt cô gái trẻ tuổi mà thôi, cũng không có quá lạ thường địa phương. Sự thật chứng minh, nàng hay là đánh giá thấp hàng đầu thuật thần kỳ, hoặc là nói, nàng đánh giá thấp ma cưu đại quốc sư năng lực. Sự tình qua đi 10 ngày qua, mà cừu đại quốc sư thế mà còn là vừa thấy mặt liền có thể chuyển xác phân biệt ra khí thức của nàng. Theo cơ khinh xa biết, đây cũng là một loại nào đó bản năng của động vật, nhân loại hẳn không có năng lực như vậy. Đương nhiên, hàng đầu thuật cùng cái khác tất cả thuật pháp đồng dạng đều có thể cường hóa nhân loại bản năng, chỉ là cường hóa con đường không giống nhau mà thôi. Cơ tiểu thư, đã ngươi là người thông minh, ta nghĩ ngươi bây giờ hẳn là minh bạch tình cảnh của mình. Ta tin tưởng chúng ta có thể thẳng thắn nói một chút. Ta hy vọng cơ tiểu thư là một vị đáng giá ta tôn kính đối thủ. Nếu như cơ tiểu thư ý đổ phá vây, vậy liền thật không tốt, sẽ phá hư giữa chúng ta loại này không khí. Vậy sẽ không phải ta nguyện ý nhìn thấy tình hình. Ma Cưu Đại Quốc sư không nhanh không chậm nói, ngữ khí chắc chắn vô so, tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Cơ tiểu thư hẳn là minh bạch ở trước mặt ta, người không có bất luận cái gì chạy trốn hoặc là cơ hội phản kháng. đương nhiên, nếu như người vị bằng hữu kia có thể kịp thời đuổi tới tình huống có lẽ sẽ có chỗ khác biệt. Bất quá, nếu như ta không có đoán sai, người vị bằng hữu kia, ứng sẽ không phải lúc này chạy tới, hắn rất có thể sẽ tại ta chính thức bắt đầu tu luyện, thiên quỷ hàng, thời điểm mới hiện thân, thừa dịp ta không chú ý thời điểm, cho ta một kích chí mạng. Là như vậy đi, cơ tiểu thư, thật là rất không tệ kế hoạch, ma cư mỉm cười, dựng thẳng lên một ngón tay, ở trước mặt mình nhẹ nhàng lắc lư hai lần, tựa hồ đối với kế hoạch này, đầy cõi lòng tán thưởng chi ý. Cơ Khinh Sa gắt gao tiếp cận Ma Cưu tấm kia đen nhánh mặt, con người không ngừng co vào. Chỉ bất quá, nàng trong lòng cũng là tựa như gương sáng, biết Ma Cưu thực sự nói thật. Tại trước mắt loại tình hình này phía dưới, vô luận là phá vây hay là phản kháng, nàng đều không có nửa phân cơ hội thành công. Nơi này trừ Ma Cưu, còn có mấy vị giảm nhiều đầu sư, bằng trên người bọn họ phát ra khí tức, Cơ Khinh Sa liền có thể kết luận, bọn hắn tại hàng đầu thuật bên trên Tu Vi, tuyệt đối không tại Isun phía dưới. A. À, đúng, quên thỉnh giáo, người vị bằng hữu kia họ gì đại danh. Tiêu phàm, cơ khinh xa rất đơn giản đáp, vấn đề như vậy, không cần thiết đối ma cưu giấu giếm. Nguyên lai là tiêu tiên sinh, thật sự là rất hy vọng có thể mau chóng cùng tiêu phàm tiên sinh gặp mặt, đối một khắc này, ta rất chờ mong. Ma cưu đại quốc sư thái độ, càng thêm yêu nhã, nhìn không ra có bất kỳ không vui cùng sinh khí biểu thị. Trường 522, Lôi Đình Thủ Đoạn Mời Đại Quốc Sư yên tâm, hắn nhất định sẽ tới. Nhưng là, chỉ sợ đối đại quốc sư đến nói, kia cũng không phải là rất làm người tâm thần thanh thản gặp mặt. Cơ khinh xa đã hoàn toàn lạnh yên tĩnh, lạnh nhạt đáp. Ma cưu đại quốc sư mỉm cười, nói cơ tiểu thư, ta có thể dự cảm đến, ta cùng tiêu tiên sinh ở giữa gặp mặt là không cách nào tránh khỏi. Mặc kệ người tin hay không, đây là một loại số mệnh. Ta tin, cơ khinh xa không chút do dự nói. Bất quá, đại quốc sư số mệnh là chúng ta hoa hạ thuật pháp giới thuyết pháp ta thật không biết đại quốc sư cũng tin tưởng cái này ma cưu đại quốc sư nói cơ tiểu thư khắp thiên hạ thuật pháp đến cao thâm nhất cảnh giới kỳ thật đạo lý đều là tương thông đối điểm này cơ khinh xa hoàn toàn đồng ý tiêu phàm liền đã từng nói đại đạo tri cực vạn pháp đều thông xem ra đến bọn hắn dạng này cấp độ đối rất nhiều vấn đề nhận biết đều có thể trực tiếp xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất cơ tiểu thư người biết ta đối tiêu tiên sinh rất hiếu kỳ hy vọng người có thể trợ giúp ta để cao đối tiêu tiên sinh nhận biết chắc hẳn cơ tiểu thư sẽ không cự tuyệt a à. ma cưu lại tao nhã lễ phép nói cơ khinh sa cười cười lạnh nhạt nói đại quốc sư bởi vì ta là nữ lưu hạng người người liền xem thường ta a à. ma cưu liền vội vàng lắc đầu vừa cười vừa nói không không cơ tiểu thư hiểu lầm muốn để người nói thật ra chúng ta hàng đầu sư có rất rất nhiều loại thủ pháp tin tưởng trên thế giới này không có người so với chúng ta càng sẽ tra hỏi chỉ bất quá cơ tiểu thư là quý khách ta không hy vọng thanh những thủ pháp này dùng đến cơ tiểu thư trên thân đối với cơ tiểu thư dạng này xinh đẹp nữ hài tử đến nói làm như vậy không khỏi quá mạo phạm nhưng cơ tiểu thư hẳn phải biết tu luyện thiên quỷ hàng đối với ta mà nói cực kỳ trọng yếu không cho phép bất luận kẻ nào phá hư cho dù là tiêu tiên sinh cao nhân như vậy cũng tuyệt đối không thể lấy cho nên nếu như cơ tiểu thư nhất định không chịu phối hợp sẽ để cho ta rất khó làm cơ tiểu thư là nữ trung hào kiệt tin tưởng sẽ không làm loại này phá hư phong cảnh sự tình cơ khinh sa nhíu nhíu mày lại nói nếu như ta không phối hợp đại quốc sư liền sẽ giết ta a ma cư cười lên ha hả lắc đầu liên tục nói cơ tiểu thư hiểu lầm chúng ta hàng đầu thuật bên trong có càng nhiều thủ pháp có thể để người sống không bằng chết giết người thực tế là rất tầm thường bất quá Vô luận như thế nào, ta vẫn còn muốn trước cảm tạ cơ tiểu thư, vì ta thanh lý trong môn phản đồ. Ma Cưu ngữ điệu vẫn không chậm không nhanh, trong thanh âm lại lấy lộ ra nhẹ nhẹ hàn ý. Phù phù một tiếng, Y Sun bỗng nhiên quỳ xuống, hướng phía Ma Cưu đập phía dưới đi, kêu lên: sư phụ, là ta sai, ta mười phần sai, mời sư phụ bỏ qua cho ta lần này. Thanh âm không thể ắt chế run dày lên. Đúng lúc này, Phạm Anh kêu to một tiếng, dưới chân một sai thân thể nhanh như thiểm điện hướng về cổng vọt tới. Đối mặt đồng dạng quấn bách muôn dạng tình hình, Sư Đồ hai người phương thức xử trí hoàn toàn không giống. Nhiều năm Sư Đồ cùng thượng hạ cấp quan hệ, chú định Y Sun tại ma cưu trước mặt không dám hưng khởi bất luận cái gì ý phản kháng. Trừ cầu xin tha thứ, hắn không có lựa chọn nào khác. Phạm Anh không giống, Phạm Anh chưa hề chân chính kính phục qua ai. Đối Y Sun, hắn là lợi dụng, đối tiêu phàm, hắn là sợ hãi, đối ma cưu, đồng dạng là sợ hãi. Một khi tình huống không ổn, bất kỳ người nào cũng không thể để Phạm Anh khoanh tay chịu chết. Trong lòng của hắn rõ ràng, Ma Cư không phải Tiêu Phàm, tuyệt không có như thế người nhân tâm địa. Một vị suốt đời tôn kính cường giả Vi Tôn Luật rừng giảm nhiều đầu sư, giết người vô số, như thế nào lại tha thứ phản bội môn đồ của mình? Nhất là hắn Phạm Anh, chỉ là giữa đường xuất gia. Trước đó, Phạm Anh thậm chí đều chưa thấy qua Ma Cư mấy lần. lẫn nhau ở giữa hoàn toàn chưa nói tới có bất kỳ sư môn tình nghĩa ma cư một tiếng lạnh hừ nhưng lại chưa xuất thủ ngăn cản phạm anh nơi này không chỉ một mình hắn phạm anh dạng này hậu bối còn không có tư cách để hắn thân tự xuất thủ quả nhiên không đợi ma cư phân phó thêm văn cùng một tên khác giảm nhiều đầu sư cổ tay khẽ đảo lộ ra pháp khí dưới chân phát lực liền hướng phạm anh đuổi theo này trong thân thể âm bộc có chút dị thường khả năng bị người từng dở trò ma cư lạnh lùng nói chỉ phải nhắc nhở một câu như vậy, thêm văn bọn hắn tự nhiên biết muốn làm như thế nào để phòng. Cứ như vậy chậm phải dừng một chút, Phạm Anh đã đuổi tới cạnh cửa. Biến khởi vội vàng, mấy tên phổ thông nhà giam thủ vệ mới vừa tới được đến móc ra tay súng, chưa đánh mở an toàn, chỉ thấy trước mắt hàn quang lóe lên, ba bốn tên thủ vệ đồng thời nắm chặt cổ, ngã xuống đất. Cổ của bọn hắn ở giữa, đều không ngoại lệ cắm một viên lập lè tỏa sáng đuôi én tiêu, ân máu đỏ tươi, do gì chảy xuôi mà ra sống chết trước mắt phạm anh xuất thủ không dung tình chút nào những này phổ thông thủ vệ nơi nào là long môn phái dòng chính truyền nhân đối thủ giết chết mấy tên thủ vệ bóng người lại lóe lên phạm anh đã chạy ra nhà giam xông vào ngoài cửa thanh đạm trong bóng đêm chạy đi đâu thêm văn cùng một tên khác giảm nhiều đầu sư nghiêm nghị hét to chân trước cùng chân sau truy đi ra cửa muốn chết không muốn sống ma cưu nhàn nhạt phân phó một câu bởi vậy có thể thấy được đại quốc sư đối vị này trong môn phản đồ hận ý sâu bao nhiêu. Càng là quyền cao chức trọng, càng là cường thế vô so người, thì càng khó mà khoan dung môn nhân đệ tử phản bội mình. Đối với bọn hắn đến nói, cái này không chỉ là thất bại, quả thực chính là sỉ nhục. Một cái sẽ bị thân tín tâm phúc phản bội lãnh tụ, chứng minh năng lực phương diện hoặc là nhân cách mị lực phương diện tồn tại thiếu hụt. Cái này vừa vặn là đại nhân vật không nguyện ý nhất thừa nhận. Cơ khinh xa thân thể mềm mại nhẹ nhàng chấn động, Ma Cừu bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cơ khinh xa, mặt trong nháy mắt lại hiện lên mỉm cười, nói cơ tiểu thư hiểu cho chúng ta rơi giả người ngôn ngữ. Vừa rồi hắn câu kia phân phó, chính là dùng rơi giả ngữ nói, rất rõ ràng, cơ khinh xa nghe hiểu được. Đúng vậy, Đại Quốc Sư, ta tại Lạc Già Thành Hoa Nhân Đại học học qua hơn 3 năm. Ma Cừu bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Xem ra cơ tiểu thư đối bộ tộc của chúng ta rất quen thuộc A, khó trách có can đảm xâm nhập ta trang viên. Cơ tiểu thư, ta có chút hiếu kỳ, các ngươi là như thế nào tính toán Isun. Nghe xong lời này, không cùng cơ khinh xa trả lời, Isun lại lần nữa dập đầu, cái chán trùm điệp cúi tại nền đá trên bảng, rát băng rung động, ngẩng đầu lên thời điểm, Isun cái chán đã tím xanh một mảnh, cao cao phồng lên. Sư phụ minh giám, ta thật sự là bị buộc. Một câu nói còn chưa dứt lời, mà cừu bỗng nhiên về sau một phất ống tay áo, Isun giải thích im bặt mà dừng, hai tay dùng sức che cổ của mình há to miệng, liều mạng muốn hấp khí, lại tựa hồ như 10 điểm làm khó, đen nhánh gương mặt trong nháy mắt liền nghẹn thành màu xanh tím. Đối y sun quấn bách tình cảnh, cơ khinh xa không có chút nào đồng tình chi ý, cười cười, nói, đại quốc sư, ngài vị này môn sinh đắc ý, kỳ thật cũng không thông minh, rất dễ dàng dễ tin. Phạm Anh cho hắn một điểm chỗ tốt, hắn liền quên thân phận của mình, cam tâm tình nguyện cung cấp Phạm Anh thúc đẩy. Phạm Anh vô luận nói cái gì, hắn đều tin tưởng không nghi ngờ. Dạng này trí thông minh, muốn đối phó hắn rất dễ dàng. Không nói gạt ngươi, đại quốc sư, chính ngài mặc dù thần công cái thế, không đâu địch nổi, nhưng dạy đồ đệ trình độ thật không dám lấy lòng. Lệnh cao túc nếu là có người một nửa, không, có người một bản sự, chúng ta chưa hẳn có thể dễ dàng như vậy liền giữ hắn lại tới. Ta liền biết là Phạm Anh dở cho quỷ, cơ tiểu thư, các người người Hoa thật sự là rất giảo hoạt A. À. Qua nhiều năm như vậy, khi dễ nô dịch chúng ta bản thổ chủng tộc còn chưa đủ ngay cả tiêu tiên sinh đều không xa nhìn dặm đuổi tới nơi này, cùng ta đối nghịch. Cơ tiểu thư, nói thật cho ngươi biết, ta rất tức giận. Ma cư nghiêm mặt nói, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, ống tay áo lại là về sau phất một cái. Y sun như được đại xá, buông ra che cái cổ hai tay, miệng há lớn, giống rời đi mặt nước cá đồng giặc, liều mạng hấp khí, trên mặt thanh tử chi sắc dần dần rút đi, lập tức kêu to lên, sư phụ, sư phụ, ngài nói đến quá đúng, Bọn hắn những người hoa này thực tế giảo hoạt. Phạm Anh tên hỗn đàn kia, ta đối hắn như vậy tốt, hắn lại phản bội ta, phản bội chúng ta, không cổ phái, thực tế là tội đáng chết vạn lần. Sư phụ, sư phụ, bọn hắn còn tại trên người ta hạ độc, bức ta phản bội ngài. Mời sư phụ nhất định phải mau cứu ta, ta, ta hận chết bọn hắn. Cái này ngay miệng, muôn vàn sai lầm mọi loại tội ác, tự nhiên tất cả đều muốn trách tại Phạm Anh trên đầu về phần tiêu phàm dưới ở trên người hắn đến cùng là độc dược hay là cấm chế, trong lúc này, nơi nào phân biệt phải rõ ràng như vậy, tóm lại đều là có thể muốn mạng đồ vật. ma cư mắt cũng không nhìn thẳng hắn một chút, cho phép hắn ở nơi đó không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. liền ở thời điểm này, truyền tới từ xa xa một tiếng thê lương vô so rú thảm Chính là Phạm Anh Thanh Âm, nó thê lương ý tuyệt vọng, khiến cơ khinh xa đều không chịu được âm thầm dùng mình một cái. Sau một lát, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rồn dập, thêm văn cùng một tên khác giảm nhiều đầu sư bước nhanh chạy về nhà giam, thêm văn tay một dương, xoạch một tiếng, một viên đẫm máu hình cầu tròn đồ vật trùng điệp ngã tại nền đá trên bảng. Nhìn kỹ lại, chính là Phạm Anh Đầu, hai cái này dã man người thổ dân, vậy mà xinh xinh đem Phạm Anh Đầu lâu cắt xuống. Bất quá loại phương thức này, có thể nhất chứng minh bọn hắn đã triệt để chấp hành ma cưu mệnh lệnh. Nhìn qua Phạm Anh đẫm máu thủ cấp, cơ khinh xa trong lòng cũng có chút cảm khái đối với tiêu phàm đáp ứng ban đầu tha phạm anh bất tử còn đáp ứng sau khi chuyện thành công phân cho hắn phạm ra một gia sản cơ khinh xa hơi có chút xem thường làm cửa sắt thành phố thế giới ngầm trung cực trọng tài cơ khinh xa nhận là tất cả đều muốn dựa theo quy củ làm việc phạm anh dạng này người đáng chết thế nhưng là cơ khinh xa cũng không nghĩ tới phạm anh vậy mà chết được thảm như vậy đầu một nơi thân một nẻo so ra mà nói kiểu chết này có chút quá thảm liệt ma cư hài lòng gật gật đầu khen ngợi nói, thêm văn, làm tốt lắm. Thêm văn lập tức kho mình hành lễ, cao giọng nói, đa tạ đại quốc sư khích lệ. Những người hoa này quỷ kế đa đoan, đối bọn hắn nên không chút khách khí. Ha ha, nói rất có đạo lý. Ma cưu cười ha hả, lại nhìn phía cơ khinh xa, sắc bén vô so ánh mắt, trên dưới liếc nhìn cơ khinh xa toàn thân. Cơ tiểu thư, bằng hữu của ngươi đã một mệnh ô hô. Như vậy ngươi có muốn biết hay không, ta chuẩn bị xử trí như thế nào ngươi đây? cơ khinh sa lãnh đạm nói đại quốc sư người lầm phạm anh không là bằng hữu của ta coi như người hôm nay không giết hắn có cơ hội ta cũng sẽ giết hắn tốt a à, cái kia cũng tùy ngươi cơ tiểu thư ngươi không cần phải lo lắng ta hiện tại không sẽ giết ngươi đối với ta mà nói ngươi còn có cảng trọng yếu hơn công dụng ngươi là dẫn dụ tiêu tiên sinh mắc lừa tốt nhất mồi nhử giống ngươi như thế xinh đẹp nữ hài tử ta tin tưởng bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi đi chết Hắn nhất định sẽ dốc hết toàn lực đuổi tới cứu ngươi Ta sẽ chờ lấy tiêu tiên sinh chạy tới Để ngươi nhìn xem như thế nào hắn rơi vào ta thiết kế trong bẫy Các ngươi người Hoa không phải rất thích dụng kế A Lần này ta rất muốn cho các ngươi nếm thử chúng kế tư vị Sau đó ở ngay trước mặt hắn Để người hầu của ta đem linh hồn của ngươi một chút xíu thôn vệ hết Cuối cùng biến thành thân thể ta một bộ phân Cơ tiểu thư xin ngươi tin tưởng Ta nhất định sẽ nói đến làm được Quyết không nuốt lời nói, ma cưu lần nữa ngửa đầu cười ha hả Trong đêm yên tĩnh, tiếng cười xa xa truyền ra, tựa như cú vọ cuồng minh, nghe vào người trong lỗ tai, khó chịu không nói ra được. chương 523, Đại quốc sư cảm bẫy. Liệt nói giữa trời, giáp lục đảo tháng 8, khốc nhiệt khó nhịn, ma cưu trang viên nội thành nghị sự đường lại một mảnh mát mẻ. Không phải là bởi vì trang viên chỗ sâu trong rừng mưa, mà là bởi vì, nghị sự đường trang công suất lớn điều hòa không khí lâu dài ở lại trong hoàng cung, mà cưu đại quốc sư cũng không bài xích hiện đại hóa khoa học kỹ thuật sản phẩm. ma cưu trang viên nhìn qua cổ lão, trên thực tế hiện đại hóa trình độ cũng không thấp. ma cưu vẫn như cố thân mang tơ vàng thêu bên cạnh hoa lệ truyền thống phục sức, dưới hàm ngắn dâu tu bổ đến mức rất chỉnh tề, cả người lộ ra cực kỳ tinh thần phấn chấn. Trải qua mấy ngày tính dưỡng điều tức, đại quốc sư trước mắt thể xác tinh thần đều ở vào trạng thái đỉnh cao nhất. Nhận đại quốc sư ảnh hưởng, toàn bộ nghị sự đường bầu không khí đều lộ ra 10 điểm ngang dương. Đang ngồi giảm nhiều đầu sư nhóm, từng cái thần thái sáng láng, duy trì tràn đầy đấu trí. Isun cùng cơ khinh xa tự nhiên là ngoại lệ. Trước kia tại cái này nghị sự đường, Isun mỗi lần đều là ngồi tại chủ tịch tay trái vị trí thứ nhất, phi thường dễ thấy bắt mắt. Mà cư ở tại Hoàng cung những năm kia, đa số thời điểm tổ chức nghị sự sẽ, chủ chỗ vị trí đều là trống không, Isun là trên thực tế chủ tịch. Lần này, Isun ngồi tại nhất dựa vào sau vị trí, địa vị thậm chí còn không bằng cơ khinh xa. Sắc mặt hôi bại, cúi thấp đầu, không dám nhìn hướng trong nghị sự đại sảnh bất cứ người nào. Isun rất rõ ràng, hắn hết thảy đều đã xong, phải chăng có thể bảo trụ tính mệnh, còn phải xem thiên ý như thế nào. Về phần cái khác, tốt nhất đừng nghĩ, đồ gây thương tâm mà thôi. Đây là một loại cực kỳ kỳ lạ tình hình, toàn bộ nghị sự đường, đều đều là dáng người thấp nhỏ, khuôn mặt đen nhánh bản địa thổ dân nam nhân, cơ khinh xa như thế một cái mỹ lệ xuất chúng, dáng người vũ nghị xinh đẹp, làn da trắng nõn trơn mềm người hoa nữ tử, hỗn ở trong đó, muốn bao nhiêu không đáp liền không có nhiều dựng. Quả thực chính là dở dở ương ương, nhưng ma cưu đại quốc sư phân phó như vậy, ai dám hỏi nhiều. Đừng nhìn đại quốc sư khí sắc rất tốt, tựa hồ tâm tình cũng không tồi, thế nhưng là ai đều hiểu, bị người mà mình tín nhiệm nhất phản bội, là cái tư vị gì. Cái này ngay miệng đi chọc giận đại quốc sư, thực tế là tìm đường chết tiết tấu. Thêm văn, chuẩn bị phải thế nào rồi? Mà cưu đại quốc sư quay đầu nhìn về phía ngồi tại tay trái vị trí thứ nhất thêm văn giảm nhiều đầu sư, sắc mặt hiền hòa, thanh âm thân thiết. Từ vị trí này an bài bên trên, tựa hồ có thể nhìn ra được mà cưu đại quốc sư đã quyết ý để thêm văn tiếp nhận Isun tại hắn về sau đảm nhiệm không cổ phái đại tư tế chi vị. Nguyên bản trừ Isun, mà cưu còn có thân truyền đệ tử nhưng mà cơ an ni cùng gia ninh chừng hai vị này hàng đầu thuật không tại y sun phía dưới thân truyền đệ tử phía trước chút thời gian bản thân bị trọng thương trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào phục hồi như cũ đại quốc sư tu luyện thiên quỷ hàng lại lửa xém lông mày trong lúc này chỉ có thể lựa chọn tiến nhiệm thêm văn những này hòa nói tương đối xa lánh bản phái nhân vật trọng yếu không có có chỗ tốt nhất định thêm văn nhưng chưa chắc sẽ toàn tâm toàn ý vì đại quốc sư hiệu mệnh quan trọng trước mắt chỉ cần hắn hơi một lười biếng chính là đại phiền toái. Dưới mắt, không có so đại tư tế chi vị càng khả năng hấp dẫn thêm văn. Nghe ma cưu xin hỏi, thêm văn lập tức kho người một chút, kính cần nói, báo cáo sư thúc, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Đại trận này, từ ta tự mình chủ trì, hết thảy 21 tên đệ tử tham dự. Chủ trì trận nhãn ba người, đều là giảm nhiều đầu sư. Còn có sư thúc tự mình xúc dưỡng hai con linh sủng, cũng tham dự trong đó. Người hoa kia không đến thì đã, chỉ cần hắn dám đến, tuyệt đối là từ ném la, một con đường chết. Nói đến đây, thêm văn ngữ khí trở nên mãnh liệt, con mắt sư quang quét trách đối diện cơ khinh xa một chút, có chút ngạo khí. Mà cừu đưa tay vuốt vuốt hoa dâm ngắn dâu, trầm giọng nói, thêm văn, không thể khinh thường. Theo cơ tiểu thư nói, tiêu tiên sinh là châu Á mạnh nhất thuật pháp cao thủ, chỉ ít cũng là một trong. Đối phó dạng này đại cao thủ, chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận, thanh sự tình nghĩ đến càng toàn diện một chút, Tận khả năng không nên để lại dưới cho dù là một tơ một hào lỗ thủng. Thêm Văn cao giọng nói, "Mời sư thúc yên tâm, nếu như vậy, châu á thuật pháp cũng không so với chúng ta Nam Dương hàng đầu thuật cao minh hơn. Nếu như bố trí như thế, còn đối phó không được một mình hắn, khỏi phải sư thúc trừng phạt, ta tự sát tạ tội." Vị này thêm Văn giảm nhiều đầu sư là Lâm thời rơi vào ma cưu trang viên, Tiêu Phàm xâm nhập trang viên đêm hôm ấy, thêm Văn không tại, không có thấy tận mắt biết qua Tiêu Phàm thủ đoạn đối vị này người hoa đại thuật sư không có chút nào nhận biết cũng liền càng thêm chưa nói tới e ngại sợ hãi thân là giảm nhiều đầu sư thêm văn cả đời này cơ bản không có thất bại qua cơ hồ tính được là bách chiến bách thắng loại này trong thực chiến được đến siêu cường lòng tự tin tuyệt không phải cơ khinh xa mấy câu liền có thể hù sợ ma cưu lúc này mới hài lòng gật gật đầu vừa cười vừa nói tốt rất tốt chỉ cần ngươi cầm xuống người hoa này đại tư tế chi vị chính là của ngươi cứ việc thêm văn đoán được ma cư có ý tứ này, nhưng ma cư chưa hề chính miệng nói qua. Lần này, trước mặt mọi người chính miệng hứa hẹn, thêm văn không khỏi đại hỉ, lập tức đứng dậy, cung cung kính kính cho ma cư bái, cung kính thanh âm, tả tạ sư thúc ta nhất định dốc hết toàn lực. Tốt, tốt, ma cư liên tục gật đầu, tiếu dung chân thành, y sun mặt xám như cho. Sư phụ ở ngay trước mặt hắn, đem đại tư tế chi vị hứa cho thêm văn, có thể thấy được tại sư phụ trong suy nghĩ hắn coi như không phải cái người chết, cũng kém không nhiều. Cơ tiểu thư, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này thêm văn, là sư điệt của ta, cũng là chúng ta, không cổ phái, kiệt xuất nhất giảm nhiều đầu sư. Tại ta về sau, hắn chính là, không cổ phái, đứng đầu một phái. Ma cưu lập tức nhìn về phía cơ khinh xa, khẽ cười nói. Sư thúc quá khen, thêm văn vội vàng lại khom người một chút, trên mặt ngạo nghệ thần sắc lại là càng thêm rõ ràng. Cơ khinh xa lạnh nhạt nói, thêm văn giảm nhiều đầu sư, hạnh ngộ. Thêm văn cười lạnh một tiếng, ngóc lên đầu, không thèm để ý. Hắn rất rõ ràng, mà cừu sở dĩ đối cơ khinh xa khách khí như vậy, kỳ thật chính là điển hình mèo bắt con chuột trò chơi. Tại ma cừu nội tâm, đã sớm hận thấu những này cùng hắn đối nghịch người Hoa. Cần biết tiêu phàm lần trước xâm nhập ma cừu trang viên, trọng thương 12 âm quỷ, làm cho ma cừu tu luyện thiên quỷ hàng phong hiểm gia tăng nhiều. Ma cừu trong lòng, Hận không thể ăn thịt hắn ngủ nó ra. Ma Cưu là cố ý để cơ khinh xa nghe tới bọn hắn bố trí, để trong lòng nàng không nhịn được vì tiêu phàm lo lắng, thuộc nhiều rất nhiều dày vò. Địch nhân càng là thống khổ, Ma Cưu thì càng cao hứng. Nói cách khác, cơ khinh xa hiện tại bất quá là cái lấy lòng Ma Cưu đạo cụ mà thôi. Đối dạng này một cái hẳn phải chết không nghi ngờ đạo cụ, thêm văn nhưng không có tâm tình cùng nàng hàn huyên khách khí. Lại nói, ở đây, Ma Cưu mới là vĩnh viễn nhân vật chính dù nhưng đã trước mặt mọi người đem đại tư tế chi vị hứa cho mình, thêm văn cũng hiểu được, mình hay là vai phụ. Vô luận lúc nào, vai phụ đều không nên đi đoạt nhân vật chính danh tiếng. Không phải, dạng này vai phụ sớm muộn sẽ bị nhân vật chính ghen ghét. Đối thêm văn cái này biểu hiện, mà cư hết sức hài lòng, mỉm cười đối cơ khinh xa nói, cơ tiểu thư, thêm văn đã bày ra một cái rất lớn cạm bẫy, liền đợi đến tiêu tiên sinh chui vào. Người cảm thấy, một khi rơi vào cái bẫy này, tiêu tiên sinh có mấy phân hy vọng còn sống. Cơ khinh sa liền cười, tiếu dung vũ mị mà sán lạn, mắt nhìn ma cưu, ung dung nói, đại quốc sư, người hỏi sai. Người hẳn là hỏi, tiêu phàm sau khi đến, thêm văn bọn hắn có thể còn sống sót mấy người. Thêm văn sắc mặt lập tức trầm xuống, hướng cơ khinh sa trợn mắt nhìn. Cơ khinh sa không chút nào để ý thêm văn làm dáng, tiếp tục vừa cười vừa nói, thêm văn đại sư, người hẳn là may mắn, tiêu phàm là một vị người nhân từ chỉ muốn các người bất quá phân chọc giận hắn, tin tưởng hắn sẽ lưu lại các người một cái mạng. Đương nhiên, nếu như muốn 100% bảo trụ tính mệnh, biện pháp tốt nhất chính là, tại hắn đến trước khi đến, tranh thủ thời gian chạy. Chạy càng xa càng tốt, tốt nhất ngay cả đầu đều không cần về. Không phải, người thật sẽ hối hận, cơ khinh xa ngữ khí, càng thêm thư giãn thích ý, thật giống như đang kể lấy một sự thật, như vậy đương nhiên. Im miệng, thêm văn giận dữ, đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lửa giận bùng cháy mạnh, tay phải vừa nhấc, liền muốn đối cơ khinh xa xuất thủ. Ma cưu đại quốc sư cười lên ha hả, giờ tay phải lên, nhẹ nhàng hướng xuống đẻ ép, thêm văn chỉ cảm thấy một cỗ to lớn cự lực mãnh liệt mà tới, ngay cả nửa điểm kháng cự chi lực đều không có, liền theo cái này cỗ cự lực bỗng nhiên ngồi xuống, không khỏi hãi nhiên biến sắc. Trên thực tế, thêm văn chưa hề chân chính lĩnh giáo qua đại quốc sư thủ đoạn. Hắn vẫn chỉ là một vị mười mấy tuổi ngây thơ thiếu niên thời điểm, ma cưu chính là rơi giả nhân bộ rơi đại tư tế, một bộ tộc chi chủ. Thêm văn vừa vừa bước vào hàng đầu giới bắt đầu học tập hàng đầu thuật, ma cưu cũng đã là uy chấn đan man cả nước đại quốc sư, thêm văn mãi mãi cũng chỉ có thể ngước đầu nhìn lên cao cao tại thượng thứ nhất hàng đầu sư. Cùng ma cưu giao thủ loại chuyện này, kia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho nên, thêm văn cùng không cổ phái cái khác rất nhiều hàng đầu sư đồng dạng, đối ma cưu chỉ là sùng bái mù quáng cùng kính sợ, cho tới bây giờ cũng không biết, đại quốc sư thủ đoạn đến cùng cao minh đến loại tình trạng nào lần này thêm văn xem như lĩnh giáo qua thâm bất khả chắc dù coi như thêm văn đối với mình tự tin đi nữa cũng nháy mắt liền hiểu được tại ma cưu đại quốc sư trước mặt mình non nớt như hài đồng căn bản lại không thể có bất luận cái gì dị tâm nếu không đại quốc sư lấy mình tính mệnh dễ như trở bàn tay cơ tiểu thư ngươi là một cái rất đáng gờm nữ nhân hiểu được như thế nào đánh tâm lý chiến tốt phi thường tốt ma cư khoát tay ngừng lại thêm văn mỉm cười đối cơ khinh xa nói giống như ngươi trí dũng song toàn nữ nhân dáng dấp còn xinh đẹp như vậy ta cả đời này đều rất ít gặp qua nói thật với ngươi liền xem như chúng ta vương hậu cùng mấy vị công chúa ta nhìn cùng cơ tiểu thư so ra đều tranh lệch rất xa đáng tiếc a à, ta âm nữ số lượng vừa vặn không có hơn một cái ra bằng không ta còn thực sự không muốn thương tổn ngươi nói mà cư lắc đầu tựa hồ thật thực vì cơ khinh xa tiếc hận ta nếu là trẻ tuổi 30 tuổi, có lẽ ta sẽ lấy ngươi. Mà cừu đại quốc sư câu này lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người mở to hai mắt. Không biết là ra tại nguyên nhân gì, đại quốc sư cả đời chưa lập gia đình. Tất cả mọi người suy đoán là đại quốc sư Thái say mê tại hàng đầu thuật nghiên cứu, bởi vậy vô ý tổ kiến gia đình, dưỡng dục con cái hậu đại. Hiện tại, thế mà ngay trước đoàn người mặt nói lời như vậy, có thể thấy được hắn đối cơ khinh xa thưởng thức, ra sao cùng chi rất tạ ơn đại quốc sư, đây là ta trong mấy ngày qua đến nghe được nhất làm cho người vui vẻ một câu. Cơ khinh xa doanh doanh cười một tiếng, tự nhiên hào phóng nói, không gặp mảy may vẻ sợ hãi. chương 524, Xích Viêm Thảo Thành Thục Bóng đêm u ám, nguyệt nha như đao, ma cưu trang viên nội thành, mê cung thạch trận, thánh tuyển trên không không giờ khác nào không tại âm vụ, phai mờ rất nhiều, cơ hồ hoàn toàn không gặp tung tích, ngẫu nhiên có thể thấy được từng sợi hắc vụ, tại không trung phiêu dương mà qua. Loại kia thấu xương kỳ hàn, cũng cơ bản tiêu tán. Chỉ có từng tia từng tia mát mẻ chi ý, tựa hồ thánh tuyển địa mạch âm khí, đã bị hao tổn phải sạch sẽ, thánh tuyển mặt ngoài gợn nước chấp động, sóng nước lấp loáng, lại không là một mảnh đen kịt, như là một khối tấm sắt dáng vẻ, nhìn qua cùng phổ thông nước suối không khác. Thánh tuyển chính giữa, ba tên lục sắc phiến lá thành xếp theo hình tam giác sắp xếp, bất quá đã từ xanh biếc biến thành màu xanh nhạt, không bằng lúc trước như vậy kiều diễm ướt át, tràn đầy linh khí càng là biến mất hầu như không còn, cùng phổ thông lá sen không khác nhiều. Trên phiến lá phương, một đóa chén trà lớn nhỏ hoa hồng, nộ phóng nở rộ, tại trong gió đêm rung động nhẹ nhẹ, thanh hương xông vào mũi. Cánh hoa như là hồng bảo thạch, thành hơi mờ trạng thái, cả đóa hoa hồng mặt ngoài, tựa hồ cũng bị một loại mờ mịt tử khí bao khỏa, lóng lánh mê ly quang trạch. Chân chính làm người ta chú ý nhất, hay là hoa hồng bên trong ẩn chứa kinh người sinh cơ, sung mãn thiên địa linh khí, như có lẽ đã che đậy không ngừng, một tia từng sợi chảy ra ngoài chảy xuống, sinh mệnh khí tức tràn đầy như biển. Liền xem như không có bất kỳ cái gì kiến thức trong núi dã nhân, gặp một lần đóa này hoa hồng, trong đầu cũng lập tức liền sẽ rõ ràng đóa hoa này đã hoàn toàn nở rộ, hoàn toàn chín muồi. Xích viêm thảo đã đến nhất viên mãn cảnh giới, thậm chí, thánh tuyển địa mạch âm khí đều đã bị thành thục xích viêm thảo hấp thu phải sạch sẽ, mà cừu đại quốc sư người mặc kim tuyến theo bên cạnh lộng lẫy áo bảo đen, hai tay chắp sau lưng đứng tại thánh tuyển một bên, nhìn về phía thánh tuyển chính giữa xích viêm thảo, ánh mắt nóng bỏng vô so, thật giống như tình yêu cuồng nhiệt bên trong thiếu niên, đang chăm chú nhìn mình tình nhân, hàm tình mạch mạch, nhưng lại khó mà tận che đậy trong lòng trần trụi chi hỏa. 30 năm, hắn cùng cái này gốc xích viêm thảo 30 năm, rốt cục thành thục, mà hắn tỉ mỉ chuẩn bị 10 năm hết thảy, hôm nay cũng rốt cục có thể phát huy được tác dụng, Thạch trận bên ngoài, đứng hai tên cùng ma cưu đồng dạng người mặc truyền thống phục sức thổ dân nam tử, thần thái kính cẩn, khí độ nghiêm nhiên, từ khí tức trên thân có thể phán đoán được đi ra, đây là hai tên công lực thâm hậu giảm nhiều đầu sư. 12 cây cột đá chi bên cạnh, chỉnh tề đứng 12 tên tương đối so sánh trẻ tuổi hàng đầu sư, đều đều là ma cưu đồ tôn bối. Cái này tuổi trẻ hàng đầu sư, trong tay nắm thật chặt các loại hình dạng quái dị pháp khí, thần sắc nghiêm túc, xen lẫn khó mà ngăn chặn khẩn trương chi ý, đại quốc sư tu luyện thiên quỷ hàng thời điểm, bọn hắn phụ trách thôi động thạch trận, phối hợp đại quốc sư. Đây là một cái cực kỳ gian khổ nhiệm vụ, một nước vô ý, liền sẽ ủ thành đại hỏa. Suốt cục, một ngực nhìn chăm chú lên xích viêm thảo ma cưu đại quốc sư, chậm rãi xoay người lại, mắt nhìn kính cẩn đứng ở thạch trận bên ngoài hai tên giảm nhiều đầu sư, trầm giọng phân phó nói, bắt đầu đi. Vâng, hai tên giảm nhiều đầu sư cùng kêu lên đáp ứng, nửa chữ cũng không nhiều nói, xoay người rời đi bất quá sau một lát, một cỗ sát khí phóng lên tận trời, toàn bộ ma cưu trang viên nháy mắt liền bị cái này nồng đậm sát khí bao phủ trong đó. Loại tình hình này trước nay chưa từng có, không thể nghi ngờ là một loại nào đó cường đại pháp trận cấm chế bị khởi động. Phân phó xong hai vị giảm nhiều đầu sư, ma cưu lại xoay người sang chỗ khác, không nói một lời. Ước chừng 30 phút sau quá khứ, thạch trận bên ngoài vang lên ồn ào tiếng bước chân, một cái thật dài đội ngũ nối đuôi nhau mà vào. Một tên giảm nhiều đầu sư đi ở phía trước, theo sát phía sau, chính là cơ khinh xa. Cơ khinh xa sau lưng, đi theo một tên súng ống đầy đủ thổ dân thủ vệ, ánh mắt sáng ngời, gắt gao tiếp cận nàng, sợ nàng có cái gì dị động. Cái khác dương nam âm nữ, cũng là đồng dạng đãi ngộ, mỗi người sau lưng đều đi theo cầm súng thủ vệ, nghiêm mật giám thị. Những này thuần dương nam hài cùng thuần âm nữ hài, tựa hồ nhận một loại nào đó thuật pháp cấm chế, thân xác trở nên có mấy phân ngốc trệ, cũng không có bị trói định tay chân, cứ như vậy yên lặng bị áp giải đi lên phía trước, động tác cũng rất là máy móc. Duy chỉ có cơ khinh xa là một ngoại lệ, đi lại nhẹ nhàng, ánh mắt thanh tịnh, thậm chí trên mặt còn mang theo tia tia mỉm cười. Đoàn người này số tuy nhiều, trừ ồn ào bước chân, rốt cuộc nghe không được thanh âm khác. Tại giảm nhiều đầu sư phân phó phía dưới, 12 tên dương nam âm nữ phân biệt tại cột đá phía dưới đứng vững. Cơ khinh xa đứng cách ma cưu đại quốc sư gần nhất một cây cột đá phía dưới, thời khắc này cơ khinh xa, sớm đã bỏ đi dịch dung, khôi phục mình tuyệt thế dung quang, vóc người cao gầy bị thật mỏng xa y bao vây lấy, đường cong uyển chuyển vô so. Cơ tiểu thư, thế nào, nơi này cùng ngươi trước kia thấy qua không giống đi. Ma cưu đại quốc sư quay đầu nhìn về phía cơ khinh xa, khẽ cười nói. Cơ khinh xa cũng không e dè ánh mắt bốn phía quét qua, lập tức vượt qua ma cưu đại quốc sư đỉnh đầu, định tại thánh tuyền trung ương xích viêm thảo phía trên, khuôn mặt có chút động đại quốc sư, xích viêm thảo, đã hoàn toàn thành thục rồi sao? Ma cưu nhẹ nhàng gật đầu, nói, đương nhiên, tối nay, tiêu phàm tiên sinh hẳn là sẽ hiện thân A. Ta biết, hắn là vì, xích viêm thảo, mà tới. Y -sun nói cho người A, đúng, đại quốc sư, Y -sun tiên sinh còn sống sao? Người ứng sẽ không phải tha hắn A, ta đối người này ấn tượng không được tốt, hy vọng ngươi không muốn bỏ qua hắn. Cơ khinh sa mỉm cười, nói, nâng lên Y -sun, mà cừu sắc mặt thoảng qua trầm xuống, nói cơ tiểu thư, người đây liền khỏi phải thảo tâm, chúng ta không cổ phái, đối phản đồ xử trí, cho tới bây giờ đều không có nửa điểm nhân từ. Bất quá, Isun tạm thời lại còn không chết, hắn là tiêu phàm tiên sinh, thuốc an thần, ngươi hiểu chưa? Chỉ cần hắn còn sống, tiêu tiên sinh liền sẽ tin tưởng không nghi ngờ, nhận vì các ngươi kế hoạch là như thế hoàn mỹ. Người muốn cho y -sun đi dụ dỗ tiêu phàm mắc lừa. Cơ khinh xa không khỏi nhịn không được cười lên, đại quốc sư ngươi không phải nói đùa sao y kia trí thông minh ngay cả ngươi đều không thể gạt được còn có thể giấu giếm được tiêu phàm ma cưu sắc mặt lại là trầm xuống lạnh cười nói xem ra cơ tiểu thư đối tiêu tiên sinh sùng bái rất mù quáng a à. tốt a à, coi như dựa theo ngươi nói y lừa gạt không được hắn vậy thì thế nào chỉ cần ngươi còn ở nơi này chỉ cần hắn muốn ngắt xích viêm thảo hắn liền phải tới biết rõ đây là một cái bẫy hắn cũng chỉ có thể tới nhảy vào. Hay là nói, hắn nhưng thật ra là kẻ hèn nhát, sẽ tại thời khắc mấu chốt bỏ xuống ngươi mặc kệ, lâm trận bỏ chạy. Cơ khinh xa từ tốn nói, đại quốc sư, chúng ta liền không cần tranh đua miệng lưỡi đi, sự thật đến cùng như thế nào, để chúng ta rửa mắt mà đợi, thiên quỷ hàng, quá trình tu luyện, khẳng định rất đặc sắc, ta thật cao hứng, có thể toàn bộ hành trình mắt thấy. Ma cư cười cười, nói, đương nhiên, đây cũng là ta muốn làm dạng này đặc sắc quá trình, nếu như không có người thưởng thức lời nói, sẽ rất tịch mịch. Bất quá, đợi chút nữa ta toàn lực ứng phó thời điểm, chỉ sợ không có thời gian lại chiếu cố cơ tiểu thư, cho nên, trước đó, ta muốn làm chút cần thiết công tác chuẩn bị. Nếu như ta không có nhìn lầm, cơ tiểu thư cũng là người trong đồng đạo, mà lại tại thuật pháp bên trên tạo nghệ không thấp. Cơ khinh xa khẽ lắc đầu, nói, đại quốc sư quá khen, ta xác thực nghiên cứu qua thuật pháp. Nhưng cùng đại quốc sư so ra, tự nhiên là thiên xoa địa viễn ha ha cơ tiểu thư khiêm tốn bất kể như thế nào tối nay ta không thể cho phép xuất hiện sai lầm nếu như cho cơ tiểu thư tạo thành cái gì khó chịu còn muốn mời cơ tiểu thư nhiều hơn tha thứ xem ra ta cũng không có phản kháng chỗ trống chỉ sợ là dạng này ma cưu đại quốc sư nhẹ nhàng gật đầu cổ tay khẽ đảo trong lòng bàn tay bỗng nhiên lục mang lóa mắt một cỗ cường đại vô so khí tức nháy mắt tuôn ra hiện ra loại này lục mang cơ khinh xa không phải lần đầu trông thấy. Bất quá lần trước cách xa xôi, nhìn xem ma cư cùng tô nam nguyên thành tử bọn người giao thủ, chỉ cảm thấy cái này lục mang rực rỡ màu sắc, trông rất đẹp mắt. Bây giờ mặt đối mặt, cơ khinh xa mới rốt cuộc minh bạch, ma cư đại quốc sư thi triển loại thần thông này, ra sao chờ đáng sợ. Ma cư chưa xuất thủ, cường đại sát khí liền đã ép tới người không thở nổi. Thậm chí ngay cả thể nội pháp lực cũng biến thành có chút sền sệt, chuyển động mất linh cơ khinh xa không có kháng cự. Tại ma cưu trang viên hạch tâm trọng địa, đơn độc đối mặt ma cưu đại quốc sư, bốn phía hàng đầu sư tụ tập, cơ khinh xa rất rõ ràng, bất kỳ cái gì phản kháng đều là dư thừa, tự dước lấy nhục thôi. Đối cơ khinh xa chấn định, ma cưu tựa hồ rất hài lòng, nhưng cũng có chút kinh ngạc. Cô gái này, thực tế quá chấn định, chấn định phải ma cưu đều kém chút đối phán đoán của mình sinh ra hoài nghi, là không phải mình đánh giá quá thấp cái này hoa hạ nữ tử rồi. Hay là nói, Nàng nói cái kia tiêu phàm, thật sự có cường đại như vậy, cơ khinh xa có tuyệt đối tự tin, tiêu phàm nhất định có thể cứu nàng ra ngoài. Bất quá trong lúc này, mà cưu đại quốc sư đã không có quá nhiều thời gian đến cẩn thận cân nhắc những chuyện này. Loan đao dưới huyền nguyệt, chậm rãi hướng giữa bầu trời di động, tu luyện thiên quỷ hàng thời cơ tốt nhất, đã tới gần. Mà cưu cánh tay hơi chấn động một chút, ba điểm lục mang từ trong tay hắn bay lên, chỉ trước mắt, ở giữa không trung hóa thành ba con lục sắc hổ điệp lập tức liền bay đến cơ khinh xa đỉnh đầu đại đại hai cánh một dương một đầu đâm xuống dưới không trở ngại chút nào xuyên qua cơ khinh xa khoác trên người hơi mỏng lụa mỏng chui trong cơ thể nàng cơ khinh xa chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị lực lượng trong nháy mắt liền chảy khắp toàn thân của mình toàn thân đều trở nên ấm áp nói không nên lời dễ chịu thật giống như chính đang hưởng thụ cấp cao nhất suối nước nóng an dưỡng một cũng không muốn nhúc nhích rõ ràng là lợi hại nhất hàng đầu thuật Hết lần này tới lần khác lại khiến người ta như thế thoải mái dễ chịu, thứ nhất hàng đầu sư quả thật danh bất hư truyền. Cơ khinh xa âm thầm kinh hãi, lập tức hít sâu một hơi, muốn điều động chân khí nội lực chống đỡ, lại phát hiện, mình cái chủng loại kia cảm thụ, không phải là ảo giác, mà là chân chân thật thật phát sinh. Nàng ngay cả nửa phần thật khí nội lực cũng không thể lại điều động, cứ như vậy bình tĩnh đứng ở nơi đó, khó mà di động nửa phân. Nhưng là đầu não lại càng thêm thanh tỉnh. Ma cưu đại quốc sư nhàn nhạt nhìn nàng một chút, nói cơ tiểu thư, ta biết ngươi còn cất giấu chút pháp khí loại hình đồ vật, nhưng kia không có gì, ngươi không có cơ hội thi triển. Ta chỉ giam cầm hành động của ngươi, cũng không làm thương hại hồn phách của ngươi. Ta đem để ngươi cùng một tên sau cùng âm bộc dung hợp, dạng này, ngươi chẳng những có thể nhìn thấy tu luyện, thiên quỷ hàng, toàn bộ quá trình, có lẽ còn có thể nghe tới tiêu phàm tiên sinh vô ý thất thủ tin tức. Nếu như ngươi vận khí đủ tốt, có lẽ các người còn có thể gặp được một lần cuối. Thiên quỷ hàng, sau khi luyện thành, cần phải cường đại hồn phách đến vững chắc cảnh giới, ta tin tưởng, tiêu tiên sinh là người chọn lựa thích hợp nhất. Ma cư cười cười, không nhanh không chậm nói, ngữ khí ngạo nghễ. chương 525, khởi động. Cơ khinh xa chậm rãi nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Như là ma cư lời nói, nàng xác thực còn cất giấu pháp khí, không chỉ một kiện chính nàng bản mệnh pháp khí lạc giáp bên ngoài còn có bác đầu kính vốn còn tưởng rằng có thể giấu giếm được ma cưu lại nguyên lai chỉ là mong muốn đơn phương mà thôi ma cưu biết rõ nàng người mang pháp khí cũng không để ý chút nào đủ thấy tự tin ma cưu cũng không lên tiếng nữa ngay tại thánh thuyền bên cạnh khoanh chân ngồi xuống tay trái bấm quyết tay phải cầm một kiện pháp khí màu đen hai mắt khép hờ miệng lẩm bẩm bắt đầu tác pháp nguyên bản bình tĩnh yên ắng sóng nước lấp loáng thánh tuyền mặt ngoài, dần dần lên gợn sóng, từng vòng từng vòng gợn nước mở rộng lái đi, từng tia từng sợi hắc phụ, từ mặt nước bay lên. Đã nhắm hai mắt cơ khinh xa chỉ cảm thấy toàn thân giật mình, một cỗ kỳ hàn đập vào mặt, không khỏi lại mở mắt. Chỉ thấy hắc phụ nhàn nhạt không ngừng hướng thánh tuyển bốn phía trên vách ao 12 tòa bạch ngọc tượng nặn lướt tới, bị tượng nặn không khách khí chút nào hấp thu đi vào, nguyên bản liền tinh xảo dị thường 12 tòa bạch ngọc điêu giống, mặt ngoài bảo quang lưu động, sinh động như thật cơ khinh xa toàn thân pháp lực bị giam cầm, không cách nào nhấc lên nội tức đến kháng cự nghiêm hàn, bất quá trong chốc lát, liền cảm giác kia cỗ kỳ hàn trực tiếp chui tiến vào trong xương đi, cắn chặt hàm răng. Ma cưu song mi nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm túc, trong miệng chú ngữ thanh âm, không lưu loát khó hiểu. Những cái kia phân biệt lập tại cái khác của đá phía dưới dương nam âm nữ, cứ việc bị đông cứng đến sắc mặt tím xanh, vẫn như cố từng cái hai mắt nhắm nghiền, thần sắc ngốc trệ, vô thanh vô tức kéo quấn lại bên trong, kéo quấn lại bên trong. Ma cưu chú ngữ 10 điểm không lưu loát, cơ khinh xa nghe không rõ hắn đến cùng đang nói cái gì, bất quá từ ma cư miệng bên trong thỉnh thoảng xuất hiện kéo quấn lại bên trong, cơ khinh xa lại là nghe được rõ ràng. Càng về sau, chú ngữ thanh âm càng là cấp bách, kéo quấn lại bên trong xuất hiện tần suất cũng càng cao. Thánh tuyển bên trong bay lên hắc vụ cũng càng ngày càng là nồng đập, dần dần hướng về một tên bạch ngọc điêu tố tập trung qua. Cô kia điêu khắc là thanh niên nam tử bộ dáng theo hấp thu địa mạch âm khí càng ngày càng nhiều, điều khắc mặt ngoài bắt đầu lóng lánh như mộng ảo mê ly quang trạch. Cơ khinh xa ý thức được, có một số việc muốn phát sinh. Bạch Ngọc Điêu Tố đỉnh đầu chỗ, dần dần dâng lên một cỗ xương mù màu đen, so sánh với thánh tuyển địa mạch xuất hiện âm khí, cỗ này xương mù màu đen muốn nồng nặc nhiều, mà lại ngưng kết thành đoàn, cũng không tiêu tán. Cùng tiêu phàm cùng một chỗ khoảng thời gian này, cơ khinh xa gặp qua không ít âm quỷ, không thể nghi ngờ, đây chính là ma cưu xúc dưỡng quỷ vật bất quá thoáng qua ở giữa, âm quỷ liền đã ngưng tụ thành hình, cứ như vậy phiêu phù ở bạch ngọc điêu tố trên không, nguyên bản bảo sáng lóng lánh bạch ngọc điêu tố, tựa hồ nháy mắt bị rút sạch tinh hoa, lập tức liền trở nên ngốc trệ cứng nhắc, không có chút nào linh tính. Thánh tuyển mặt ngoài sát na sôi trào lên, một cỗ sền sệt vô so địa mạch âm khí, tranh nhau chen lấn hướng lấy phiêu phù ở giữa không trung âm quỷ dũng mãnh lao tới, chui vào trong cơ thể của nó. Âm quỷ thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng dày, rất nhanh liền trở nên uyển như thực thể. Ngũ quan có, con mắt bộ vị thậm chí hồng quang lấp lẽ, như là coi là thật sinh ra hai con mắt, hung hăng tiếp cận chính đối diện cột đá phía dưới ngơ ngác đứng vững một tên nam tử trẻ tuổi. Tên này nam tử trẻ tuổi, cơ khinh xa trước kia chưa từng thấy qua, hẳn không phải là từ lạc già thành buộc đi thuần dương nam tử, mà là ma cư sớm liền chuẩn bị tốt. Bị âm quỷ tà khí lẫm liệt ánh mắt tiếp cận nháy mắt, nguyên bản ngốc trệ đờ đẫn nam tử trẻ tuổi, tựa hồ nhận một loại nào đó mãnh liệt kích thích, mở choang mắt, vừa tiếp xúc với âm quỷ kia tà khí bốn phía ánh mắt, nam tử trẻ tuổi mặt bên trên lập tức lộ ra cực kỳ sợ hãi thần sắc. Đi, ma cưu đột nhiên đứng dậy, hai mắt huyết quang đại phóng, tay phải một dương, quát. Điều khắc trên không âm quỷ thân thể lắc một cái, tựa hồ tại dùng lực tránh thoát một loại nào đó trói buộc, lập tức hướng về nam tử trẻ tuổi kích bắn đi. Từ cái này âm quỷ tướng mạo cùng dáng người bên trên nhìn, cũng là nam nhân thân thể sau một khắc, âm quỷ liền đã bổ nhào vào nam tử trẻ tuổi trên thân, chỉ thấy nguyên bản dày đặc như thực thể âm quỷ, bỗng nhiên lại trở nên mờ mịt, màu đen âm vụ không ngừng bốc lên. nháy mắt liền đem nam tử trẻ tuổi bao vây lại, thấu qua mũi miệng của hắn, con mắt, lỗ tai cùng trần trụi bên ngoài làn da nhanh chóng hướng nam tử trẻ tuổi trong thân thể thẩm thấu. a, à, một tiếng thê lương vô so rú thảm bỗng nhiên vang lên, hoàn toàn không có năng lực phản kháng nam tử trẻ tuổi lớn chừng hai mắt biến thành huyết hồng sắc hai hàng huyết thủy từ trong mắt của hắn tràn ra ngoài. Bộ mặt cơ bắp vặn vẹo thành cực kỳ thống khổ hình dạng. Một tiếng này rú thảm là như thế thê lương, nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ trang viên, tại tĩnh mịch nhiệt đới rừng cây trên không vang vọng thật lâu. Tiêu phàm bỗng nhiên dừng lại bước chân, ngẩng đầu, hướng cách đó không xa ma cưu trang viên nhìn qua. Song nghi chăm chú nhau, thanh lãnh ánh trăng, khoác vẩy ở trên người hắn, đem hắn cao thân ảnh, ở trong núi trên đường lớn kéo rất dài từ một tiếng này rú thảm bên trong tiêu phàm có thể rõ ràng cảm thụ đến người kia thống khổ cùng tuyệt vọng đi tại hắn phía trước isun cũng đồng thời dừng bước quay đầu nhìn sang thấp giọng nói tiêu tiên sinh chúng ta muốn tăng thêm tốc độ mới được maku đã bắt đầu dựa theo đại quốc sư chỉ lệnh isun phụ trách cho tiêu phàm dẫn đường maku chỉ là cho isun hạ đạt dạng này chỉ lệnh về phần hoàn thành nhiệm vụ về sau sẽ hay không tha thứ isun maku cũng không có làm ra cái gì hứa hẹn Isun lại chỉ có thể toàn lực ứng phó, đi tranh thủ kia từ nơi sâu xa cuối cùng một tia hy vọng sinh tồn. Còn tốt, Tiêu Phàm tựa hồ cũng không có đem lòng sinh nghi, không chút do dự liền theo hắn đến. Nhìn ra được, Tiêu Phàm đối với mình dưới tại Isun cấm chế trên người phi thường tự tin, tự tin Isun không dám lật lọng. Trên thực tế, Isun cấm chế trên người cũng xác thực chưa từng động đậy, mà cứ từng điều tra một phen về sau, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Isun tuyệt không dám hỏi, hắn biết hiện tại mình mỗi một câu cũng có thể làm tức giận ma cưu để cái mạng nhỏ của mình nháy mắt hôi phi yên diệt tốt nhất bảo mệnh phương pháp chính là ngậm miệng lại ngoan ngoãn dựa theo ma cưu chỉ lệnh làm việc tuyệt đối không được lắm mồm isun hiện tại chỉ có thể cầu nguyện ma cư thiên quỷ hàng đại công cáo thành tâm tình một cao hứng liền bỏ qua cho mình bất tử về phần ma cưu có thể hay không giải khai tiêu phàm dưới cấm chế isun không có cẩn thận suy nghĩ nếu như cấm chế này ngay cả ma cưu đều không giải được kia chính là mình quả thật nên chết không lời nào để nói đương nhiên mình nghĩ còn sống còn có một cái tiền đề chính là tiêu phàm phải chết đối điểm này y sun ngược lại là rất có lòng tin bất kể nói thế nào lần này ma cưu đã làm nhất chuẩn bị đầy đủ tiêu phàm đối này hoàn toàn không biết gì còn tưởng rằng hết thảy đều dựa theo kế hoạch của hắn đang tiến hành đâu lấy hữu tâm tính vô chuẩn bị lại là tại ma cưu sân nhà trừ ma cưu mình không thể thân tự xuất thủ đối phó tiêu phàm bên ngoài, chiếm cứ cái khác hết thảy tiên cơ chi lợi, thiên thời địa lợi nhân hòa có. Nếu như dạng này còn không làm gì được cái này nhìn dặm xa xôi từ châu Á chạy tới người trẻ tuổi, đâu có nảy lý. Tiêu phàm lợi hại hơn nữa, hắn cũng là người, không phải thần. Thời khắc này ma cưu trang viên, tại tiêu phàm trong mắt, cùng trước mấy thời gian hắn lần thứ nhất xâm nhập thời điểm tướng so, có rõ ràng khác biệt, vô hình sát khí phóng lên tận trời, đem toàn bộ trang viên đều bao phủ trong đó, mặc dù nhìn không thấy sở không được, lại có thể thanh thanh sở sở cảm giác được. Loại này vô hình sát khí, thậm chí đã đang áp chế hắn thần niệm chi lực. Mắt thấy tiêu phàm dừng bước không tiến, y sun không khỏi có mấy phân nôn nóng, nhịn không được thúc giục nói, tiêu tiên sinh, chúng ta động tác muốn nhanh hơn chút nữa mới được. Không phải, ta lo lắng cơ tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm. Thật sao, tiêu phàm ánh mắt, bỗng nhiên quét tới, tinh quang lấp lóe chiếu sáng rạng rỡ y sun kìm lòng không đặng quay đầu tránh ra ngượng ngùng cười một tiếng nói tiêu tiên sinh ta là có ý tốt vạn nhất cơ tiểu thư xảy ra ngoài ý muốn vậy liền không tốt cơ tiểu thư thật là xinh đẹp cuối cùng câu này lại là từ đáy lòng chi ngôn mặc kệ hắn ở sâu trong nội tâm là cỡ nào thống hận tiêu phàm cùng bạn gái của hắn lại cũng không thể không thừa nhận cơ khinh xa thật là hắn cả đời này thấy qua nhất vũ nghị xinh đẹp nhất nữ hài tử Trước đó, Yisun có nằm mơ cũng chẳng ngờ, một nữ nhân có thể mị hoặc đến tình trạng như vậy. Câu nói này lập tức liền có tác dụng, tiêu phàm không nói một lời, lần nữa nhấc chân hướng về phía trước. Yisun trong lòng cười thầm, tiểu tử, tốt như vậy nhìn bạn gái một mình ở tại trong trang viên, ta liền không tin ngươi không lo lắng. Rất nhanh, hai người liền một trước một sau, tiến vào ma cưu trang viên, từ đại môn trực tiếp đi vào. Yisun mặt mũi tràn đầy ngạo khí hướng nơi đó một chạm, ngoài trang viên thành gác cổng liền liên tục không ngừng mở ra cửa thành không ai đối tiêu phàm thân phận phát ra nghi vấn y sun giảm nhiều đầu sư tự mình dẫn người chẳng lẽ còn cần hoài nghi a à. trở lại trốn cũ cùng lần thứ nhất xâm nhập ma cưu trang viên tướng so càng thêm nhẹ nhõm có y sun phía trước bên cạnh dẫn đường trên đường đi tiêu phàm không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào tất cả mọi người đối bọn hắn đều làm như không thấy đã muốn tiêu phàm mắc lừa như vậy cái này hí liền diễn càng ép thật càng tốt Tiêu phàm cứ như vậy không chậm không nhanh cùng tại y sun sau lưng đi về phía trước, thân tình lạnh nhạt, không khẩn trương chút nào vẻ bất an, phảng phất hắn tiến vào không phải đan mạn quốc thứ nhất hàng đầu sư trang viên, mà là tại dạo chơi ngoại thành đạp thanh. Cùng tiêu phàm bình tĩnh lạnh nhạt hoàn toàn khác biệt, trong trang viên thành thạch trong trận, bầu không khí càng thêm quỷ dị. Nam tử trẻ tuổi kêu thảm, đã im bặt mà dừng, đầu nghiêng về một bên, lại không có nửa điểm âm thanh, nếu như không phải ngực còn có cực kỳ nhỏ chập trùng, liền đã giống như người chết không hai. Bao vây lấy hắn đoàn kia màu đen âm vụ, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ ở hai đầu lông mày hiện ra một đoàn nồng đậm hắc khí. Ma cư niệm chú thanh âm, càng thêm dồn dập lên, tay phải pháp khí dơ cao, ở bên trái trên cổ tay nhẹ nhàng một cắt, một điểm huyết châu dì ra. Ma cư cong lại gảy nhẹ, huyết châu phá không mà đi, chính giữa nam tử trẻ tuổi mi tâm. Hồng quang lóe lên, huyết châu nháy mắt liền bị hấp thu phải sạch sẽ. Sau một khắc, nam từ trẻ tuổi ấn đường chính giữa, xuất hiện một cái tiên diễm điểm đỏ, cảm giác bên trên, hắn cái chán bỗng nhiên phá một cái hố. Bất quá kỳ quái là, cái này phá trong động, máu tươi vẫn chưa phun ra ngoài, chỉ là có một dạng đỏ tươi đồ vật, dần dần từ phá trong động hiện ra đến, phảng phất trên chán mọc ra một con màu đỏ sừng nhọn. Quỷ dị vô so Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 35